Xin chào các khán giả thân mến của kênh Thích Nghe Chuyện. Hôm nay Tiến Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Nhất Điểm Vĩnh Hằng, tập số 161. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy hay và thú vị thì đừng quên cho Phong một like, một chia sẻ video cũng như comment cảm xúc của các bạn trong khi nghe chuyện nhé. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập truyện nào. Nhất Điểm Vĩnh Hằng, tập 161. Cũng không phải không có cách. Xem như thiên tài địa bảo bình thường, một khi luyện linh hơn 10 lần, một khi rèn luyện tới cực hạn, nó có tác dụng không tưởng tượng nổi. Đôi mắt Bạch Tiểu Thuần sáng lên. Đây là biện pháp duy nhất hắn nghĩ tới. Hắn hít sâu một hơi và nhắm mắt lại, bắt đầu dựa theo phương pháp tu luyện bất tử quyền tầng thứ tư, bất tử cốt. Xương cốt toàn thân kêu lên kèn két. Ban đầu thanh âm còn nhỏ, về sau rất mạnh. Qua nửa nén nhang, trong người Bạch Tiểu Thuần xuất hiện tiếng ầm ầm như sấm sét. Nếu nghe cẩn thận thì có thể biết xương cốt Bạch Tiểu Thuần đang kêu vang, dường như xương cốt đang tiến hành biến hóa kỳ diệu nào đó. Trong biến hóa này, huyết nhục trên cơ thể của hắn đang rung động như bị đè ép. Lúc này sinh cơ tập trung vào xương cốt của hắn. Xương cốt nhiều hóa thành lỗ đen, chúng sinh ra hấp lực kinh người thôn phệ sinh cơ. Khi nó thôn phệ, xương cốt toàn thân Bạch Tiểu Thuần đang thay đổi. Không qua bao lâu, tiếng nổ vang lên, thân thể Bạch Tiểu Thuần dần dần run rẩy, mồ hôi chảy xuống, thậm chí ẩn ẩn còn có thể nhìn thấy nhục thân Bạch Tiểu Thuần đang khô héo. Triệu chứng khô héo vừa hiện ra, Bạch Tiểu Thuần mở mắt, kết thúc tu hành, trong mắt có hào quang sinh ra. Không thể tiếp tục tu luyện, thời gian nửa nén nhang, lại hấp thu tất cả dược lực ta hấp thu nhiều năm qua, toàn bộ ép khô hút đi. Tu luyện bất tử cốt quá là kinh khủng. Nếu tiếp tục nữa sẽ hao tổn sinh cơ căn bản của ta. Bạch Tiểu Thuần thở ra một hơi, ánh mắt chấn kinh. Hắn cúi đầu nhìn hai tay của mình đã thô hơn trước. Mặc dù còn chưa tới thối cốt trọng nhất, ta có thể cảm giác lực phòng ngự của thân thể đã tăng lên một chút. Cảm giác này rất rõ ràng, dường như sau khi rèn luyện xương cốt càng làm xương cốt thuần túy hơn trước. Bạch Tiểu Thuần trầm ngâm một lát, hắn hít sâu một hơi, nghĩ nhiều cũng vô dụng, chỉ có thể tìm kiếm cơ duyên, sau khi thu hồi đồ vật có sinh cơ thì lại tu luyện. Ta có thể cảm nhận nếu sinh cơ đầy đủ, như vậy tu luyện bất tử cốt một hơi tức cực hạn, trở ngại của ta tu hành không phải thời gian mà là sinh cơ. Bạch Tiểu Thuần nói nhỏ, ánh mắt chớp động. Sau đó hắn dần dần bình tĩnh cảm nhận tu vi của bản thân. Sau khi cẩn thận quan sát một phen, nguyên anh trong cơ thể hắn bộc phát khí thế đáng sợ. Ta nhớ trong kim đan trước kia có một tia ngự lực, hôm nay trở thành nguyên anh, làm sao ngự lực không còn cảm giác? Bạch Tiểu Thuần chần chờ một chút, hắn không hiểu, suy nghĩ chẳng lẽ là do mình không có công pháp nguyên anh? Có chút đáng tiếc, ngự nhân đại pháp của ta có thể che giấu, ta không có cảm nhận được. Ngoài ra thiên đạo nguyên anh không biết có tác dụng gì khác thường hay không? Bạch Tiểu Thuần có điều suy nghĩ. Hắn hiểu về thiên đạo nguyên anh quá ít. Trên thực tế trong thiên địa này, người hiểu thiên đạo nguyên anh trừ hắn cũng chỉ có thiên tôn. Sau nửa ngày, Bạch Tiểu Thuần ẩn ẩn có dự cảm thiên đạo nguyên anh của mình vô cùng huyền diệu, còn cần mình dùng thời gian tìm hiểu. Như vậy không cần suy nghĩ ngự lực và bất tử trường sinh công. Trong man hoang thiếu khuyết đan dược, ta không có công pháp nguyên anh, muốn tăng tốc độ tu luyện cũng chỉ có một biện pháp. Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần xuất hiện hào quang, khóe miệng còn mang theo nụ cười chờ mong. Biện pháp này đối với người khác mà nói là cửu tử nhất sinh, nhưng đối với ta thì nó không có chút nguy hiểm nào. Trọng yếu nhất, biện pháp này có thể gia tăng tu vi của ta trong thời gian ngắn. Cả đời Bạch Tiểu Thuần ta cho tới bây giờ đều tu luyện với tốc độ cực nhanh, có thể xưng là bay vọt siêu cấp. Biện pháp này chính là luyện linh nguyên anh. Trong mắt Bạch Tiểu Thuần quả quyết, hắn không do dự, tay phải nâng lên một điểm, quy văn nồi xuất hiện. Hắn dùng hồn có được từ mấy ngày thu lễ, chuẩn bị hòa diễm một màu tới hòa diễm bốn màu. Bạch Tiểu Thuần nhắm mắt lại, tu vi thu liễm, đầu óc nổ vang, nguyên anh trong cơ thể quán mở mắt, nó lập tức xuyên qua nhục thân bay ra bên ngoài. Tới lúc nó xuất hiện, nguyên anh của Bạch Tiểu Thuần run run một ít, hắn cảm nhận trong thiên địa có hàn khí mà bản thân nhục thân không biết. Nguyên anh lại có cảm nhận được hàn khí rất rõ ràng, hắn không khác gì phàm nhân trần truồng đứng trong băng thiên tuyết địa.
dường như nguyên anh lưu lại trong hàn khí thời gian dài sẽ tạo thành hậu quả nghịch chuyển được, đây là trực giác. Bạch Tiểu Thuần tin tưởng nó không sai. Trên thực tế đúng là như vậy. Đối với nguyên anh mà nói, trong thiên địa này có quá nhiều kỳ diệu, có thể dồn nó vào chỗ chết, hàn khí này chỉ là thứ đầu tiên. Dù sao nhục thân mới là tàu thuyền, không có nhục thân, nguyên anh chẳng khác gì đứa bé ngâm trong nước. Bạch Tiểu Thuần không biết, nếu như cảnh tượng nguyên anh xuất khiếu để những nguyên anh vừa tấn chức nhìn thấy, tất nhiên sẽ kinh ngãi khó mà tin được, chỉ sợ sẽ có người rớt cả mắt ra ngoài. Bởi vì bước vào cảnh giới nguyên anh, căn bản không có khả năng nguyên anh xuất khiếu. Cho dù cường đại tới mức nguyên anh xuất khiếu, cho dù chỉ trong nháy mắt cũng bị hàn khí này trọng thương. Thậm chí cường giả nguyên anh trung kỳ có thể điều khiển nguyên anh xuất khiếu, nhưng không dám ở thời gian lâu, nhiều nhất một lát mà thôi. Tới khi nguyên anh hậu kỳ, thậm chí đại viên mãn, bản thân nguyên anh trưởng thành mới có thể thời gian dài chống cự khí huyết ở trong thiên địa. Nhưng không thể không nhìn. Muốn không nhìn chỉ có thiên nhân. Bạch Tiểu Thuần vừa bước vào nguyên anh, nhưng có thể làm nguyên anh xuất khiếu, hơn nữa còn có lực chống cự không thể tưởng tượng nổi. Tất cả nguyên anh chính là nguyên anh của Bạch Tiểu Thuần, là thiên đạo nguyên anh. Chết cóng. Nguyên anh run rẩy, nó không nhịn được quay đầu nhìn nhục thân. Loại cảm giác này rất kỳ quái. Sau khi hắn nhìn vài lần mới thu hồi ánh mắt, nó bay về phía Quy Văn Nổi, tự động ngồi bên trong. Ta đang làm cái gì? Là tự mình nấu mình. Bạch Tiểu Thuần thấy là lạ, nhẹ giọng lầm bầm một câu, hiếu kỳ vươn bàn tay nhỏ của nguyên anh sờ lên Quy Văn Nổi. Hắn có cảm giác mình đang tự nấu chính mình. Nấu liền đi, ta cần mạnh hơn nữa. Sắc mặt Bạch Tiểu Thuần cổ quái, tay phải bấm niệm pháp quyết, lập tức hòa diễm một màu bay tới, trong mắt dung nhập với Quy Văn Nổi, đồ văn trên Quy Văn Nổi trực tiếp sáng lên. Bạch Tiểu Thuần có chút khẩn trương, tâm thần bất định và bất an. Trước kia hắn vô cùng tự tin, nhưng bây giờ tự mình điều khiển vẫn có cảm giác hãi hùng khiếp vía. Dù sao đây chính là luyện chính mình. Một khi xuất hiện ngoài ý muốn, hậu quả kia. Bạch Tiểu Thuần vừa nghĩ tới mình vừa đột phá không bao lâu, liền như thế, bao nhiêu năm sau, Cự Quỷ Phương nhớ tới chính mình và mở cái mật thất ra, hắn có lẽ nhìn thấy trong Quy Văn Nồi có nguyên anh thật thơm. Vừa nhớ tới hình ảnh này, Bạch Tiểu Thuần cảm thấy lạnh hơn, trong mắt mang theo hối hận và sợ hãi, muốn bay ra khỏi Quy Văn Nồi. Suy nghĩ thêm một chút, đột nhiên hào quang trong Quy Văn Nồi bạo phát ra ngoài. Bạch Tiểu Thuần hét lên một tiếng, trong nháy mắt thân thể bị hào quang bào bạc bao phủ, trực tiếp bao phủ chúng bên trong. Lực lượng thiên địa từ trong Quy Văn Nồi xông vào nguyên anh của Bạch Tiểu Thuần, không cho phép hắn ngăn cản mảy may. Ầm một tiếng, người ngoài không nghe được tiếng ầm ầm, chỉ quanh quẩn trong đầu Bạch Tiểu Thuần. Khi âm thanh biến mất, sau khi quang mang màu bạc của Quy Văn Nồi mất đi, nguyên anh của Bạch Tiểu Thuần run rẩy bay ra ngoài. Lúc bay lên giữa không trung, gương mặt nhỏ tái nhợt, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Vừa rồi hắn có cảm giác mình là con thuyền nhỏ ở trong đại dương, tùy thời bị sóng dữ nhấn chìm. Thật là đáng sợ, ta vì luyện linh đã liều cả mạng của mình. Bạch Tiểu Thuần khẩn trương, nội tâm không ngừng run rẩy. Và lúc hắn muốn từ bỏ, liền sững sờ, đột nhiên cúi đầu nhìn nguyên anh của mình có một đạo ngân văn. Trong nháy mắt nhìn thấy ngân văn, Bạch Tiểu Thuần phát hiện ra nguyên anh của mình đã khác trước. Nếu như nói nguyên anh trước khi không luyện linh chỉ là hài nhi vừa mới ra đời, như vậy hiện tại sau khi luyện linh một lần, nói như hài nhi trưởng thành một chút. Biểu hiện là nguyên anh chi lực mạnh hơn trước không ít. Thậm chí hàn khí trong thiên địa xung quanh tuy vẫn làm Bạch Tiểu Thuần rét lạnh, nhưng đã kém xa trước kia. Bạch Tiểu Thuần cảm xúc chập trùng, loại cảm giác nguyên anh trưởng thành giống như mình đã trải qua bế quan thời gian rất dài, hơn nữa còn có công pháp đỉnh cấp không ngừng thổ nạp mới có thể có được. Mà bây giờ chỉ luyện linh một lần đã làm được. Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới thiên địa chi lực rót vào trong nguyên anh, khi đó nguyên anh nổ tung, đầu óc dần dần sáng tỏ. Đây thực sự là bí mật gia tốc tu vi. Bạch Tiểu Thuần ngậm miệng, trong đầu nhớ tới vừa tới Man Hoang, thời điểm hắn lần đầu nghe được tin tức người thừa kế Minh Hoàng đã nghe giới thiệu về luyện linh nguyên anh. Nếu có thể luyện linh nguyên anh tự thân 15 lần, liền có thể từ nguyên anh sơ kỳ đột phá bước vào nguyên anh trung kỳ. Luyện linh 18 lần liền có thể bước vào nguyên anh hậu kỳ, sau 20 lần thì có thể đạt tới nguyên anh đại viên mãn. Càng không cần phải nói, có nghe đồn nếu luyện linh nguyên anh tự thân 21 lần có thể đột phá thiên nhân,
không có khả năng thất bại. Bạch Tiểu Thuần kích động, suy nghĩ luyện nguyên anh bản thân hơi khác với những gì trải nghiệm trong địa cung, nhưng nghĩ đến nguyên anh là tồn tại đặc thù. Lúc này hắn nhìn hỏa diễm hai màu tới hỏa diễm 14 màu bên cạnh, dường như nhìn thấy tiền đồ sáng lạn, chúng sẽ giúp hắn đạt tới nguyên anh sơ kỳ đỉnh phong. Hắn lại nhìn Quy Văn Nội, trong lòng chần chờ, theo hồi ức Quy Văn Nội có xác suất thành công tuyệt đối, lập tức quả quyết. Nhất định là không có việc gì, nếu không nếm thử thì ta không cam tâm. Nguyên anh Bạch Tiểu Thuần lại bay vào trong Quy Văn Nội, bấm niệm pháp quyết, chỉ vào hỏa diễm hai màu và bắt đầu luyện đinh. Hiện tại Bạch Tiểu Thuần đắm chìm trong bí pháp luyện đinh nguyên anh, cũng không biết lần hắn luyện linh nguyên anh đã làm cho toàn bộ man hoang rung động, long trời lở đất. Cùng một thời gian, khu vực trung tâm man hoang cách thành cự quỷ rất xa xôi, nơi đó tồn tại một tòa thành trì, từ quy mô nó vượt xa thành cự quỷ. Thành trì này lớn hơn thành cự quỷ vài chục lần, toàn thân màu vàng, mang theo quỷ khí không cách nào hình dung, dường như có thể câu thông thương khung. Trên bầu trời có tường vân bao phủ, nhìn chúng có mấy phần giống như cự long đang du tẩu ở trên cao. Thành này là tòa thành trọng yếu nhất man hoang, thành Khôi Hoàng. Phía đông quảng trường trong tòa thành có một tấm bia đá lớn, tấm bia đá cao chừng 900 trượng, toàn thân màu xanh và sinh ra hào quang nhu hòa. Hào quang này không bị bất cứ thần thông nào làm ảm đạm, dường như thiên địa diệt cũng không thể nào diệt hào quang, thậm chí có tắm rửa lâu dài cũng có thể trợ giúp tầng tu vi. Trên tấm bia đá có 70-80 cái tên, mỗi cái tên vô cùng rõ ràng, chúng đại biểu cho mỗi thiên kiêu thanh danh hiển hách. Không nói toàn bộ man hoang ai ai cũng biết, nhưng cũng là người nổi danh. Tấm bia này chính là tấm bia đá tuyển người thừa kế Minh Hoàng. Từ khi bắt đầu cho tới khi tuyển nhận Minh Hoàng chấm dứt, người xếp đầu tiên trên bia đá chính là người thừa kế Minh Hoàng. Việc này đã sớm oanh động truyền khắp man hoang, cho nên cái tên này được vô số người chú ý. Hiện tại người đứng đầu có tên là Công Tôn Dịch, phía sau cái tên còn có con số 7. Điều này đại biểu hắn luyện đinh nguyên anh tự thân 7 lần. 7 lần luyện đinh nguyên anh mà không chết, bản thân hắn đã đủ nghịch thiên, đủ làm vô số người rung động. Người xếp vị trí thứ hai là Chu Hoành, người này luyện đinh nguyên anh 6 lần. Về phần thứ 3 là 5 lần, sau đó càng ngày càng ít, tới lần thứ 10 thì mới có 1 lần. Nếu như không có ngoài ý muốn, như vậy người thừa kế Minh Hoàng nhất định là Công Tôn Dịch kia. Dù sao xem như Chu Hoành cũng không dám đi luyện linh lần thứ 7, bởi vì tỷ lệ thành công chẳng những rất nhỏ, hơn nữa một khi thất bại chính sẽ là tử vong. Nguyên nhân chính là xếp hạng bia đá Minh Hoàng còn có hào quang từ nó, cho nên nơi này rất nhiều hồn tu đang ngồi, bọn họ tầm bổ tu vi, đồng thời chú ý tấm bia đá biến hóa. Thứ hạng này cũng không phải bất động, thường cách một đoạn thời gian sẽ có thêm mấy cái tên, hoặc ít đi một số tên. Những cái tên biến mất không đoán cũng biết, đó là nếm thử luyện linh nguyên anh thất bại vẫn lạc. Mỗi khi xuất hiện một cái tên nên làm nhiều người ta bạo động. Bạo động cũng không lớn, dù sao cái tên thêm vào chỉ là những người vừa luyện linh một lần mà thôi. Trừ phi là vị trí đầu tiên có biến hóa mới có thể làm cho người ta rung động và bàn tán. Hôm nay trên bia đá lại xuất hiện một cái tên. Người phát hiện cái tên này là hồn tu trung niên. Hồn tu này lệ thuộc quân đoàn cự quỷ, trú đóng tại thành Khôi Hoàng. Mấy năm trước hắn theo quân đoàn cự quỷ đánh trường thành của Tinh Không Đạo Cực Tông, quay trở về nơi đây. Bây giờ toàn bộ quân đoàn cự quỷ đang tĩnh dưỡng trong thành Khôi Hoàng, chờ đợi mệnh lệnh tiếp theo, lần nữa xuất phát tấn công trường thành. Hiện tại hắn khoanh chân ngồi trên tấm bia đá. Sau một lần thù nạp kết thúc, hắn mở mắt. Như thường lệ, ánh mắt quán theo thói quen đảo qua bia đá, muốn nhắm mắt tiếp tục tu hành liền sững sờ, nghĩ nghĩ liền nhìn bia đá thêm lần nữa. Trong khi kinh ngạc, hồn tu trung niên nhìn kỹ, trực tiếp nhìn vào cái tên cuối cùng. Sau khi hắn thấy cái tên liền sửng sốt, thần sắc mờ mịt, hắn lại mở to mắt, khí tức biến hóa hỗn loạn, đầu óc không hoạt động như bình thường. Hắn lập tức khiếp sợ. Cái này hồn tu trung niên cho rằng mình nhìn lầm, việc này quá hoang đường. Sau đó hắn dụi mắt nhiều lần, lại tập trung vào khống chế thân thể. Hắn lập tức kêu to: Bạch Tiểu Thuần. Tiếng kêu quán không nhỏ. Dưới tấm bia đá yên tĩnh,
đã làm kinh động những hồn tu xung quanh. Cả đám đều nhíu mày mở mắt ra. Sau khi nghe cái tên Bạch Tiểu Thuần, bọn họ cũng cảm thấy mê mang, có cảm giác thấy quen tai. Qua một lúc lâu, thân thể rung động mạnh, bọn họ chú ý tới ánh mắt của hồn tu trung niên. Sau khi nhìn nhau liền kinh hô thành tiếng: Bạch Tiểu Thuần, sao có thể chứ? Bạch Tiểu Thuần, ta nhớ ra rồi, Vạn Phu Trưởng trưởng thành của Tinh Không Đạo Cực Tông, tên gia hỏa vô sỉ phát minh ra tạc lô. Là hắn. Ta nói vì sao lại quên tai như vậy? Đây không phải là kẻ đứng đầu Tất Sát Bảng do Hồng Trần tiền bối tự mình treo giải thưởng là một phần thiên nhân hồn hay sao? Sau tiếng huyên náo truyền ra, nhiều hồn tu khiếp sợ. Những người khác cũng nghe thấy người bên cạnh nói, sau khi nhớ lại liền biến sắc. Cái tên Bạch Tiểu Thuần đối với Man Hoang mà nói đã đạt tới trình độ không ai không biết. Từ khi quân đoàn cự quỷ tấn công Trường Thành do Tinh Không Đạo Cực Tông trấn thủ, cái tên này đã như cuồng phong quét ngang quân đoàn cự quỷ, sau đó bắt đầu truyền khắp Man Hoang. Bởi vì hắn mà quân đoàn cự quỷ đại bại vài lần, bởi vì hắn oan hồn Man Hoang tổn thất nặng nề, cũng bởi vì hắn bây giờ không chỉ có Trường Thành của Tinh Không Đạo Cực Tông, thậm chí Trường Thành của ba tông môn thượng du khác đều hiện thủ đoạn tranh đấu tương tự, khiến cho toàn bộ Man Hoang liên tục đại bại. Tạc lô, hồng thú lũng đoạn, tụ hồn đan. Bất cứ thủ đoạn nào cũng làm rung động Man Hoang, nhất là truy nã Bạch Tiểu Thuần không ngừng gia tăng. Cái tên này cũng hành động cả Man Hoang, mà thân phận Vạn Phu Trưởng quán đều là dẫm lên người Man Hoang tiến lên. Khi người này mất tích, dần dần cái tên cũng bị người khác quên đi. Nhưng hôm nay, khi cái tên này xuất hiện lần nữa, mà trên tấm bia đá Minh Hoàng bị bia đá Minh Hoàng xác nhận, thì tiếng nghị luận và phẫn nộ bạo phát. Từng ánh mắt đều tập trung vào cái tên Bạch Tiểu Thuần đứng cuối cùng. Không phải Bạch Hạo, mà là Bạch Tiểu Thuần. Phía sau cái tên là số 1, đại biểu luyện linh nguyên anh một lần. Bạch Tiểu Thuần xuất hiện. Hắn tại Man Hoang, hắn không chết sao? Nhanh, việc này quá lớn, chúng ta phải đi bẩm báo thôi. Dưới tấm bia đá, đám người xôn xao, lập tức có không ít người lấy cốt giàn truyền về việc này ra ngoài. Rất nhanh, toàn bộ thành Khôi Hoàng chấn động. Khi việc này truyền ra, người thành Khôi Hoàng nhận được tin tức, phần lớn là sững sờ, cảm thấy cái tên quen thuộc. Sau khi hỏi thăm, liền khiếp sợ cùng phẫn nộ. Một ít người sau khi nghe cái tên Bạch Tiểu Thuần, liền nhớ tới sự kiện liên quan tới hắn. Bạch Ma xuất hiện. Quả nhiên hắn không chết. Hắn không chỉ ở Man Hoang, hơn nữa còn đột phá Nguyên Anh nữa. Đáng chết, đây là khiêu khích, đây là khiêu khích trần trụi. Ta không tin Bạch Ma không biết hậu quả của việc luyện đinh Nguyên Anh. Hắn đã có dự mưu, muốn lấy phương thức này nói chúng ta biết là hắn đã tới rồi. Trong thành Khôi Hoàng oanh động, nhất là trụ sở quân đoàn cự quỷ, lại phát ra tiếng gầm. Vô số thân ảnh cấp tốc bay thẳng tới tấm bia đá Minh Hoàng. Quá phách lối, Bạch Tiểu Thuần này ngang ngược như vậy, không coi ai ra gì, quả thực là khinh người quá đáng. Hừ, chẳng qua là nghe đồn mà thôi. Ta không tin Bạch Tiểu Thuần lại trọng yếu như trong truyền thuyết. Hắn chỉ là tiểu nhân vật. Chuyện lúc trước, vì quân đoàn cự quỷ thất bại nên tìm một lý do mà thôi. Về phần ba tông môn Trường Thành xuất hiện thủ đoạn như vậy, đây hiển nhiên là trên Thông Thiên Đảo thống nhất an bài. Trong thành Khôi Hoàng, cũng không phải mọi người đều cho rằng Bạch Tiểu Thuần trọng yếu. Có một số người cảm thấy quá khoa trương, loại tiểu nhân vật này không đáng đối đãi như thế. Nhưng cho dù như thế nào, khi cái tên Bạch Tiểu Thuần xuất hiện đã làm cho thành Khôi Hoàng oanh động. Nguyên bản, nếu không ngoài ý muốn, chuyện oanh động chỉ là tạm thời, chờ sau khi hết khiếp sợ, chẳng mấy chốc sẽ bình phục lại. Nhưng sau đó ngoài ý muốn lại xuất hiện. Cái tên Bạch Tiểu Thuần trên bia đá từ đứng cuối cùng lại có biến hóa, trong nháy mắt lại tiến vào vị trí thứ 20. Phía sau cái tên quán là số 2. Đám người xung quanh đều ngẩn người, thậm chí chưa kịp phát ra tiếng xôn xao, cái tên Bạch Tiểu Thuần lại biến mất, lần này đi thẳng vào vị trí thứ 15. Phía sau là số 3. Không có kết thúc, Bạch Tiểu Thuần lại biến mất, nó tăng lên vị trí thứ 5. Số lượng sau tên biến thành số 4, sau đó lại quật khởi, bởi vì số lượng là số 5. Lúc này đám người đang xôn xao liền hít khí lạnh, dường như áp chế tới mức nhất định liền không thể áp chế được nữa, tiếng là thất thành vang lên gặp trời. Trời à, luyện linh 5 lần, Bạch Tiểu Thuần này hắn muốn làm gì? Đám người mắt trợn tròn, sau đó từng người há hốc mồm, đầu óc chấn động, toàn thân run rẩy, tin tức cũng truyền ra các nơi.
Nếu như nói trước đó cái tên Bạch Tiểu Thuần xuất hiện chỉ là một số người rung động, một số người cảm thấy khoa trương, nhưng hiện tại, từ thời gian ngắn ngủi đi qua, lúc hắn xuất hiện tại vị trí thứ tư, lại luyện đi Nguyên Anh 5 lần, đám người cảm thấy khoa trương biến thành ngưng trọng. Cái gì? Hắn luyện linh nguyên anh 5 lần với tốc độ cực nhanh. Bạch ma này, hắn có ý gì? Tại sao hắn lại làm được? Thời gian ngắn ngủi lại có thể có bá lực như vậy? Hắn chắn sống sao? Thành Khôi Hoàng oanh động không nhỏ, thậm chí tất cả thế lực trong thành nghe được tin tức này liền cảm thấy quá khoa trương. Lập tức có từng đạo thân ảnh bay về phía tấm bia đá, có rất nhiều thần thức bốn phương tám hướng dò xét bia đá. Lúc này Nguyên Anh của Bạch Tiểu Thuần đang đắc ý ngồi trong quy văn nồi, sắc mặt rất tốt, nội tâm cảm thấy cao ngạo. Loại tu luyện như thế này làm ta rất ưa thích, Nguyên Anh Bạch Tiểu Thuần nói ra, khí tức kích động. Hắn vui vẻ với cách làm của mình, nhất là nhìn thấy trên Nguyên Anh xuất hiện năm đạo nguyên văn, cảm thụ Nguyên Anh còn mạnh hơn trước quá nhiều, liền kích động. Năm lần luyện đinh có thể so sánh ta tu hành 60 năm. Bạch Tiểu Thuần cười to, hắn liếm môi, bắt đầu vận dụng hỏa diễm màu 6. Trong nháy mắt, hỏa diễm 6 màu dung nhập vào trong quy văn nồi, bên trong nổ tung, sau đó có hào quang xuất hiện. 6 lần, 7 lần, 8 lần. Trong thời gian không lâu, Bạch Tiểu Thuần không dừng lại chút nào, liên tục luyện linh 3 lần, trực tiếp luyện Nguyên Anh thành 8 đạo ngân văn chói mắt. Nguyên Anh chi lực bằng bạc kinh khủng, nó càng trở nên rõ ràng, thậm chí sinh ra hào quang lung linh, thậm chí hàn khí trong thiên địa không thể ảnh hưởng tới Bạch Tiểu Thuần. Quá mạnh. Bạch Tiểu Thuần hưng phấn, một đóa hỏa diễm 9 màu bay vào quy văn nồi. Ở trên Nguyên Anh, hắn xuất hiện một đạo ngân văn thứ 9. Không kết thúc, Bạch Tiểu Thuần lại luyện linh thứ 10. Sau khi hỏa diễm 10 màu bộc phát hào quang chói mắt, từ trên quy văn nồi bạo phát chui vào trong Nguyên Anh. Hiện tại Bạch Tiểu Thuần cảm thấy Nguyên Anh của mình đã cường đại hơn một chút. Hắn hưng phấn vì cảm giác này. Hắn nghĩ lại, nhiều khi nhân sinh có thể bưu hãn như thế thực sự là chuyện tốt đẹp cỡ nào. Những năm qua hắn không có cảm giác như vậy. Lúc này người trong thành Khôi Hoàng bị Bạch Tiểu Thuần luyện linh thành công, liền đã sợ hãi hồn phi phách tán, tâm thần oanh minh, chẳng khác gì từng đạo thiên lôi đánh vào đầu mình. Bọn họ trợn mắt nhìn Bạch Tiểu Thuần từ thứ tư biến thành thứ ba, lại từ thứ ba biến thành thứ hai. Không dừng lại, không chút lo lắng, hắn đã đứng thứ nhất. Và lúc này Bạch Tiểu Thuần đã luyện linh 8 lần. Nếu như thế cũng không phải xa xa không thể chạm. Sau 8 lần là 9 lần cho đến 10 lần. Cảnh này làm hồn tu man hoang rung động, đã kinh hồn tán đảm, tâm thần như rời khỏi thân thể bọn họ. Phải biết đây là luyện linh Nguyên Anh, hoàn toàn không giống với luyện linh pháp bảo. Pháp bảo nát thì có thể lấy thêm một cái để luyện lại. Một khi luyện linh Nguyên Anh thất bại sẽ hồn phi phách tán, trực tiếp tử vong. Minh Hoàng có đại khí phách, đám người kia nhất định lấy được truyền thừa. Đối với tù sĩ đây là một số mạng của bọn họ. Một lần nói dễ, hai lần cũng có thể, ba lần trở lên có tỷ lệ thất bại rất cao, càng lên cao thì càng nguy hiểm. Nhưng hôm nay bọn họ tận mắt nhìn thấy kỳ tích. Đối với toàn bộ man hoang mà nói, đây là hành vi điên cuồng không tưởng tượng nổi. Hắn từ một lần cho đến 10 lần mà không chết. Đáng chết, đây là cái vận khí gì vậy? Hắn đang tìm chết sao? Không ai có thể không bị chấn động. Trong suy nghĩ của bọn họ, Bạch Tiểu Thuần cũng liều mạng, cũng là hành vi điên cuồng. Từ xưa tới nay chưa từng có ai dám đi luyện Nguyên Anh chính mình như thế. Hiện tại trong thành Kiều U, trong một phụ điện của Vương Điện, có tiếng gầm giận dữ. Sau tiếng giận dữ là một thanh niên lao ra ngoài. Thanh niên này có dáng người thon gầy, tướng mạo tuấn mỹ, sắc mặt vặn vẹo, hiển nhiên là tức giận ngập trời. Bạch Tiểu Thuần, chú hoành ta cửu tử nhất sinh mới luyện linh Nguyên Anh 6 lần, ngươi lại dám làm 10 lần, sao ngươi không chết đi chứ? Chu Hoành giống to, trong lòng hắn đắng chát. Nguyên bản mục tiêu của hắn là Công Tôn Dịch, hắn cảm thấy mình có thể nắm chắc, nhất định liều một phát, tối thiểu cũng có thể ngang bằng với đối phương. Sau khi tin tức truyền tới, lúc Bạch Tiểu Thuần xuất hiện với thành tích luyện linh 10 lần đã làm cho hắn tuyệt vọng. Hắn nhất định nắm giữ thủ đoạn gì đó, bằng không hắn không thể thành công nhiều như vậy. Người tới, mau tìm khắp man hoang cho ta, tìm kiếm Bạch Tiểu Thuần tới cho ta. Chu Hoành quát lớn, lập tức trong thành Cửu U đã bắt đầu có hành động. Một đám người tuân mệnh lệnh của Chu Hoành, Tiểu Vương gia. Cảnh này cũng xuất hiện tại khu vực khác ở trong man hoang.
Trong từng gia tộc luyện hồn đều như thế. Phàm là người nổi danh trên tấm bia đá Minh Hoàng, hiện tại bọn họ rung động và suy đoán trong này nhất định có vấn đề, cho nên việc tìm kiếm Bạch Tiểu Thuần diễn ra khắp màn hoàng. Cùng lúc đó, trong thành đấu thắng thuộc bốn đại vương thành, trong một túp lều nằm ở cô sơn, có thanh niên khoanh chân ngồi đó. Thanh niên này mày kiếm mắt sáng, người biết hắn đều biết sắc mặt của hắn rất bình tĩnh nhưng đầy cao ngạo. Nhưng hôm nay sắc mặt của hắn tái nhợt, hắn không còn tự tin như trước. Bạch Tiểu Thuần. Sau nửa ngày, thanh niên này cúi đầu nhìn cốt giản trong tay, trong mắt của hắn mang theo không cam tâm, bởi vì hắn chính là con trai độc nhất của vương gia mạnh nhất Đấu Thắng Vương Công Tôn Dịch. Bởi vì trong man hoang thế hệ này, ngoại trừ Hồng Trần Nữ gia, hắn là người đứng thứ hai. Không chỉ có thành Cửu U, thành Đấu Thánh oanh động, thành Linh Lâm cũng như vậy. Đáng tiếc dòng dõi Linh Lâm Vương quá nhiều, thế hệ này có hơn vạn, tài nguyên tương đối phân tán. Mặc dù cũng có kiêu tử, nhưng không có hạng người chắc tuyệt như Công Tôn Dịch, Chu Hoành, cũng chỉ có một đứa con gái trèo chống thể diện. Thành Cự Quỷ vào lúc này cũng phát sinh oanh động như thành Khôi Hoàng, biết Bạch Tiểu Thuần xuất hiện cho nên nghị luận sôi nổi. Bạch Tiểu Thuần không biết, hắn vẫn vui vẻ hưởng thụ trong Quy Văn Nổi. Bởi vì tốc độ tu hành cực nhanh nên cực kỳ đắc ý, đôi mắt hắn nhìn chằm chằm vào hỏa diễm 11 màu. Tiếp tục tu luyện nha. Bạch Tiểu Thuần vui sướng, Quy Văn Nổi sinh ra hào quang sáng người, lại bộc phát ra hào quang chói mắt. Trong khi kim quang còn tiếng oanh minh, trên nguyên anh của Bạch Tiểu Thuần không còn 10 đạo nguyên văn, lúc xuất hiện đã hóa thành kim văn sáng ngời. Kim văn xuất hiện làm cho nguyên anh của Bạch Tiểu Thuần bành trướng. Bạch Tiểu Thuần cũng hít sâu một hơi, hắn nhớ tới biến hóa sau khi luyện linh 11 lần liền bất an. Nguyên anh của ta sẽ không biến thành dạng gì khác chứ? Bạch Tiểu Thuần khẩn trương. Cho tới khi kim quang biến mất, hắn cúi đầu xem xét nguyên anh của mình. Sau khi phát hiện nguyên anh không có biến hóa gì thì liền nhẹ nhõm. Mạnh hơn. Dựa theo tiến độ như thế này, sau khi luyện linh 14 lần ta sẽ đạt tới nguyên anh sơ kỳ đỉnh phong. Nếu như dựa theo tu hành bình thường, cho dù công pháp đỉnh cấp cũng cần thời gian 100 năm mới có thể. Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới đây, cảm thấy đây là cơ hội khó có được. Hắn hưng phấn luyện linh 12 lần. Trong tiếng ầm ầm, kim văn thứ hai xuất hiện, vẫn chưa kết thúc, sau đó là đạo thứ ba, thứ tư. Sau khi kim văn thứ tư xuất thế, trên nguyên anh của Bạch Tiểu Thuần bạo phát khí thế muốn đột phá cảnh giới, từ nguyên anh sơ kỳ bước vào nguyên anh trung kỳ. Lực trùng kích không nhỏ, nhưng vẫn kém một ít. Mấy lần sau đó Bạch Tiểu Thuần không thể không từ bỏ. Ánh mắt hắn mở ra, ánh mắt xuất hiện quang mang khiếp sợ. Tia sáng đầy chói mắt, cùng lúc trước khi hắn bước vào nguyên anh mà so sánh thì chênh lệch cực lớn. Cực hạn, tuy sau khi luyện linh lần thứ 15 nhất định có thể đột phá trở thành nguyên anh trung kỳ. Bạch Tiểu Thuần yên lặng nói nhỏ, nguyên anh trở về nhục thân. Cùng lúc đó, Bạch Tiểu Thuần nhìn kim văn thứ tư, trên tấm bia đá ở thành Khôi Hoàng có tên Bạch Tiểu Thuần đứng ở đầu bảng. Số lượng sau tên biến thành 14 lần. Tất cả hồn tu nhìn thấy đều mở to mắt, rất nhiều người ngây ngốc. Bọn họ không dám tưởng tượng người thừa kế Minh Hoàng của Man Hoang cuối cùng lại chọn Bạch Tiểu Thuần, không biết khi đó sẽ sinh ra phong bạo lớn cỡ nào. Dường như tất cả không dám suy nghĩ. Cũng chính thời điểm này, trong thành Khôi Hoàng có khí tức thiên nhân bộc phát ngập trời. Khí tức này làm thiên địa biến sắc, tường vân vỡ vụn, những cự long trong tầng mây cũng biến mất nhanh chóng. Một bóng người xuất hiện ở trong quân đoàn cự quỷ và phóng tận lên trời. Đó là một nữ tử, tướng mạo tuyệt mỹ, thân thể thướt tha, hết lần này tới lần khác sát khí bành trướng, trong mắt vượng mang theo sát cơ và điên cuồng. Đó là Hồng Trần Nữ. Tu vi của nàng đã sớm khôi phục, vốn đang bế quan không biết việc bên ngoài. Tướng lĩnh dưới trướng biết Hồng Trần Nữ có thâm thù đại hận với Bạch Tiểu Thuần, cho nên truyền âm bẩm báo một phen. Sau khi nghe được tin tức Bạch Tiểu Thuần đáng chém ngạn đao kia, Hồng Trần Nữ nổi điên, lúc này bay thẳng về tấm bia đá Minh Hoàng. Trong nháy mắt, nàng giáng lâm đã nhìn chòng chọc vào cái tên đứng đầu tấm bia đá, cả người run rẩy. Sát khí hóa thành thực chất. Đám người bốn phía nhìn thấy Hồng Trần Nữ lập tức biến sắc. Bọn họ nhanh chóng ôm quyền bái kiến. Đều biết Hồng Trần Nữ chính là Tân Tấn Thiên Nhân. Nàng thiên tư kinh diễm tuyệt luân, tuy là thiên nhân nhưng chiến lực không tầm thường. Bạch Tiểu Thuần, Bạch Tiểu Thuần. Đột nhiên Hồng Trần Nữ ngẩng đầu, sắc mặt âm trầm mang theo hàn quang sáng ngời.
Trong mắt nhìn thấy tấm bia đá, nàng biểu Bạch Tiểu Thuần đã trở thành thiên đạo nguyên anh. Nghĩ tới đây nội tâm nàng điên cuồng, lập tức cầm ngọc giản truyền âm cho quân đoàn dưới trướng. Không tiếc đại giới, tìm Bạch Tiểu Thuần, ta muốn hắn sống. Toàn bộ quân đoàn đều hành động, lần lượt từng bóng người xuyên thẳng trong quân đoàn, từng mệnh lệnh được đưa ra. Quân đoàn cự quỷ bắt đầu bộc phát toàn lực theo lệnh Hồng Trần Nữ đi tìm Bạch Tiểu Thuần. Cùng lúc đó, trong thành Khôi Hoàng có một nữ tử đang đứng nhìn chằm chằm vào tấm bia đá minh hoàng. Khác với Hồng Trần Nữ, trong mắt nữ tử này không có hàn băng, chỉ có lo lắng và suy nghĩ. Nàng chính là Nghịch Hà Tông Trần Mạn Giao. Thân là người man hoang, sư tôn nàng lại có lai lịch cực lớn. Nàng ở trong thành Khôi Hoàng có địa vị siêu nhiên. Nàng vĩnh viễn không thể quên việc trong Nghịch Hà Tông, không quên sự kiện tại Tinh Không Đạo Cực Tông, cũng không quên tình hình ở trên chiến thuyền vượt biển. Những năm qua quay về man hoang, trong đầu nàng cuối cùng xuất hiện thân ảnh này tới thân ảnh khác. Thân ảnh Bạch Tiểu Thuần xuất hiện là nhiều nhất. Lúc trước, sau khi nàng biết Bạch Tiểu Thuần mất tích, thậm chí vô cùng có khả năng chết, nàng trầm mặc, nội tâm chua xót và bi thương. Nàng đã mất thời gian rất lâu nhưng vẫn chưa có thích ứng. Sau khi nàng nghe tin tức về bia đá minh hoàng, hô hấp của nàng dồn dập, trong mắt nàng xuất hiện ánh sáng chói mắt. Tiểu Thuần, ngươi đang ở đâu? Cùng một thời gian, tại thành Khôi Hoàng, trong hoàng cung có pháp lệnh truyền ra ngoài. Khôi Hoàng thế hệ này đang bế quan, vì đại thiên sư kia có địa vị vượt xa Khôi Hoàng, hắn mang thiên tử lệnh chư hầu. Và lúc này hắn mở mắt ra. Lúc hắn mở mắt, đám cự long trên bầu trời lẩn trốn, đại địa chấn động, các cường giả trong thành Khôi Hoàng đều run rẩy, nhào nhào thu hồi thần thức, không ai dám mạo phạm uy nghiêm của hắn. Ánh mắt đại thiên sư giống như từ trên bầu trời nhìn xuống, nhìn vào cái tên đầu tiên trên tấm bia đá minh hoàng. Hồi lâu, hắn thu hồi ánh mắt, sau đó lại có một pháp lệnh truyền ra khắp man hoàng. Tìm Bạch Tiểu Thuần, mang hắn tới gặp ta. Pháp lệnh không lấy danh nghĩa đại thiên sư truyền ra, mà lấy thánh chủ Khôi Hoàng thế hệ này. Kể từ đó, cho dù là bốn đại thiên vương cũng ngầm thừa nhận. Trận phong bạo tìm kiếm Bạch Tiểu Thuần tràn ngập toàn bộ man hoang. Thời điểm này, Bạch Tiểu Thuần mở mắt ra trong mật thất. Khi hắn mở mắt, toàn bộ mật thất như thiểm điện xẹt qua, uy áp nguyên anh bộc phát dữ dội. Bạch Tiểu Thuần hít sâu, hắn vô cùng sung sướng. Sau khi hắn cẩn thận kiểm tra thân thể, phát hiện mình đã là nguyên anh sơ kỳ đại viên mãn. Lúc này hắn rất kích động, nhất là nhìn thấy trên nguyên anh còn có bốn đạo kim văn. Hắn đắc ý không chịu nổi, tay áo hất lên, cánh cửa bế quan mở ra. Bạch Tiểu Thuần nghênh ngang bước ra ngoài. Thời điểm đang suy nghĩ đi rêu ra một chút, để đám người kia biết mình không phải kết đan, thần thức bao phủ bốn phía. Lúc đó sắc mặt Bạch Tiểu Thuần biến hóa. Trong thần thức quán có tiếng nghị luận nhiều người. Cái tên bị người ta nghị luận làm Bạch Tiểu Thuần giật mình không nhỏ. Tất cả tâm tư khoe khoang và vui sướng biến mất không còn lại gì, chỉ còn lại là kinh hoàng và sợ hãi. Nghe nói chưa, Bạch Tiểu Thuần xuất hiện. Người không biết Bạch Tiểu Thuần sao? Ta nói cho người biết, luyện linh nguyên anh 14 lần đấy. Đây là việc điên cuồng, không ngờ đã có người làm được. Khôi Hoàng hạ chỉ tìm khắp màn hoàng cũng phải bắt sống được người này. Nếu như vậy, bằng không, nếu hắn trở thành người thừa kế minh hoàng thì nó sẽ biến thành trò cười lớn. Từng đoạn nói chuyện đã làm Bạch Tiểu Thuần sợ hãi, sắc mặt tái nhợt, thân thể sư thoát, bởi vì hắn quên mất một điểm mấu chốt. Luyện linh nguyên anh sẽ xuất hiện trên tấm bia đá minh hoàng. Xảy ra chuyện lớn rồi. Bạch Tiểu Thuần khóc không ra nước mắt, nội tâm hối hận, suy nghĩ là bản thân mình đang tự tìm đường chết. Trong nội tâm hoảng loạn, hắn lập tức bỏ suy nghĩ đi khoe khoang, càng hạ quyết tâm mình có thể không lộ nguyên anh để người khác không phát giác. Cũng may mặt nạ quán luyện đinh nhiều lần, càng cường hãn hơn xưa, lực ẩn giấu rất kinh người. Hắn từ đầu tới cuối cũng không buông lỏng ẩn tàng, cho nên giờ phút này mặc dù trở thành nguyên anh nhưng vẫn không người nào biết. Các bạn vừa nghe xong tập số 161 của bộ truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Hắn nhanh chóng ẩn tàng tu vi, che giấu bản thân mình là nguyên anh sơ kỳ đại viên mãn, làm ra vẻ bước vào nguyên anh là xong. Đột nhiên có mấy đạo hào quang bay tới, là hồn tu của đội tuần tra vừa mới tới gần đã ôm quyền cúi đầu với Bạch Tiểu Thuần. Vương gia có lệnh, sau khi Bạch tổng quản xuất quan lập tức kiến giá. Hả? Thân thể của Bạch Tiểu Thuần run rẩy, nội tâm hoảng hốt,
hắn đang sợ hãi bị phát hiện. Vừa nghĩ tới gương mặt cự quỷ vương không giận tự uy, còn ánh mắt thâm thúy vô tận, dường như ánh mắt có thể xuyên thấu tâm thần Bạch Tiểu Thuần. Xong rồi. Trong lòng hắn vô cùng hối hận, ngàn vạn lần không nên đắc ý đi tu luyện nguyên anh, bây giờ chọc cho thiên hạ đều biết hai chân của hắn sắp nhũn ra rồi. Nhất là nghĩ tới hậu quả trong đó, trái tim hắn đập loạn. Cũng may hắn mang theo mặt nạ, những năm gần đây trải qua vô số chuyện, mặc dù tính cách sợ chết vẫn như trước, nhưng phương diện diễn kịch là vô sự tự thông. Cự quỷ vương không biết thân phận của ta mới đúng, bằng không cũng không cho người triệu kiến ta. Là mặt nạ của ta huyền diệu, sau khi đeo lên làm người ngoài không thể nhận ra. Bạch Tiểu Thuần thở sâu, hắn không ngừng tự an ủi mình, trên mặt không lộ ra mảy may, chắp tay sau lưng, hắn gật đầu với đám thủ vệ và đi tới cung điện cự quỷ vương. Vừa mới đi vào, hắn đã nghe giọng nói của Vô Thường Công trong đại điện truyền ra ngoài. Vương gia, quỷ vương hoa đến nay chưa nở, cầu thông với đại thiên sư. Đại thiên sư từ đầu tới cuối không đồng ý cho chúng ta mở luyện hồn hồ. Lại đi tìm đại thiên sư, liền nói cự quỷ vương ta nguyện ý nợ nhân tình quán. Tôn vương mệnh, vậy ta đi xử lý. Vô Thường Công nghiêm túc, sau khi ôm quyền cúi đầu với cự quỷ vương, hắn quay người nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần đi vào đại điện, trên mặt lộ tươi cười, gật đầu sau đó rời đi. Cho đến khi Vô Thường Công rời đi, Bạch Tiểu Thuần nhìn cự quỷ vương ngồi trên vương tọa, hắn cố nén nội tâm bất định, lập tức tiến đến vài bước, sau đó cúi đầu. Tỳ chức tham kiến vương gia. Sắc mặt cự quỷ vương âm trầm, dường như có tâm tư. Ánh mắt của hắn nhìn sang Bạch Tiểu Thuần, chỉ vừa nhìn qua đã ngạc nhiên. Đột phá. Trong mắt cự quỷ vương mang theo một tia tán thưởng, sau đó lại nhìn Bạch Tiểu Thuần một chút, tán thưởng trong mắt biến thành nghi hoặc. Bằng vào lịch duyệt và sức quan sát sắc bén của hắn, hắn nhìn ra Bạch Tiểu Thuần đang khẩn trương. Việc này làm hắn nghi ngờ. Phải biết trước đó Bạch Tiểu Thuần đối mặt với mình cũng không che giấu khẩn trương, nhưng hôm nay lại che giấu. Việc này làm ánh mắt cự quỷ vương sáng lên. Bạch Tiểu Thuần nhìn ra nghi hoặc trong mắt cự quỷ vương, nội tâm của hắn chấn động mạnh. Bỗng nhiên ý thức sai lầm của mình, hiện tại hắn đột phá tu vi, thần sắc không nên bình tĩnh. Như vậy không phù hợp với tính cách của hắn. Hiện tại nội tâm bồi hồi, khẩn trương càng nhiều, đầu óc hắn hoạt động thật nhanh, không có nửa điểm chần chờ. Hắn lựa chọn khẩn trương càng nhiều hơn trước, dường như toàn thân đều khẩn trương từ trong ra ngoài, giống như rất là sợ hãi, tâm thần bất định bất an, thậm chí không dám nhìn vào mắt cự quỷ vương. Ánh mắt cự quỷ vương thâm thúy nhìn chằm chằm Bạch Tiểu Thuần, không nói một lời, cảm giác đè nén bao phủ cả đại điện. Dần dần thân thể Bạch Tiểu Thuần run rẩy, trên trán đổ mồ hôi, giống như không chịu nổi. Trên thực tế cũng thực sự là như vậy. Bạch Tiểu Thuần cảm thấy không gian bốn phía khi cự quỷ vương trầm mặt đã tạo thành đè ép, dường như muốn nghiền mình thành bụi. Vương gia, việc này không phải tỳ chức sai lầm. Vào lúc ngột ngạt thế này, Bạch Tiểu Thuần run rẩy kêu lên. Tỳ chức cũng không muốn, thực sự do ba đại gia tộc kia ra tay với tỳ chức quá ác. Nếu không phải tỳ chức mạng lớn, sợ rằng cái mạng nhỏ đã sớm bị bọn chúng tiêu diệt. Nhất là Bạch gia càng như thế. Cho nên tỳ chức nhịn không được, biết rõ vương gia có ăn bài khác, nhưng vẫn ám chỉ người khác đi chèn ép. Vẻ mặt Bạch Tiểu Thuần cầu xin, dường như đang sợ hãi ghê gớm. Cự quỷ vương sững sờ, chuyện có quan hệ với Bạch Tiểu Thuần ám chỉ người khác đi chèn ép ba đại gia tộc, hắn cũng đã nghe qua. Hiện tại nhìn thấy dáng vẻ khẩn trương của Bạch Tiểu Thuần, liền giờ khóc giờ cười. Hắn cho rằng Bạch Tiểu Thuần nghĩ lầm hỏi việc này nên khẩn trương. Hổ nháo. Cự quỷ vương trừng mắt nhìn Bạch Tiểu Thuần một cái. Cái chừng này làm nội tâm Bạch Tiểu Thuần nhẹ nhàng thở ra. Hắn vẫn trơ mắt nhìn cự quỷ vương. Cự quỷ vương nhìn ánh mắt của Bạch Tiểu Thuần, hắn biết ủy khuất nhưng không nói lời nào. Lại nói, lần này triệu ngươi đến đây là vì Khôi Hoàng hạ chỉ trên địa bàn của chúng ta truy nã vạn phu trưởng Bạch Tiểu Thuần của Tinh Không Đạo Cực Tông. Việc này ngươi đi xử lý cho xong. Nếu Bạch Tiểu Thuần xuất hiện trong phạm vi cự quỷ vương ta, ngươi phải bắt hắn lại. Bạch Tiểu Thuần biến sắc, hắn không do dự lên tiếng. Vương gia yên tâm, trước đó tỳ chức đã nghe mọi người bàn luận về Bạch Tiểu Thuần. Chỉ cần cái tên Bạch Ma kia dám xuất hiện trong phạm vi thành cự quỷ ta, tỳ chức nhất định sẽ bắt được.
Hắn nói lời này như chém đinh chặt sắt. Cự quỷ vương cũng mặn ý gật đầu. Cũng không phải đại sự gì, nếu không gặp cũng thôi, gặp được thì phải cẩn thận một chút. Tu vi của ngươi đột phá, đây là chuyện tốt. Cho dù gặp được, khả năng bắt hắn càng lớn hơn trước. Cự quỷ vương dặn dò. Nói tới tu vi đột phá, đây là may mắn có vương gia. Nếu không có vương gia bảo tỳ trúc bế quan, tỳ trúc cũng rất khó đột phá. Thực sự là vương gia thần võ thiên địa, vĩnh hằng vô song. Ngày đó vương gia nói một phen là tinh thần tỳ trúc đại trấn giống như ăn linh đan rượu dược. Còn xin vương gia sau này triệu kiến tỳ trúc nhiều hơn, như vậy tu vi của tỳ trúc mới có thể tăng lên nhanh hơn trước. Bạch Tiểu Thuần nói mặt không đỏ chút nào, vuốt mông ngựa không cần suy nghĩ. Nghe Bạch Tiểu Thuần vuốt mông ngựa, cự quỷ vương hừ một tiếng, nội tâm cũng mừng thầm. Dù sao tên trước mắt là hạng người cả gan làm loạn. Lúc trước vỗ đầu của mình và vô cùng phách lối, sau đó chuyển biến đều nằm trong mắt cự quỷ vương. Hắn là bán thần cao cao tại thượng, có thực lực khống chế tất cả. Chuyện quá khứ, bán thần như hắn phải có lòng dạ khí trượng rộng lớn. Nhân quả đã xong, ngay cả pháp bảo kia, lúc hắn khôi phục tu vi, chỉ một ý niệm đã thu hồi sạch sẽ. Mà thực lực vi tôn, ở trước mặt mình, Bạch Hạo mạnh hơn cũng phải là tùy tùng. Thi thoảng nghe đối phương vút mông ngựa, hắn rất hưởng thụ. Về phần Bạch Tiểu Thuần thuận lợi kết anh, hắn cũng không hỏi tới cùng, càng không liên tưởng đến tên tội phạm Bạch Tiểu Thuần đang bị truy nã. Không phải cự quỷ vương hắn không thông minh, mà là lai lịch Bạch Hạo thanh bạch tới mức khó liên tưởng cả hai là một người. Mặc dù thời gian kết anh trùng hợp, nhưng cự quỷ vương hiểu có hồn huyết của mình lúc trước, thuận lợi kết anh không phải chuyện kỳ quái. Đồng thời làm thuộc hạ của mình, quyền lực hắn đều là vương ân quần quận mà sinh, thực lực càng mạnh tự nhiên càng tốt. Hắn cũng không tìm kiếm con rùa đen cổ quái kia. Hắn phất tay bảo Bạch Tiểu Thuần lui ra ngoài. Nội tâm Bạch Tiểu Thuần triệt để buông lỏng. Hắn lùi ra sau vài bước, muốn rời đi, lại chần chờ một chút. Suy nghĩ nếu diễn kịch thì nên triệt để một chút. Hắn quay đầu vụng trộm nhìn cự quỷ vương, hé miệng như muốn nói nhưng nhịn xuống. Cự quỷ vương cũng nhìn thấy biểu lộ của Bạch Tiểu Thuần. Thế nào? Vương gia, ba đại gia tộc kia có phải nên uy hiếp một chút hay không? Bạch Tiểu Thuần nhìn cự quỷ vương, bộ dáng không cam lòng. Cự quỷ vương nhìn Bạch Tiểu Thuần, trong mắt sinh ra do dự. Ba đại gia tộc thực sự là hắn có an bài khác. Dù sao lão tổ Bạch gia và lão tổ Trần gia có tu vi thiên nhân, còn có tác dụng, tuy bị hắn giam giữ nhưng cũng hiểu. Do dù có ba đại gia tộc, về sau sẽ còn có gia tộc khác. Trong lòng cảm khái thân phận của mình không tốt, đi tìm đám lâu là gây phiền phức. Bạch Tiểu Thuần có ý nghĩ, hắn cũng muốn cân nhắc. Trong trầm ngâm, trong đầu xuất hiện hình ảnh tộc nhân ba nhà này truy sát mình, ánh mắt lóe sáng. Người thực sự chịu ủy khuất. Ba gia tộc này sừng sững mấy ngàn năm, nội tình cực sâu, có lẽ đây mới là lực lượng đáng sợ nhất. Cự quỷ vương thâm ý sâu sắc nhìn Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần khẽ giật mình, sau khi cẩn thận suy nghĩ câu nói này, bỗng nhiên đôi mắt sáng lên, tim đập nhanh hơn. Nói thầm cái gì nội tình cực sâu, ý tứ này chẳng lẽ nói tài phú ba đại gia tộc thâm hậu? Nói như thế, chẳng lẽ ám chỉ mình có thể đi xét nhà? Đây là cự quỷ vương ban thưởng cho mình vào sinh ra từ lúc trước. Vương gia yên tâm, tỳ trước có đôi mắt như hỏa nhãn, cho dù tài bảo giấu sau cỡ nào cũng không qua được mắt của tỳ trước, đào sâu ba tấc đất cũng móc ra được. Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới đây, tinh thần phấn khởi nhưng vẫn nói một câu. Cự quỷ vương mặt không biểu tình, làm như không nghe thấy, hai mắt nhắm nghiền. Trong lòng nghĩ Bạch Tiểu Thuần dường như lĩnh hội ý của mình nên yêu thích. Tư thái như thế thực sự làm tinh thần Bạch Tiểu Thuần vô cùng phấn chấn. Hắn hiểu đây là chấp nhận. Bạch Tiểu Thuần vừa nghĩ tới ba đại gia tộc truy sát mình, lại nghĩ tới lần này mình xoay người hoa lệ, trong lòng càng kích động. Xét nhà đấy, ta chưa từng làm loại chuyện này, lại là xét nhà kẻ thù, quá kích thích. Hiển nhiên cự quỷ vương không có trực tiếp hạ lệnh, đây là muốn ta không làm quá mức mà. Bạch Tiểu Thuần hưng phấn ôm quyền, quay người tràn đầy hưng phấn rời khỏi đại điện. Vào lúc Bạch Tiểu Thuần muốn đi ra khỏi đại điện, cự quỷ vương đang ngồi trên vương tọa lại nói một câu. Trần gia quả thực đáng giận, nhất là tộc trưởng Trần gia có diễm phúc không cạn, còn dám luyện cấm phiền. Câu nói này như lẩm bẩm
nhưng hết lần này tới lần khác truyền vào lỗ tai Bạch Tiểu Thuần rất rõ ràng. Bạch Tiểu Thuần sững sờ, bước chân dừng lại, trong mắt chuyển động một vòng, cẩn thận suy nghĩ, sau đó cảm nhận được trọng điểm trong câu nói. Ngoại trừ cấm phiền ra, càng quan trọng hơn là bốn chữ diễm phúc không cạn. Lão sắc quỷ này. Bạch Tiểu Thuần lập tức minh ngộ, nội tâm nói thầm một câu, mặt ngoài lại quang minh lẫm liệt giả bộ như không nghe thấy. Sau khi Bạch Tiểu Thuần rời đi, cự quỷ vương ngồi trên vương tọa ngẩng đầu lên, ánh mắt ngóng nhìn phương xa, tay phải bấm niệm pháp quyết, giống như đang suy tính cái gì đó. Sau nửa ngày, hắn nhíu mày thì thào nói nhỏ, vẫn không tính ra. Dựa theo suy tính thời gian, luyện hồn mở, đó là thời điểm quỷ vương hoa nở. Ra đại điện, Bạch Tiểu Thuần ngẩng đầu nhìn vị trí ba đại gia tộc, trên mặt còn mang theo ngạo nghễ. Ân oán trong ba đại gia tộc nhìn như không nhiều, trong quá trình này sát ý của ba đại gia tộc với hắn chưa từng giảm bớt mảy may. Trước đó Bạch Tiểu Thuần là lính canh ngục, không cách nào báo thù, về sau lại biến thành phạm nhân, hắn càng khó làm được. Bây giờ hắn biến thành Bạch Tổng Quản của thành cự quỷ, hiện tại càng có vực lệnh. Triệu Trần Hải Thiên Hầu. Bạch Tiểu Thuần hất tay lên, lập tức mở miệng. Hắn nói ra lời này, lập tức thị vệ thành cự quỷ chấn động, lập tức nghe lệnh, cấp tốc rời đi. Bạch Tiểu Thuần đứng bên ngoài đại điện, cự quỷ vương nhìn lên trời, chắp tay sau lưng. Trong quá trình chờ đợi Trần Hải đến, hắn lấy ngọc giản ra liên hệ với Chu Nhất Tinh. Nhìn chằm chằm ba đại gia tộc cho ta. Chu Tử yên tâm, đã sớm ăn bài xong xuôi, nhất là Trần gia, bây giờ lòng người bàng hoàng, tộc nhân vì tự vệ cũng đã mở miệng, tài phú Trần gia đã phân tán đi các nơi. Bạch Tiểu Thuần nghe lời này liền bàn giao một phen, lúc này mới khí định thân nhàn, gác tay chờ đợi. Không chờ bao lâu, lúc này đằng xa có một đạo hào quang bay tới, trong nháy mắt tới gần đã hóa thành nam tử trung niên mập mạp. Nam tử trung niên này chính là một trong bốn thiên hầu thành cự quỷ không phản loạn. Hắn vẫn giữ yên lặng, cũng chính hắn đưa cho Bạch Tiểu Thuần một tòa nhà. Thậm chí những ngày Bạch Tiểu Thuần giữa võ dương oai cũng là hứa đưa rất nhiều tài vật. Hiện tại hắn ở nơi đây. Trần Hải nhìn vương điện sau lưng Bạch Tiểu Thuần, sắc mặt hắn nghiêm túc, ôm quyền cúi đầu với Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tổng Quản xin phân phó. Trần Thiên Hầu, triệu tập nhân mã dưới trướng của ngươi theo bản Tổng Quản đi một chuyến. Bạch Tiểu Thuần làm vạn phu trưởng, hiện tại lên tiếng cũng sinh ra uy nghiêm. Tâm thần Trần Hải nghiêm nghị, hắn nhìn vương điện ở sau lưng Bạch Tiểu Thuần, liền gật đầu rời đi. Không qua bao lâu, truyền lệnh hồn tu dưới trướng hắn, lúc này hai vạn hồn tu đông đảo theo sau Bạch Tiểu Thuần cùng với Trần Hải bay ra khỏi thành cự quỷ. Cảnh này làm các thế lực trong thành cự quỷ kinh hãi, tâm thần bất định, nhất là sau khi phát hiện hai vạn hồn tu bay về hướng thái gia trong ba đại gia tộc. Mọi người hiểu, trả thù tới rồi. Các bạn vừa nghe xong tập số 161 của bộ truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Thích Nghe Chuyện. Trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng, tập số 162. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy hay và thú vị thì đừng quên cho Phong một like, một chia sẻ video cũng như comment cảm xúc của các bạn trong khi nghe chuyện nhé. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Xin chào anh Tuấn Trần nhé. Giới thiệu với các bạn, đấy là anh đồng nghiệp và ngồi cạnh bàn mình, là fan của bộ truyện này. Mỗi một hôm mà mình không ra được chuyện là anh ấy đến cầu nhau rất là nhiều, nên là kiểu gì tối cũng phải đọc được chuyện. Sáng anh ấy mời cà phê. Ok, bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe chuyện nhé. Nhất Niệm Vĩnh Hằng, tập 162. Ngoài thành cự quỷ, hai vạn tu sĩ khí thế ngập trời, từng người bộc phát sát ý khủng bố. Bạch Tiểu Thuần bay đầu tiên, thần sắc kiêu căng, nội tâm đắc ý và kích động, nhưng cũng làm cho hắn hoảng hốt, dường như đang quay về làm vạn phu trưởng ở trong trường thành. Ra lệnh một tiếng, tu sĩ dưới trướng đều hành động. Bạch lão đệ, lão ca ta phục ngươi. Trần Hải bay bên cạnh Bạch Tiểu Thuần, hắn giơ ngón tay cái lên cảm khái. Bạch lão đệ là long trong loài người, lão ca ta mấy năm nay nhìn thấy quá nhiều người vừa cầm quyền căn bản không khống chế được, bạch lão đệ lại có khí thế như vậy, quả là không đơn giản. Điều này nói rõ bạch lão đệ là kỳ lân thiên kiêu của thành cự quỷ chúng ta.
đối diện hai vạn hồn tu, Bạch lão đệ bất động như núi, như định hải thần châm. Loại định lực này ngay cả hoàng tử cũng không được. Trần Hải vô cùng tôn kính, thịt mỡ trên mặt run run theo lời hắn nói. Tuy là nịnh nọt nói như vậy, nhưng người ta lại có cảm giác chắc như đinh đóng cột. Nội tâm Bạch Tiểu Thuần vô cùng hưởng thụ. Sau khi nghe Trần Hải nói thế, càng thoải mái, cảm thấy Trần Hải này rất có ánh mắt. Thế là hắn cười rất tươi. Bạch Tiểu Thuần cũng thuận thế đáp vài câu. Một người có tâm định nọt, một người thì khéo đưa đẩy, hai người tự nhiên trò chuyện rất là vui vẻ. Tuy trong lòng Bạch Tiểu Thuần đang suy nghĩ nên xét nhà như thế nào, rất hiển nhiên cựu quỷ vương không có trực tiếp hạ lệnh. Nếu mình nói không tốt là xét nhà, nói như vậy tướng ăn quá khó coi. Không cưỡng ép xét nhà, ta cũng có biện pháp đào sâu ba thước đến báo thù. Bạch Tiểu Thuần có ý định, nhìn túi chứa vật, sau đó nghĩ tới Tiểu Ô Quy. Rất nhanh đám người đã đến trong thái gia. Sở dĩ chọn thái gia là không có nguyên nhân khác, cũng bởi vì thái gia ở gần nhất mà thôi. Vừa tới nơi này, toàn bộ thái gia vô cùng khẩn trương, sầu vân thảm vụ. Trong đó tất cả tộc nhân đều run rẩy, cả tộc trưởng thái gia cũng hoảng hốt. Các lão tộc đứng ngoài cửa cung kính nghênh đón. Mấy ngày này áp lực của bọn họ rất to lớn, không cách nào có thể hình dung. Mỗi ngày đều lo lắng hãi hùng. Lão tổ đã chết, bọn họ tùy thời sẽ gặp tai họa ngập đầu, cả gia tộc sắp sụp đổ. Sau khi nhận được tin tức, biết được Bạch Tiểu Thuần tự mình dẫn người tới, tâm thần người thái gia rung động. Tộc trưởng thái gia và mấy tộc lão mặc dù run rẩy, nhưng nội tâm chấn định một ít. Dù sao cựu quỷ vương thực muốn diệt bọn họ thì cũng không chờ tới bây giờ. Vào lúc đám người thái gia nghênh đón, Bạch Tiểu Thuần và Trần Hải mang theo hai vạn hồn tu như mây đen kéo tới. Vào lúc tới gần, Trần Hải quát lớn: phong tỏa tứ phương, không có lệnh của Bạch tổng quản, không cho kẻ nào ra vào. Hắn vừa lên tiếng, hai vạn hồn tu tản ra, trực tiếp vòng quanh thái gia, triệt để phong tỏa. Cảnh này làm đám người thái gia hít khí lạnh. Sắc mặt đám tộc trưởng không ngừng biến hóa. Bọn họ chỉ nhịn xuống ôm quyền cúi đầu với Bạch Tiểu Thuần. Bái kiến Bạch tổng quản Trần Thiên Hồng. Cả đám người thái gia bái kiến. Bạch Tiểu Thuần không để ý đến thái gia, hắn quay đầu nhìn sang Trần Hải. Trần Thiên Hồng, Bạch mỗ tới đây cũng không phải diệt môn, ngươi đừng có hù dọa tộc trưởng thái gia. Bạch tổng quản nói phải, tỳ chức có quân lệnh trên người, Trần Hải nói. Bạch Tiểu Thuần lắc đầu, hắn làm bộ dạng bất đắc dĩ với tộc trưởng thái gia. Không sao, Trần Thiên Hầu cũng có quyền lệnh, chúng ta hiểu. Bạch tổng quản, có chuyện gì chúng ta đi vào nói. Tộc trưởng thái gia há không nhìn ra Bạch Tiểu Thuần và Trần Hải kẻ xứng người họa, có thể nhìn ra cũng vô dụng. Nội tâm đáng chát, mặt ngoài còn lĩnh tình Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần không lập tức bước vào thái gia, hắn ho một tiếng. Sau khi tiếng ho vang lên, sắc mặt Trần Hải càng thêm nghiêm trọng, càng gầm lên một tiếng: tất cả tướng lĩnh nguyên anh bảo hộ Bạch tổng quản. Hắn vừa nói ra, trong hai vạn hồn tu có mấy chục thân ảnh bay ra ngoài, toàn bộ đứng sau lưng của Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần không vui, dường như muốn nói gì đó nhưng lại thở dài, lúc này cười khổ với tộc trưởng thái gia. Không có cách, không phải Bạch mỗ không tin được người thái gia, đó là vì vương gia xem an nguy của Bạch mỗ quá nặng thôi. Đúng đúng, Bạch tổng quản cực kỳ trọng yếu với thành cự quỷ, tuyệt không thể xảy ra đường rẽ gì, thái mỗ hiểu. Tộc trưởng thái gia phát khổ cúi đầu nói ra: đi thôi, chúng ta đi vào nói. Bạch Tiểu Thuần hất tay áo lên, đáy lòng sục sôi, hưởng thụ cái cảm giác quyền cao chức trọng đi vào trong thái gia. Những hồn tu nguyên anh đi theo, thị vệ bước vào thái gia liền đứng ngoài canh giữ. Chỉ cần thái gia có chút tâm làm loạn, bọn họ lập tức xuất thủ vào bảo vệ Bạch Tiểu Thuần. Loại khí thế này làm cho người thái gia lạnh lẽo, trong lòng rung động. Tộc trưởng thái gia biệt khuất nhưng bất đắc dĩ, hắn đi nhanh mấy bước, dẫn đám tộc lão đi theo bên cạnh Bạch Tiểu Thuần tiến vào chủ điện thái gia. Thái tộc trưởng, lần này Bạch mỗ đến không quan hệ tới công sự, thực sự nghe nội tình ngàn năm của thái gia cho nên đến tham quan một chút. Đến chủ điện, Bạch Tiểu Thuần ngồi xuống chủ vị và cười nói:
Ta hiểu, Bạch tổng quản chờ ta một lát. Tộc trưởng Thái gia thở sâu, hắn cố nặn ra nụ cười, lập tức quay đầu bàn giao người khác. Lúc này tộc nhân mang một cái bồn bình vào trong chủ điện. Hồn bình không lớn, nó chỉ như bình hoa bình thường. Ánh mắt đảo qua, tất cả mọi người có thể nhìn ra hồn bình này không tầm thường. Hiển nhiên phẩm chất cực cao, nhất là trên đó có một đạo kim văn, càng nói rõ hồn bình đã luyện linh 11 lần. Bạch tổng quản, hồn bình này là trọng bảo Thái gia ta, xin Bạch tổng quản thưởng thức đánh giá một hai. Sau khi tộc trưởng Thái gia nhận lấy, cung kính đặt trước mặt Bạch Tiểu Thuần. Sắc mặt Bạch Tiểu Thuần như thường, cầm lấy hồn bình đánh giá vài lần, sau đó thần thức đảo qua, chẳng những nhìn ra hồn bình này không tầm thường, trong đó chứa hơn 100 triệu oan hồn, hiển nhiên là một bút đại lễ. Nội tâm của hắn chấn động, có thể nghĩ gia nghiệp Thái gia lớn cỡ nào, vừa ra tay là 100 triệu oan hồn. Đột nhiên sắc mặt hắn trầm xuống, tu vi bộc phát, tay phải bóp nát hồn bình luyện đinh 11 lần. Sau khi hồn bình vỡ vụn, 100 triệu oan hồn bên trong bạo phát bay tán loạn. Thần sắc đám người đại biến, cũng may nơi đây đều là nguyên, cho nên cũng may nơi đây đều là nguyên anh, cho nên lập tức xuất thủ trấn áp oan hồn. Thái tộc trưởng, mặc dù Bạch Mỗ không tính là luyện khí đại sư, ta tu thành nhiều năm như vậy, người thực sự cho rằng ta không biết hàng sao? Cầm một cái hồn bình ra gạt ngươi. Bạch Tiểu Thuần ngẩng đầu lạnh lùng nhìn tộc trưởng Thái gia. Bạch tổng quản bớt giận. Tộc trưởng Thái gia cắn răng, hắn đã cẩn thận hơn trước. Hắn đứng lên, tộc lão bên cạnh cũng trầm mặt, nội tâm bất an, không cam lòng. Từ khi Bạch Tiểu Thuần trực tiếp bóp nát hồn bình, bọn họ liền ý thức được chuyện này không hề đơn giản như thế. Từ thái đối phương quá rõ ràng, mạng có thể bảo đảm, nhưng nội tình ngàn năm của Thái gia không thể lưu. Đây chính là kiện thứ nhất, Bạch tổng quản chờ một lát, đằng sau còn có. Tộc trưởng Thái gia lên tiếng điều loát. Hắn cũng thấy rõ tư thái của Bạch Tiểu Thuần, hít sâu một hơi, hắn đã an bài xong. Rất nhanh đã có tộc nhân tiến vào. Lần này là 50 cái hồn bình. Sau khi bày ra trước mặt Bạch Tiểu Thuần, Bạch Tiểu Thuần nhìn thoáng qua, trái tim đập rộn lên. Nội tình ngàn năm. Bạch Tiểu Thuần thu hồi ánh mắt và nhíu mày. Tộc trưởng Thái gia đang rỉ máu, nhưng biết hôm nay không xuất huyết nhiều liền sẽ nguy hiểm. Hắn cắn răng đi ra ngoài. Rất nhanh lại có tộc nhân tiến vào. Lần này đạch 100 vòng tay chữ vật trước mặt Bạch Tiểu Thuần. Trong 100 vòng tay đều là hồn dược, số lượng rất nhiều, nhiều tới mức không thể tính toán. Bạch Tiểu Thuần hãi hùng khiếp vía. Hắn càng hiểu biết trực quan hơn về nội tình ngàn năm của Thế gia luyện hồn. Hắn cau mày không vui. Tộc trưởng Thái gia đau khổ nhưng vẫn phải nín nhịn. Những vật phẩm này mặc dù không phải toàn bộ, nhưng cũng là nội tình ngàn năm của Thái gia. Lại nghĩ tới nguy cơ của Thái gia, hắn cũng chỉ có thể cố nén nội tâm đau đớn đi ra ngoài. Không bao lâu, lần lượt có tộc nhân từ bên ngoài tiến vào, đưa ra từng kiện vật bản, đưa ra từng kiện vật phẩm, có hơn ngàn pháp bảo, trong đó đều là luyện linh chi bảo. Sau khi xuất ra càng ngày càng nhiều, sắc mặt của Bạch Tiểu Thuần tái nhợt đứng lên. Thái tộc trưởng, Bạch Mỗ đến đây là muốn giải nạn cho Thái gia các người, nhưng xem ra các người thực sự không đặt Bạch Mỗ ta vào mặt, lấy thứ rắc rưởi này cho ta thưởng thức sao? Hào hào, việc này ta mặc kệ. Bạch Tiểu Thuần hất tay áo một cái, hắn giả vờ rời khỏi Thái gia. Sắc mặt tộc trưởng Thái gia biến hóa, trong lòng biệt khuất không thể ngăn cản. Hắn đã lấy ra không ít, nhưng đối phương không hài lòng. Những vật phẩm này là cực hạn hắn có thể xuất ra, về phần những thứ khác chính là căn cơ của Thái gia, cũng không phải hắn có thể quyết định. Đúng lúc này, đại tộc lão Thái gia than thở. Hắn biết giờ phút này cực kỳ trọng yếu. Lão tổ đã vẫn lạc, Thái gia không giống hai tộc gia kia, nếu như không bỏ tài phú sẽ có đại họa lâm đầu, môn diệt tộc vong. Hiện tại cố nặn ra nụ cười lên tiếng. Bạch tổng quản xin dừng bước, Thái gia ta còn không ít bảo vật cần Bạch tổng quản quan thưởng. Lão Tam, đi mở nội khố ra đi, cầm toàn bộ đồ vật bên trong ra ngoài. Đại tộc lão Thái gia quay đầu nhìn một lão tộc khác, sắc mặt tộc lão kia biến hóa nhưng vẫn quay đầu rời đi. Bạch Tiểu Thuần dừng bước, nội tâm rất chờ mong. Hắn nói trong lòng, tới bây giờ mới cầm ra,
đây chắc chắn là bảo vật kinh tâm động phách. Hiện tại nghe còn nữa, sắc mặt hắn thả lỏng, quay về ngồi xuống. Lúc này tộc nhân run rẩy đưa tới một tiểu tháp. Tiểu tháp này không phải hồn tháp, đó là đồ gỗ chế tác thành. Thần thức Bạch Tiêu Thuần đảo qua, tâm thần rung động. Bên trong tồn chữ đa sắc hỏa, từ 14 màu bắt đầu cho tới 15 màu. Vẫn chưa chấm dứt, lão tổ cầm theo giản cốt, trong đó lạc ấn phối hợp luyện chế đa sắc hỏa 15 màu, 16 màu, thậm chí là 17 màu. Sau đó tộc nhân thái gia xuất hiện lần nữa. Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy thiên nhân hồn. Thiên nhân hồn này là hỏa thuộc tính, nó đặt trong hộp thủy tinh. Nhìn thấy thiên nhân hồn, sắc mặt của Bạch Tiểu Thuần díu lại và hít sâu một hơi. Khi tức này biến hóa, đám người thái gia thả lỏng. Trái tim tộc trưởng thái gia sớm đau không thể hình dung. Những thứ này là một nửa nội tình của thái gia. Nhìn những vật phẩm này bày ra trước mặt, mấy chục nguyên anh bảo hộ Bạch Tiểu Thuần cũng động tâm, sắc mặt nóng rực. Về phần Trần Hải, hắn không theo vào, hắn vẫn chờ ở bên ngoài, bằng không chỉ sợ hắn cũng phải động dung. Bạch tổng quản đã hài lòng chưa? Đại tộc lão thái gia lên tiếng. Bạch Tiểu Thuần liếm môi một cái, trái tim đập mạnh nhưng không trả lời ngay. Hắn sờ túi chữ vật, không phải lấy vật phẩm mà đang chờ cái gì đó. Theo hắn trầm mặc, đám người thái gia vừa mới thả lỏng lại khẩn trương nhìn Bạch Tiểu Thuần. Thời gian trôi qua, chờ nửa ngày Bạch Tiểu Thuần cũng vội vàng. Sở dĩ hắn chờ tới bây giờ là bởi vì trên đường tới hắn đã truyền âm với Tiểu Ô Quy. Chuyện tìm bảo bối này Tiểu Ô Quy am hiểu hơn hắn, mà Tiểu Ô Quy nghe việc này liền rất hăng hái. Trước mắt không thấy Tiểu Ô Quy truyền âm, Bạch Tiểu Thuần thấy ánh mắt mọi người nhìn mình, hắn vội ho một tiếng, bỗng nhiên mở miệng. Thái tộc trưởng, lúc trước các người truy sát ta trong thành cự quỷ, ta rất lo lắng hãi hùng, không có tâm tình tu luyện. Bạch Tiểu Thuần thở dài. Tộc lão thái gia nhíu mắt nhìn sang đại tộc lão, sắc mặt đại tộc lão âm trầm. Hắn cắn răng quay đầu nhìn tộc nhân xung quanh. Mỗi người giao hồn dược trên người ra đây. Tộc nhân thái gia nhanh chóng cầm hồn dược ra ngoài. Bọn họ đã không quan tâm vật ngoài thân, chỉ cần Bạch Tiểu Thuần có thể rời đi thì là tốt nhất. Rất nhanh, hồn dược của tất cả tộc nhân được đặt trước mặt Bạch Tiểu Thuần. Sở dĩ đại tộc lão làm như thế là dùng hành động nói với Bạch Tiểu Thuần bọn họ thật không còn nữa. Bạch Tiểu Thuần cũng có chút xấu hổ, không thấy Tiểu Ô Quy truyền âm, việc này không thích hợp, rất có thể thái gia cất giấu trọng bảo. Hắn bắt đầu ho khan. Các người quá khách khí rồi. Nói đến Bạch Mỗ cũng rất hổ thẹn, vài ngày trước đó ta đốt hồn tràng cốc của các người, nhớ tới cũng rất đáng tiếc, trong lòng vô cùng áy náy. Bạch Tiểu Thuần thở dài, lắc đầu nói. Tộc trưởng thái gia tức giận xanh mặt. Hắn xem như đã nhìn ra Bạch Tiểu Thuần này thật hung ác, thật muốn lột ra nhưng không thể làm gì. Hắn đành lên tiếng cầu hòa. Chỉ là mấy hồn tràng không tính là cái gì, Bạch tổng quản không cần áy náy. Từ giờ những hồn tràng đó là của ngài, ngài có đốt thì cũng không ai nói gì đâu. Mắt thấy thái gia quả quyết như vậy, hồn tràng cũng giao cho mình, Bạch Tiểu Thuần cũng không biết nên nói như thế nào. Suy nghĩ hắn không sai, nhưng vào lúc này có giọng nói kích động của Tiểu Ô Quy ở trong vang lên. Bạch Tiểu Tử, Quy gia ta tìm được một cái đại bảo bối. Trời ạ, à, thái gia có trọng bảo như vậy, vật này xem như là trong khu vực thông thiên hà cũng rất hiếm thấy, tại man hoang chính là bảo vật vô giá đấy. Tiểu Ô Quy kích động, nó miêu tả một phen. Sau khi Bạch Tiểu Thuần nghe xong, ánh mắt sáng lên, nhưng thần sắc dần dần âm trầm, nhìn về phía tộc trưởng thái gia và đại tộc lão. Đám người thái gia nhìn thấy sắc mặt Bạch Tiểu Thuần âm trầm lần nữa thì rung động. Thái tộc trưởng, nghe nói thái gia các người có một pho tượng linh ngọc, Bạch Mộ rất muốn thưởng thức một chút. Bạch Tiểu Thuần nói xong, ánh mắt bắn ra hàn quang. Câu này làm tộc nhân khác không hiểu gì. Tộc trưởng thái gia và đại tộc lão biến sắc, thân thể run rẩy, ánh mắt không dám tin tưởng. Pho tượng linh ngọc là bí mật lớn nhất của thái gia, toàn bộ thái gia chỉ có hai người bọn họ và lão tổ biết, tộc nhân khác không biết, thậm chí nơi đó còn bị phong tỏa nghiêm ngặt. Bọn họ tự tin cho dù là bán thần cũng không thể cảm giác, nhưng lại không nghĩ tới Bạch Tiểu Thuần lại biết.
Rất hiển nhiên, Bạch Tiểu Thuần không có khả năng biết. Cách giải thích duy nhất chính là cự quỷ vương. Mà cự quỷ vương biết chỉ có một khả năng, đó là từ lão tổ mà thôi. Tâm thần hai người rung động rất mạnh, đau khổ nhìn nhau một cái. Thực sự là vì pho tượng linh ngọc quá trọng yếu. Có thể nói đó mới là nội tình chân chính của Thái gia, là chấn tộc chi bảo. Có vật này thì tộc nhân Thái gia không cần lo lắng chuyện tu hành nữa. Cho dù bây giờ bọn họ không cam tâm, cũng không dám mang ra. Tộc lão Thái gia như mất đi một trọng tâm. Sau khi ngồi liệt xuống đất, đại tộc lão thở dài một hơi, thân thể biến mất. Hắn xuất hiện lần nữa, hắn phát tay, một pho tượng linh ngọc điêu khắc nữ tử xinh đẹp xuất hiện trước mặt Bạch Tiểu Thuần. Trong nháy mắt pho tượng xuất hiện, liền có hào quang đầy trời, linh khí nồng đậm, bao phủ một khu vực man hoang cằn cỗi. Cảnh này làm tâm thần mọi người xung quanh rung động. Bọn họ hít thở nặng nề, ánh mắt khó tin nhìn pho tượng linh ngọc trước mặt. Linh khí trong thiên địa đều tới từ khu vực Thông Thiên Hà. Trong man hoang rời xa Thông Thiên Hà, cho nên không có linh khí. Tu sĩ man hoang không thể cải biến thể chất, làm cho mình có thể hấp thu hồn dược, từ trong vô cùng vô tận oan hồn hấp thu linh lực cho bản thân sử dụng. Thế sự không có tuyệt đối. Trong thiên địa tồn tại một số linh vật có thể sinh ra linh khí, giống như khu vực Thông Thiên Hà. Pho tượng linh ngọc là bảo vật như vậy. Nó bao phủ phạm vi ngàn trượng, độ dày đặc của linh khí có thể so với tinh không đạo cực tông. Bạch Tiểu Thuần cũng phải kinh hãi. Hắn đứng bên cạnh pho tượng linh ngọc, tu vi trong người như đại hạn đã lâu đắm chìm trong mưa, cảm giác tinh thần sảng khoái bao phủ tâm thần. Bảo bối. Bạch Tiểu Thuần ý thức được pho tượng linh ngọc mới là nội tình chân chính của Thái gia. Hiện tại sắc mặt tộc trưởng và đại tộc lão Thái gia không còn chút máu, nội tâm Bạch Tiểu Thuần càng phấn chấn. Phát đạt. Nghĩ tới đây, Bạch Tiểu Thuần hất tay áo thu hồi pho tượng linh ngọc, trực tiếp thu vào trong túi trữ vật. Khi pho tượng linh ngọc biến mất, linh khí cũng tiêu tan, tất cả tộc nhân Thái gia đều đau lòng. Bọn họ không bình tĩnh, mặc dù trước đó không biết gia tộc có chí bảo như vậy, nhưng bây giờ lại triệt để hiểu rõ chí bảo đã không còn là thuộc về Thái gia. So sánh với sinh tử của gia tộc, những ngoại vật này không là gì cả. Ai, bảo bối Thái gia các ngươi nhiều lắm, ta dám thường không hết. Bạch Tiểu Thuần xoay đầu lại, nhìn bảo vật chồng chất, thở dài. Hắn nhìn sang tộc trưởng Thái gia. Nội tâm tộc trưởng Thái gia đã sớm mắng trời không dứt, biết rõ hắn muốn cướp bảo vật của gia tộc mình, đồng thời lại muốn mình chủ động lên tiếng dâng lên, đây là cướp đoạt biến tướng. Không sao, Bạch tổng quản có thể đưa về trong phủ từ từ thưởng thức, chúng ta không cần nữa. Bạch Tiểu Thuần hớn hở, sắc mặt tán thưởng và hài lòng, lại khách sáo một phen, sau đó rời đi. Nếu thịnh tình của Thái tộc trưởng không thể từ chối, vậy ta nhất định phải cẩn thận từ từ đánh giá. Có ai không, dọn đi. Bạch Tiểu Thuần nói lời này, đám hồn tu Nguyên Anh lập tức tiến đến thu sạch. Trơ mắt nhìn đám người cầm nội tình Thái gia rời đi, tộc trưởng Thái gia đỏ mắt, miễn cưỡng khắc chế lửa giận của mình. Hắn vẫn cười, nhưng nội tâm đau đớn. Như vậy Bạch Mỗ đi trước, không cần tiến. Bạch Tiểu Thuần cười ha ha, sau đó ôm quyền chào tộc trưởng Thái gia. Hắn nghênh ngang đi ra ngoài. Tuy hắn nói không cần tiễn, nhưng tộc trưởng Thái gia biết phải khuất phục, liền dứt khoát triệt đề để tiễn hắn đi. Những hộ vệ Nguyên Anh luôn thủ hai bên Bạch Tiểu Thuần, cả đoàn người ra khỏi cửa Thái gia. Trần Hải chờ ở bên ngoài, dáng vẻ tận chức trách của mình. Nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần an toàn đi ra, hắn tiến lên, ánh mắt mang theo hàn quang nhìn đám người Thái gia. Dường như chỉ cần Bạch Tiểu Thuần nói một câu, hắn lập tức xuất thủ diệt Thái gia. Mặc dù bộ dạng khoa trương, Bạch Tiểu Thuần nhìn quen mắt nhưng rất hưởng thụ. Hắn vỗ vai tộc trưởng Thái gia. Bạch Tiểu Thuần xuân phong đắc ý cười nói: Thái tộc trưởng, người quá khách khí rồi, không cần tiện nữa. Sau khi quay về, chờ ta rảnh rỗi sẽ đi nói chuyện phiếm với người. Bạch Tiểu Thuần vô cùng đắc ý, hắn bay thẳng lên bầu trời. Trần Hải và những tu sĩ khác bay theo. Lúc này hai vạn hồn tu rời khỏi Thái gia. Mắt thấy đám người Bạch Tiểu Thuần đi xa, tộc trưởng Thái gia tức giận, nổi gân xanh đầy mặt. Rốt cuộc áp chế không nổi, hét lớn một tiếng, trong mắt mang theo bi phẫn, càng đắng chát. Tộc lão đi tới bên cạnh hắn: Thôi, bọn chúng cần nội tình Thái gia, cũng chính nói rõ chúng ta thoát khỏi đại họa diệt tộc rồi.
Đại tộc lão thái gia thở dài một tiếng, thân ảnh già nua đi không ít. Chuyện ở thái gia không thể phong tỏa tin tức. Rất nhanh, thế lực khắp nơi đều nghe việc này, sắc mặt cả đám biến hóa. Bọn họ càng kiêng kỵ Bạch Tiểu Thuần, ánh mắt nhìn sang hai gia tộc khác. Rất hiển nhiên, chuyện này vẫn chưa kết thúc. Thái gia đã bị khuất một đao, tiếp đến chính là Trần gia cùng Bạch gia. Trần gia còn tốt một chút, Bạch gia sợ là sắp xong rồi. Lúc này thế lực trong thành Cự Quỷ đều hiểu rõ, đoàn người Bạch Tiểu Thuần đang đi tới Trần gia. Trên đường đi, ngọc giản truyền âm của Bạch Tiểu Thuần chấn động nhiều lần. Trần Hải quan sát nửa ngày, có tâm muốn hỏi nhưng cảm thấy không dễ mở miệng, thế là thăm dò một câu: Bạch tổng quản, sợ rằng tin tức thái gia đã sớm truyền ra, ta đoán Trần gia sẽ có chuẩn bị, chúng ta có nên tăng tốc hay không? Không sao, việc này Bạch mỗ sớm đã có kế hoạch, chúng ta đi chậm mới tốt. Bạch Tiểu Thuần cười nói, không có giải thích. Hắn cầm ngọc giản truyền âm, lúc này đám người bay về hướng Trần gia. Thời khắc này Trần gia đã sớm có chuẩn bị. Trên thực tế, trước đó lão tổ Trần gia đã sớm chuẩn bị rất xấu. Trên thực tế, trước đó lão tổ Trần gia sớm đã làm ra chuẩn bị xấu nhất, cũng sớm có phân phó tương ứng. Cho nên hiện tại Trần gia đã tận lực di chuyển tài nguyên đi nơi khác, chẳng những âm thầm đưa tộc nhân rời đi, phân tán tài bảo các nơi, hóa thành mấy phần đưa tới các bộ lạc thổ dân dưới trướng. Những bộ lạc thổ dân này nhìn như không liên quan tới Trần gia, nhưng trên thực tế sớm bị khống chế từ nhiều năm trước. Bây giờ sau khi biết thái gia xảy ra chuyện, đám người Trần gia cũng nơm nớp lo sợ. Trong tổ điện Trần gia, tộc trưởng Trần gia và một đám tộc lão âm trầm, bọn họ không thể bình tĩnh nổi. Hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề. Từ sau khi biết được lão tổ bị giam giữ, chúng ta đã bắt đầu phân tán nội tình. Vì không bị phát hiện, chẳng những phân ra mấy phần, càng ẩn giấu hành tung. Đoán chừng hiện tại những tộc nhân kia cũng sớm tới bộ lạc thổ dân rồi. Tuy chúng ta không rời đá nện chân mình, dường như Cựu Quỷ Vương không có dự định muốn diệt chúng ta, vì muốn suy yếu nội tình, một khi phát hiện chúng ta di chuyển tài phú. Lão tổ chỉ là bị giam giữ, Trần gia khác với thái gia, chúng ta không chờ chết. Tộc trưởng Trần gia lên tiếng, và lúc hắn dốc hết sức di chuyển nội tình, mặc dù vẫn hoảng sợ nhưng kiên quyết làm. Lúc đám người Trần gia thương lượng đối sách, bỗng nhiên nơi xa có tiếng rít phá không bay tới. Đám người biến sắc, lúc này ra khỏi tổ điện nhìn hai vạn hồn tu bay tới. Hai vạn hồn tu ngựa quen đường cũ, sau khi giáng lâm liền bay vào Trần gia, sau đó tách ra một con đường để Bạch Tiểu Thuần nghênh ngang cất bước đi tới. Trần Hải đi theo bên người, lúc ánh mắt nhìn người Trần gia, sát ý bộc phát không chút che giấu. Thời điểm Bạch Tiểu Thuần giáng lâm Trần gia, tại một bộ lạc thổ dân quy mô trung đẳng ở trên ngọn núi gần thành Cự Quỷ, Chu Nhất Tinh và Lý Phong và mấy ngàn hồn tu đang đứng nơi đó. Trong tay Chu Nhất Tinh cầm ngọc giản, trong mắt mang theo hàn quang nhìn Lý Phong bên cạnh. Lý huynh, đại tổng quản bàn giao, chúng ta nên động thủ, công đầu này là của hai chúng ta. Trần gia ám độ Trần Thương thì có ích gì chứ? Lý Phong vui mừng, nội tâm tràn ngập chí khí. Trước kia khi Bạch Tiểu Thuần hoa lệ xoay người làm đại tổng quản, hắn và Chu Nhất Tinh cũng xoay người, hai người cũng cầu thông qua. Biết bây giờ tầm mắt khác biệt, thành Cự Quỷ có thế lực đông đảo, bọn họ không cần nội đấu, hiện tại phải liên hợp với nhau mới có thể đi xa. Một bước lên mây, bọn họ lên như diều gặp gió. Hiện tại đi cùng với Chu Nhất Tinh, mang theo mấy ngàn người đi tới mấy bộ lạc thổ dân. Trong bộ lạc thổ dân, khi Chu Nhất Tinh cùng Lý Phong ra lệnh, liền xông lên, mấy ngàn người trực tiếp giết vào. Tộc nhân Trần gia ẩn nấp trong bộ lạc khiếp sợ, trong tuyệt vọng dãy dụa phản kháng. Trong lúc chém giết, tại một trướng bồng có người vui mừng hô to: tài bảo Trần gia ở chỗ này! Chu Nhất Tinh cuồng hỉ, hắn là người đầu tiên xông vào trướng bồng. Lý Phong không nghĩ nhiều, vì đoạt công cũng đi vào. Trong nhà mắt hắn liền tiến vào, sắc mặt biến hóa. Bởi vì trong trứng bồng không có tài bảo, mà là có ba người mang theo sát cơ lao về phía hắn. Một người trong đó chính là Chu Nhất Tinh. Chu Nhất Tinh, ngươi! Lý Phong kinh hãi, hắn muốn lui nhưng đã chậm. Đây là Chu Nhất Tinh bố trí sát cục. Hắn giống to đè thấp tiếng la của Lý Phong. Không bao lâu, Lý Phong phun máu tươi sụp đổ, trái tim bị đánh nát. Hắn muốn nói gì đó nhưng lại cũng không nói ra được. Giết người
không phải là vì tranh công. Chu Nhất Tinh ngồi xuống, hắn dùng giọng điệu chỉ Lý Phong nghe được, nói xong liền vỗ một trường lên thiên linh của Lý Phong, đánh Lý Phong hồn phi phách tán. Làm xong những việc này, Chu Nhất Tinh đứng dậy nhìn hai người bên cạnh mình, ngưng trọng mở miệng hứa hẹn vinh quang phú quý. Hai người này xem như tranh công cho Chu Nhất Tinh, biết mình giúp đại ân, từ nay xem như người mình, lại nghe Chu Nhất Tinh trịnh trọng hứa hẹn liền an tâm. Rất nhanh, tộc nhân Trần gia trong bộ lạc bị trấn áp, càng thu sạch nội tình Trần gia giấu trong bộ lạc. Cùng một thời gian, mấy bộ lạc kia trong phạm vi thành cự quỷ cũng diễn ra cảnh chém giết thu toàn bộ tài bảo Trần gia, ám độ Trần Thương mang đi. Số lượng tài phú đông đảo làm người ta trợn mắt điếu lưỡi, hô hấp dồn dập, không ai dám tham tài phú của Bạch Tổng Quản. Sau khi nộp lên cho Chu Nhất Tinh, Chu Nhất Tinh không nhìn nhiều, hắn mang theo nhân mã đi về Trần gia. Trên đường đi, rất kéo đi ngang qua Mê Hồn Lâm, trong mắt Chu Nhất Tinh xuất hiện hàn quang, tìm lý do diệt sát bộ lạc nơi đây. Càng trùng hợp hai tên hồn tu chặn giết hắn cũng bị diệt sát. Hiện tại hắn không có sơ hở, mẹ nó, ta cũng không phải vì hắn mà là vì mình. Chu Nhất Tinh cố gắng không suy nghĩ chuyện trong địa cung, thì thào nói nhỏ, những chuyện này không phải do Bạch Tiểu Thuần an bài, mà là Chu Nhất Tinh tự mình làm mà thôi. Thân phận của Bạch Tiểu Thuần không bị Cự Quỷ Vương hoài nghi, Chu Nhất Tinh biết quá nhiều chuyện, đã sớm hoài nghi, nhất là Bạch Tiểu Thuần kết anh, đáy lòng hắn ta xác định 8-9 phần. Vạch trần thân phận Bạch Hạo có chỗ tốt, nhưng chỉ có một lần, ngược lại như bây giờ, buộc chặt cùng một chỗ đánh cược tương lai lâu dài. Và lúc này bên ngoài Trần gia, sát khí từ trong người hai vạn hồn tu bộc phát, ngưng tụ cùng một chỗ, tạo thành uy áp khiến người ta kinh tâm động phách, trực tiếp bao phủ Trần gia. Tộc nhân Trần gia lưu lại đều run rẩy, sắc mặt trắng bệch. Ngay cả tộc trưởng Trần gia và các tộc lão cũng hít thở dồn dập, cảm thấy nguy cơ sinh tử tới gần. Mắt thấy Bạch Tiểu Thuần đi tới, sắc mặt tộc trưởng Trần gia giận dữ, hắn quát lớn: "Bạch Hạo, ngươi đừng khinh người quá đáng." Bạch Tiểu Thuần dừng bước, trong mắt xuất hiện hàn quang, hắn sớm đoán ra thái độ cương ngạnh của Trần gia. Dù sao Trần gia dám can đảm làm ra chuyện luyện chế cấm viên, nhân thần căm phẫn. Trần gia chỉ có hai lựa chọn, hoặc là cường ngạnh đến cùng, liều chết dãy dụa, hoặc là hèn mọn tới cực hạn, cúi đầu với tất cả. Hiển nhiên Trần gia lựa chọn cái đầu tiên, hoặc là nói đây là lựa chọn của tộc trưởng Trần gia. Dù sao ngày đó trong trận chiến với mình, tộc trưởng Trần gia dùng tới cấm viên, kém một chút là giết mình rồi. Lớn mật! Trần Hải nghe xong biết đây là cơ hội biểu hiện, tiến tới một bước, giọng nói như lôi đình. Những hồn tu nguyên anh xung quanh thủ hộ Bạch Tiểu Thuần, ánh mắt mang theo hàn quang. Trần Hải gầm lên, mấy chục nguyên anh nhìn chằm chằm vào tộc trưởng Trần gia, sợ hãi. Lão tộc bên cạnh cũng khiếp sợ. Bạch Tiểu Thuần lạnh lùng nhìn tộc trưởng Trần gia, sau đó cười nói: "Đây chính là thái độ của Trần gia các ngươi." Chỉ một câu đơn giản, nhưng hai vạn hồn tu xung quanh bộc phát sát khí, tâm thần người Trần gia khổ sở, hai mắt ngầu đỏ. Tộc trưởng Trần gia không có cách nào, hắn biết đối phương sẽ không diệt Trần gia, nhưng mình phải chết. Hắn không quên chuyện trong thành ngày đó, đối phương quyết tâm giết mình, nếu không phải lão tổ xuất hiện kịp thời, sợ rằng mình không phải chỉ mất cánh tay mà là vẫn lạc. Càng quan trọng hơn, hắn luyện chế viên anh kia, bảo vật này là thứ chân thần cộng phẫn, trời chu đất diệt. Đã chuyển nội tình đi, một ít tộc nhân có tiềm lực cũng mang đi, ta làm tộc trưởng đã tận lực. Lão tổ chỉ bị giữ, nhưng Trần gia tồn tại không khác gì không tồn tại. Nếu như vậy, không bằng để tộc trưởng Trần gia ta làm việc cuối cùng, mang theo toàn bộ Trần gia huyết chiến, như vậy cũng có thể lưu lại thanh danh, thà chết không chịu khuất phục. Tộc trưởng Trần gia ngẩng đầu lên, đang muốn đi chọc giận Bạch Tiểu Thuần, lúc này đại tộc lão Trần gia bước tới: "Chúng ta bái kiến Bạch Tổng Quản." Đại lão tộc vừa ra, những tộc lão khác cũng lên tiếng cùng nhau bái kiến, ngay cả tộc nhân Trần gia khác cũng run rẩy bái kiến. Tộc trưởng Trần gia nhìn thấy đại tộc lão mặt ra mặt, sắc mặt hắn biến hóa, không chừng hắn vẫn nhịn suy nghĩ chọc giận Bạch Tiểu Thuần, cúi đầu không nói. Cảnh này làm ánh mắt Bạch Tiểu Thuần chớp động mấy lần, nụ cười trên mặt vẫn như cũ, hắn nhìn người Trần gia: "Bản tổng quản tới đây, các người nên biết làm cái gì rồi chứ?" "Chúng ta hiểu ý đồ của Bạch Tổng Quản tới đây,
Trần gia có không ít bảo vật, xin mời Bạch Tổng quản giám thử. Đại tộc lão thở sâu, hắn mở miệng. Hắn nhìn thấy tộc trưởng có phần không đúng, nhưng lại không nghĩ tới đối phương muốn chọc giận Bạch Tổng quản, hậu quả làm thế nào. Trái tim đại tộc lão rung động. Muốn kéo tất cả mọi người cùng chết với ngươi sao? Ánh mắt đại tộc lão sinh ra hàn quang. Sau khi lạnh lùng nhìn tộc trưởng Trần gia, trầm mặc không nói. Hắn lập tức ra lệnh, lập tức có nhiều bảo vật được đưa lên. Hồn dược, oan hồn, đa sắc quả, luyện linh chi bảo, còn phối phương đa sắc quả, đủ loại đồ vật trồng chất lên quảng trường, còn có một số kỳ chân dị bảo. Trong lúc nhất thời, bảo quanh khuếch tán, cả bầu trời cũng sinh ra hào quang. Nhìn thì không ít, nhưng nếu so với Thái gia, chỉ bằng một phần nhỏ mà thôi. Sắc mặt Bạch Tiểu Thuần trầm xuống. Chỉ có những thứ này. Đại tộc lão Trần gia đáng chát, hắn cũng hết cách. Nội tình gia tộc đã chuyển đi, hết đợt này tới lần khác việc hắn không thể nói rõ. Vào lúc do dự, tộc trưởng Trần gia lên tiếng. Trần gia ta đã trải qua hạo kiếp lần này, trong nhà chỉ còn 4 bức tượng, chỉ có chút này. Nếu người không tin, người có thể tìm kiếm, nếu xem trọng cái gì thì lấy đi. Trần Hải nghe ngôn từ mỉa mai của tộc trưởng Trần gia, nhìn sang Bạch Tiểu Thuần, hắn hừ lạnh một tiếng, lập tức vung tay, rất nhiều hồn tu chạy vào dò xét. Bạch Tiểu Thuần chắp tay sau lưng, đứng ở giữa không trung. Hắn không một lời, mặc cho Trần gia, mặc cho Trần Hải điều tra. Rất nhanh, hồn tu đi vào liền ra báo kết quả, truyền âm với Trần Hải. Sắc mặt Trần Hải khó nói với Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tổng quản, Trần gia đã sớm có chuẩn bị, không tìm được cái gì. Bạch Tiểu Thuần nhẹ nhàng gật đầu, không nói gì. Hắn vẫn chắp tay đứng đó. Theo thời gian trôi qua, toàn bộ Trần gia hoàn toàn yên tĩnh, nhưng lại có cảm giác đè nén càng ngày càng mãnh liệt. Trong sự ngột ngạt này, người Trần gia bị sợ hãi chiếm cứ tâm thần. Trong mắt của bọn họ, Bạch Tiểu Thuần đứng đó giống như thiên uy, sinh tử của bọn họ nằm trong tay của đối phương. Ngay cả đám tộc lão Trần gia cũng sinh ra dao động, càng căng thẳng hơn lúc trước. Duy chỉ có tộc trưởng Trần gia là không quan tâm, sâu trong mắt còn mang theo điên cuồng. Vào lúc này, đột nhiên Bạch Tiểu Thuần tươi cười. Hắn ngẩng đầu nhìn phương xa, trong nhà mắt hắn nhìn sang, Trần Hải và đại tộc lão Trần gia cũng phát giác. Bọn họ nhìn sang, trên bầu trời có rất nhiều bóng đèn đang bay tới. Không qua bao lâu, những bóng đèn càng lúc càng lớn, có hơn vạn hồn tu xuất hiện tại nơi đây. Đứng đầu là một thanh niên, sắc mặt thanh niên kiêu căng, càng có sát khí. Đó chính là Chu Nhất Tình. Qua mấy hô hấp, Chu Nhất Tình đã giáng lâm nơi này. Hơn vạn hồn tu nhìn xung quanh, lại vây quanh Trần gia một vòng. Mà Chu Nhất Tình đi lên vài bước cũng không nhìn kẻ nào khác, hắn đi tới trước mặt Bạch Tiểu Thuần. Sắc mặt Trần Hải biến hóa, sau khi nhìn Bạch Tiểu Thuần một chút cũng không ngăn cản. Rất nhanh, Chu Nhất Tình tới gần Bạch Tiểu Thuần, ôm quyền cúi đầu thật sâu. Chủ tử, thuộc hạ may mắn không làm nhục mệnh, đã đi thu sạch nội tình Trần gia chuyển đi nơi khác, xin ngài xem qua. Chu Nhất Tình nói xong, tay áo hất lên. Lúc này trong túi chữ vật của hắn có rất nhiều bảo vật xuất hiện. Hồn tháp, đa sắc hỏa, luyện linh chi bảo, thậm chí có 10 bình ngọc. Bất kỳ một vật nào trong đó cũng chứa mấy vạn cân nước thông thiên hạ, càng có 2 hộp thủy tinh. Nhiều bảo vật như vậy, Bạch Tiểu Thuần không nhận ra, chỗ nào cũng có, còn nhiều hơn đại tộc lão Trần gia xuất ra vài lần. Thậm chí không tính pho tượng linh ngọc của Thái gia, chênh lệch không ít hơn chút nào. Khi những bảo vật này vừa xuất hiện, sắc mặt tộc trưởng Trần gia biến hóa, tộc lão bên cạnh hắn cũng hít khí lạnh. Bọn họ giật mình, tộc nhân Trần gia đều mở to mắt, nhìn như gặp phải sấm sét trời quang. Mặc dù không phải tất cả tộc nhân đều biết nội tình gia tộc đã chuyển đi, nhưng bây giờ không cần ai nói cũng biết. Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần đảo qua, cho dù trải qua vơ vét Thái gia, sau khi nhìn đến bảo vật này, Bạch Tiểu Thuần vẫn kích động, tim đập rộn ràng, sắc mặt già vờ phong khinh vân đạm. Hắn hất thay áo lên và nói: đều nhận lấy hết đi, những bảo bối này đều là người ta không cần. Nếu đã không cần, chúng ta muốn, đa tạ Trần tộc trưởng. Các bạn vừa nghe xong tập số 162 của bộ truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Thích Nghe Chuyện.
Trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng, tập số 163. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy hay và thú vị thì đừng quên cho Phong một like, một chia sẻ video cũng như comment cảm xúc của các bạn trong khi nghe chuyện nhé. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập truyện ạ. Nhất Niệm Vĩnh Hằng, tập 162. Bạch Tiểu Thuần cười ha ha, Trần Hải trợn mắt há mồm, ánh mắt miễn cưỡng không nhìn sang những bảo vật kia. Chu Nhất Tình lập tức sưng phải, hắn lập tức thu sạch sẽ bảo vật. Thời khắc này, sắc mặt tộc trưởng Trần gia xám như tro, đầu óc rung động, thân thể lảo đảo. Về phần những tộc lão khác, nhào nhào áp chế cảm xúc bùng nổ trong lòng. Trong lúc nguy cơ sinh tử, bọn họ không dám ngẩng đầu, vẫn có một ít tiểu bối tính khí nóng nảy. Bọn hắn quen thuộc gia tộc cường thế, hiện tại trơ mắt nhìn việc này liền phẫn nộ quát lớn: "Các ngươi quá vận rồi, Bạch Hạo, ngươi đang cướp đoạt." Khi tiếng quát vang lên, các tộc lão Trần gia biến sắc, muốn đi ngăn cản nhưng đã chậm. Trần Hải chờ chính là cơ hội biểu hiện mình. Nghe thế, trong mắt mang theo sát khí, hắn giơ chỉ điểm tới. Tiếng nổ vang lên, mi tâm của hai tên tiểu bối Trần gia vừa lên tiếng, trực tiếp xuất hiện lỗ máu, hai người mềm nhũn ngã xuống đất. "Thật to gan, tên của Bạch tổng quản đâu phải để các người có thể tùy ý gọi." Trần Hải hừ một tiếng, hắn nhìn khắp bốn phương. Khi ánh mắt Trần Hải nhìn qua, đám người Trần gia run rẩy, đại tộc lão cũng tức giận. Mắt thấy tộc trưởng Trần gia còn muốn lên tiếng, hắn trừng mắt quát lớn: "Tộc trưởng!" Đại tộc lão tức giận giống to, sắc mặt tộc trưởng Trần gia biến hóa vạn phần, im lặng. "Bạch tổng quản, việc này là tiểu bối Trần gia vô lễ, giết rất đúng." Đại tộc lão thở sâu, ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần: "Nếu Bạch tổng quản đã cầm nội tình ngàn năm của Trần gia chúng ta, hiện tại Trần gia thực không có gì, xin Bạch tổng quản thả cho chúng ta con đường sống." Ngữ khí đại tộc lão bi tráng, hắn ôm quyền cúi đầu. Bạch Tiểu Thuần trầm ngâm một phen. Trên thực tế, Trần gia cũng không xê xích nhiều so với Thái gia. Mặc dù Trần gia năm đó truy sát chính mình, hiện tại đã giáo huấn không ít. Bạch Tiểu Thuần đang suy nghĩ, bỗng nhiên ánh mắt nhìn lên người tộc trưởng Trần gia, nhìn thấy ánh mắt oán độc của tộc trưởng. Sự oán độc này bị tộc trưởng Trần gia cực lực ẩn giấu. Bạch Tiểu Thuần là người nhìn mặt nói chuyện nên nhìn ra, trong hoàn cảnh này hắn cũng biết phải cứng rắn. Đã có quyết đoán như vậy, không cần do dự, bộ dáng như có chút khó xử, ánh mắt đảo qua tộc nhân Trần gia, trọng điểm nhìn lên người nữ chân Trần gia. Nhưng phàm là nữ tu hơi có chút tư sắc đều bị Bạch Tiểu Thuần nhận dò xét một lần. Lúc này tất cả mọi người đều chú ý Bạch Tiểu Thuần, cũng nhìn ra hành động của Bạch Tiểu Thuần. Đại tộc lão Trần gia sững sờ, hắn còn không nghĩ tới Bạch Hạo còn có ham mê như vậy. Cũng đúng, dù sao người này còn rất trẻ tuổi. Đại tộc lão nghĩ tới đây, hắn lập tức bàn giao. Rất nhanh, những nữ tử bị Bạch Tiểu Thuần dò xét qua đều đi ra, sắc mặt tái nhợt đứng trước mặt Bạch Tiểu Thuần. Thậm chí còn có không ít tộc nữ trong đám người cũng bị đưa tới, dẫn tới trước mặt Bạch Tiểu Thuần. Dần dần nữ nhân Trần gia đã có mấy trăm người, mập ốm khác nhau, tư thái ngàn vạn. Bạch tổng quản tuổi trời tài cao, lại là chân long trong loài người, bên người phải có thị nữ mới tốt. Những tộc nữ này đều là kiều nữ của Trần gia, nếu đại nhân xem trọng ai, đó là phúc khí của các nàng. Thấy đại tộc lão lên tiếng, ánh mắt chớp động. Nếu Bạch Tiểu Thuần thực mang tộc nữ Trần gia đi thì đây là chuyện tốt. Nghĩ tới đây, nội tâm của hắn có chờ mong. Bạch Tiểu Thuần vội ho một tiếng, nội tâm thầm mắng cự quỷ vương lão sắc quỷ. Hắn không có cách nào, lập tức giơ tay chặn lại. Những kiều nữ này coi như xong, nghe nói Trần tộc trưởng Diễm Phúc không cản, còn không mời phu nhân ra cho bản tổng quản xem. Bạch Tiểu Thuần cảm khái, càng phiền muộn. Hắn không có cách nào, đây là cự quỷ vương điểm danh, hắn phải mở miệng như vậy. Lúc hắn nói ra lời này, ánh mắt của đám người Trần gia mở to, cả đám trợn mắt há mồm, thậm chí còn có người nghẹn ngào xôn xao. Ngay cả đại tộc lão Trần gia cũng nghi người, ánh mắt cổ quái nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần. Mặt Trần gia tộc trưởng không nhịn được nữa, đột nhiên ngẩng đầu giống to: "Bạch Hạo,
Người thật khinh người quá đáng mà. Bạch Tiểu Thuần trột dạ, đáy lòng mắng cự quỷ vương. Hắn không thể lùi bước. Đột nhiên hắn trừng mắt. Trần Hải bên cạnh hít sâu một hơi, lúc nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần còn mang theo thần thái quái dị, càng có kính nể. Hắn tiến lên một bước, trực tiếp nâng tay phải chấn áp tộc trưởng Trần ra. Lớn mật! Tiếng nổ vang lên. Tộc trưởng Trần gia phun máu tươi, thân thể liên tiếp lùi về phía sau, ánh mắt nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần mang theo huyết quang. Sâu trong lòng hắn không tức giận như thế. Hắn nhanh chóng tính toán, nếu Bạch Hạo nhìn trúng phu nhân của mình, như vậy một khi mang đi, hắn tuyệt đối không xuất thủ nữa. Dù sao cướp đoạt thê tử người khác là chuyện bị chỉ trích, nếu như giết mình sẽ làm trò cười cho người khác. Nếu không chết, hắn tự nhiên không muốn vẫn lạc. Thậm chí lúc này hắn đang suy nghĩ nên lợi dụng việc này như thế nào để nâng cao uy tín của mình trong gia tộc. Dù sao cũng là phu nhân của ta, ta muốn người khác cảm thấy mình chịu nhục đến cực hạn, nhưng lại vì gia tộc mà phải chịu, kể từ đó hóa giải bất mãn của đại tộc lão với ta, thậm chí có thể để tất cả tộc nhân tín nhiệm ta. Nghĩ tới đây, tộc trưởng Trần gia cắn chót lưỡi phun máu tươi, ngẩng đầu nhìn chòng chọc vào Bạch Tiểu Thuần, cả người bi thương như dã thú sắp bạo phát tới nơi. Ánh mắt kia mang theo điên cuồng, ai nhìn thấy cũng phải rung động. Mà tộc nhân Trần gia càng tức giận không nhỏ. Bạch Tiểu Thuần cũng bị ánh mắt này làm giật nảy mình, khóc không ra nước mắt, suy nghĩ chính mình cũng ủy khuất. Cái sọt lớn như thế này, chính mình phải gánh thay cự quỷ vương. Thực sự không có thì thôi, loại chuyện này có hơi quá, cùng lắm thì trở về bảo cự quỷ vương xử lý vậy. Nhưng vào lúc này, tộc trưởng Trần gia nhìn ra Bạch Tiểu Thuần đang do dự. Hắn lập tức hồi hộp, không còn tiếp tục diễn kịch, lập tức hét lớn. Thôi, vì gia tộc, người tới thỉnh phu nhân ra đây. Thân thể tộc trưởng Trần gia run rẩy, dường như già nua đi không ít. Những tộc nhân Trần gia khác đều bi phẫn, giống như quên đi sợ hãi. Lúc nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần còn mang theo lửa giận. Cảnh này cũng bị tộc trưởng Trần gia phát hiện. Nội tâm của hắn cười lạnh, khống chế thân thể lung lay như sắp đổ, biểu lộ đau khổ thực sâu, nhưng trong mắt vô cùng đắc ý. Bạch Tiểu Thuần há to miệng, hắn không nói được từ nào, chỉ có thể thở dài, đáy lòng khổ cực. Cõng cái sọt lớn như vậy cũng thôi đi, nghĩ đến sau sự kiện này, nói không chừng sẽ bị ngàn người chỉ trèo, lưng đèo bêu danh đoạt thê từ người khác, sợ là có nước bọt dìm chết mình. Ủy khuất ghê gớm. Hết đợt này tới lần khác, việc còn không thể nói ra, chỉ có thể trời biết đất biết, cự quỷ vương biết. Nghĩ tới đây, hắn bị trắng thở dài. Rất nhanh, có tộc nhân Trần gia mang theo một nữ tử đi tới quảng trường. Nữ tử này hơn 30 tuổi, da thịt trắng hơn tuyết, dung nhan tuyệt mỹ, càng có phong vận trưởng thành. Bộ dạng này rất hoảng sợ, miễn cưỡng chấn định. Lúc nàng vừa mới xuất hiện, ngay cả Trần Hải cũng phải nhìn vài lần, trong mắt mang theo hoảng hốt, giống như hiểu vì sao Bạch Tổng Quản nhất định phải đòi gặp nàng. Bạch Tiểu Thuần khổ sở, ánh mắt nhìn qua, tuy nữ tử này tuyệt sắc, nhưng hắn lại không chút để ý, trước mắt xấu hổ, ho khan một tiếng. Vậy quấy dậy. Bạch Tiểu Thuần xoay người rời đi, hắn không muốn dừng lại nơi này, nhất là nghĩ đến từ nay về sau, thanh danh của mình bị hủy, hắn càng đau khổ. Trần Hải mang theo nụ cười cổ quái, Chu Nhất Tình cũng hít khí lạnh, cố gắng bình tĩnh. Sau khi hai người nhìn nhau, lại đi tới bên cạnh Trần Phu Nhân, khách khí mang nàng đi cùng. Thời điểm Trần Phu Nhân đi tới, đã nghe người ta nói qua chuyện này, hiện tại sắc mặt tái nhợt. Đột nhiên nàng nhìn về phía tộc trưởng Trần gia, nhìn thấy trên mặt phu quân của mình khổ sở, nhưng trong mắt nàng ngược lại lộ ra vẻ oán độc. Nàng hiểu rất rõ phu quân mình, người ngoài không nhìn ra diễn trò, nàng há có thể không nhìn ra. Sau khi trầm mặc, bỗng nhiên nàng ngẩng đầu như được tự do, thở sâu, mỉm cười, quay người không chút do dự đi cùng với Trần Hải cùng Chu Nhất Tình rời khỏi Trần gia. Nàng tuyệt tình làm không ít tộc nhân Trần gia tức giận hơn trước, âm thầm nói lời vũ nhục, nội tâm bi phẫn không nhỏ. Rất nhanh, mấy vạn hồn tu xung quanh mời đi. Tộc trưởng Trần gia nhìn thấy cảnh này liền đắc ý, chỉ là một phu nhân mà thôi, đổi lấy mạng mình là có ý nghĩa. Hiện tại bay lên giữa không trung, Bạch Tiểu Thuần liền nghiêm mặt, oán khí rất sâu.
Và lúc tâm phiền thì Trần Hải dẫn theo phu nhân bay tới gần. Bạch tổng quản, nàng muốn gặp ngài. Dẫn Trần phu nhân tới phía sau Bạch Tiểu Thuần, Trần Hải nhanh chóng lui lại, đáy lòng càng hâm mộ Bạch Tiểu Thuần lớn mật. Hắn nhìn nữ tử này cũng vừa gặp đã yêu. Bạch Tiểu Thuần nghe xong trợn mắt, quay đầu nhìn sang Trần phu nhân, mở to miệng đang muốn nói cái gì. Trần phu nhân lại ngẩng đầu kiên định, quả quyết nói: đa tạ đại nhân đã giúp thiếp thần thoát ly khổ hải, thiếp thần có một thỉnh cầu, hy vọng đại nhân có thể đồng ý. Bạch Tiểu Thuần khẽ giật mình, sau khi nhìn Trần phu nhân một chút, sắc mặt đối phương nói như vậy, nhưng nội tâm áy náy nên vẫn gật đầu. Ngươi nói đi, chỉ cần ta có thể làm được, ta có thể cân nhắc. Còn xin đại nhân giúp ta giết Trần Thế Sơn. Trần phu nhân nghiến răng nghiến lợi nói ra từng chữ, sau khi nói xong thở dài nhẹ nhõm. Trần Thế Sơn, đây chính là tộc trưởng Trần gia. Cái gì? Bạch Tiểu Thuần trợn mắt nhìn Trần phu nhân, hắn giật mình vì chuyện này khác hẳn với suy nghĩ của hắn. Trần Thế Sơn, người này lòng dạ nhỏ mọn, tính cách tàn bạo, lấy hoạt anh luyện bào, nhân thần cộng phẫn. Hắn vì muốn khống chế vật này thực hoàn mỹ, không tiếc mang cốt nhục của ta và hắn luyện thành chủ hồn. Ta vô lực ngăn cản, bị phẫn đến này, trái tim trở nên băng giá. Hôm nay đại nhân mang ta đi, đối với thiếp thân mà nói đây là giải thoát, cho nên ta không hận đại nhân, thậm chí trong lòng cảm kích càng nhiều. Mà đại nhân quyền cao chức trọng, tương lai có tiền đồ bất khả hạn lượng, dựa theo đạo lý sẽ không hứng thú với ta, bại hoại thành danh, cho nên nhất định là có khổ tâm và dục ý. Mà thiếp thần có thể cam đoan, tương lai tất cả mặc kệ vị trí ở chỗ nào, địa vị như thế nào, cũng tôn kính đại nhân, nghe theo đại nhân. Trần phu nhân nói nhỏ, trong lòng nói mang theo cơ trí và quả quyết một cách không ngờ. Bạch Tiểu Thuần rung động nghiêm túc nhìn Trần phu nhân một chút. Trong lời nói, hắn nhớ tới tộc trưởng Trần gia dùng 10 vạn hoạt anh luyện bảo thiên địa không dung kia, có thể có khả năng. Bạch Tiểu Thuần không muốn thả hắn, nhất là bây giờ nghe nói hắn dùng cốt nhục bản thân luyện bảo đã không bằng cầm thú, cũng không khác gì tộc trưởng Bạch gia. Bạch Tiểu Thuần trầm mặc một lát, sau đó ngẩng đầu truyền âm với Trần Hải. Trần Hải sững sờ nhìn Bạch Tiểu Thuần một lúc, hắn quay người rời đi. Không bao lâu đã trở về, trong tay hắn cầm theo một cái đầu, chính là tộc trưởng Trần gia. Trong mắt đầu lâu mang theo dáng vẻ không dám tin, càng không có cam tâm, dường như đến chết vẫn không thể hiểu nổi vì sao Bạch Hạo lại giết mình. Nhìn đầu tộc trưởng Trần gia, Trần phu nhân kích động, bộ ngực phập phồng, nàng hít sâu để khôi phục tâm tình, sau đó khom người bái tạ Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần thân là đại tổng quản cự quỷ, mỗi hành động quán đều bị vô số người nhìn chăm chú, nhất là hắn mang theo Trần Hải cùng với vạn hồn tu đằng đằng sát khí bay ra khỏi thành cự quỷ, rõ ràng đã giơ đao chém ba đại gia tộc, cho nên càng có nhiều người chú ý hắn. Sau khi Bạch Tiểu Thuần rời khỏi Thái gia không lâu, tin tức truyền khắp thành cự quỷ, càng không cần nói Trần gia. Sau khi Bạch Tiểu Thuần rời đi không lâu, trong toàn thành cự quỷ, thế lực khắp nơi đều biết Bạch Tiểu Thuần đã đi tới Trần gia, thậm chí tin tức tộc trưởng Trần gia chết đi cũng bị các thế lực biết được. Sau đó mọi người đều biết những gì diễn ra trong Trần gia, cả đám người biến sắc, trong ánh mắt mang theo thần thái không tưởng tượng nổi. Thời gian dần trôi qua đã mang ra thảo luận tại rất nhiều khu vực ở trong thành cự quỷ đều kinh hồn. Cái gì? Đoạt Trần phu nhân? Bạch Hạo này lại có loại ham mê như vậy? Hắn càng nhìn trúng phu nhân Trần Thế Sơn. Ta nghe nói qua vị phu nhân kia, nghe nói là quốc sắc thiên hương, càng có thể là chất phụ tu hiếm thấy. Thật sự là không cách nào có thể miêu tả. Bạch Hạo quá lớn mật, cướp đoạt thê từ người khác thì cũng thôi đi, còn đi giết Trần Thế Sơn nữa. Tiếng kinh hô truyền khắp nơi, tin tức tương quan truyền khắp thành cự quỷ. Cũng không bao lâu, những người có tin tức linh thông cũng đã nghe thấy chuyện này. Ánh mắt mọi người biến hóa, càng có làn sóng chế nhạo sinh ra. Trong chốc lát các nơi truyền ra tin tức này, Bạch Tiểu Thuần chưa bị nhận định tâm ngoan thủ lạt, lục thân không nhận ra, hắn còn bị mang thanh danh ưa thích thê tử người khác nữa. Lời đồn này cũng truyền vào tai cự quỷ vương. Sắc mặt cự quỷ vương âm trầm, nhưng nội tâm nóng rực. Lúc nhìn về Trần gia, trong mắt của hắn còn có ý tán thưởng.
Vị Trần phu nhân kia cũng sớm bị Bạch Tiểu Thuần an bài tu sĩ bên người đưa đến thành cự quỷ. Hiện tại sắc mặt quán âm lãnh, mang theo mấy vạn hồn tu tiến thẳng tới gia tộc cuối cùng, Bạch gia. Trên đường đi, Trần Hải tới bên người của Bạch Tiểu Thuần, thi thoảng nhìn Bạch Tiểu Thuần, đáy lòng kính nể rất nhiều. Nhất là nghĩ đến Bạch Hạo có ham mê như thế, hắn càng mở rộng tầm mắt. Loại chuyện này có can đảm trắng trợn như thế, có thể thấy được Bạch tổng quản trước mắt có quyền thế ngập trời. Hắn âm thầm cân nhắc về sau nên tiếp xúc với Bạch Hạo nhiều hơn. Chu Nhất Tình cảm thấy rất cổ quái nhưng không lên tiếng, trong đầu đang suy nghĩ mình thân là tùy tùng, xem ra sau này phải lưu ý phu nhân nhà người khác nhiều hơn. Bạch Tiểu Thuần làm sao không biết thần sắc của hai người bọn họ, nhưng hắn ủy khuất và bất đắc dĩ, hết lần này tới lần khác chuyện này không thể giải thích, hắn chỉ có thể thở dài ở trong lòng. Lúc tâm phiền, lúc ánh mắt nhìn về phía Bạch gia, trong mắt của hắn mang theo hàn quang. Từ lúc đi tới Bạch gia cho đến bây giờ, hình ảnh gút mắt xuất hiện ở trong đầu Bạch Tiểu Thuần, cuối cùng tất cả hình ảnh đều biến mất, trong đầu hắn chỉ còn lại thân ảnh sắc mặt tái nhợt nằm dưới đại thụ. Bạch Hạo. Bạch Tiểu Thuần thì thào, thiên nhân hồn cũng tốt, ân oán cũng được, tất cả là gút mắt nhân quả, mà hắn cũng phải cho đồ nhi của mình một câu trả lời. Hiện tại chính là thời khắc đó. Tiếng thét truyền khắp bốn phương, mấy vạn phân ảnh hóa thành hào quang bay về phía Bạch gia, càng ngày càng gần, sát ý như mây đen áp đỉnh, giống như có thể nghiền nát tất cả. Bạch gia hiện tại lòng người bàng hoàng, rất nhiều tộc nhân đều hoảng hốt bi thiết. Không giống với Trần gia và Thái gia, tộc nhân dòng chính Bạch gia hiểu mình mới là đại thù sinh tử với Bạch Hạo. Tuy không phải tất cả tộc nhân Bạch gia đều như vậy, những chi mạch cũng khẩn trương, nhưng phần lớn cũng không quá lo lắng. Đầu tiên bọn họ không phải là dòng chính, hơn nữa cũng không có thù hận với Bạch Hạo. Thứ yếu bọn họ không tham dự vào việc truy sát Bạch Hạo. Cho dù cuối cùng lúc phản loạn, mặc dù bọn họ xông vào thành cự quỷ, trong các tộc nhân truy sát Bạch Tiểu Thuần lại không có bọn họ. Tất cả do dòng chính chủ đạo, cho dù tộc trưởng hay là tộc lão ra tay với Bạch Hạo đều là dòng chính. Cho nên hiện tại Bạch gia phân biệt rõ ràng dòng chính và chi mạch. Từ xa có thể nhìn thấy dòng chính bị vây vào giữa, bốn phía đều là nhân tộc chi mạch, cả đám trầm mặc và lạnh lùng nhìn sang đám người dòng chính Bạch gia. Trong này có tộc trưởng Bạch gia, có thái phu nhân, có đại tộc lão Hình Đường, còn có mấy tộc lão và hơn ngàn tộc nhân. Sắc mặt cả đám tái nhợt và tuyệt vọng. Bọn họ không phải không muốn bỏ chạy, có thể trời đất bao la nhưng không nơi cho bọn họ dùng thân, lại có thù hận với Bạch Hạo. Người ngoài qua đường sớm biết cả rồi. Từ khi từ thành cự quỷ trở về, Bạch Tiểu Thuần quật khởi và thết được khắp nơi tịnh nọt Bạch Tiểu Thuần đã để mắt tới Bạch gia. Nhất là sau khi Bạch Tiểu Thuần được bổ nhiệm làm đại tổng quản, hắn lại âm thầm an bài thế lực khắp nơi, ra tay chèn ép Bạch gia, càng chú ý tới Bạch gia nhiều hơn. Thậm chí ngoài sáng trong tối đều phong tỏa Bạch gia, trừ phi Bạch gia điên cuồng phá vây, bằng không cũng không ai chạy thoát. Mà một khi điên cuồng phá vây, việc đầu tiên phải được tất cả mọi người Bạch gia đồng ý. Thứ yếu, cự quỷ vương còn chưa ý định xử lý ba đại gia tộc, một khi bọn họ phá vây chắc chắn sẽ bị tiêu diệt. Bạch gia cũng không phải bền chắc như thép, âm thầm dặn nhất nên làm gì có việc thống nhất ý kiến chứ. Thế là kéo dài tới bây giờ. Loại trọng yếu nhất, những tộc lão và nhân tộc chi mạch Bạch gia đều hiểu rõ, việc này nhất định phải cho Bạch Hạo một công đạo. Nếu để dòng chính chạy trốn, như vậy Bạch Hạo sẽ tức giận khai đao với chi mạch. Cho dù vì bản thân hay là vì Bạch gia, dòng chính nhất mạch sẽ bị đẩy ra, dập tắt lửa giận của Bạch Hạo. Hiện tại Bạch gia hoàn toàn yên tĩnh, toàn tộc chi mạch kiềm chế xung quanh, người dòng chính thất mạch run rẩy, trong đó có không ít tồi tớ, trong đó có một nha hoàn, đó là người lúc trước mỉa mai Bạch Tiểu Thuần, còn có một lão giả, đó là quản sự dân dạy Bạch Tiểu Thuần. Mỗi người đều là người đã từng chán ghét và khi dễ Bạch Hạo. Hiện tại bọn họ tuyệt vọng, nhất là tộc trưởng Bạch gia, sắc mặt hắn tái nhợt, nội tâm đáng chát. Trước kia ở sông Bảo Vệ Thành, bán thần hồn bạo đã làm nửa người quán biến mất, tu vi tiếp cận sụp đổ. Sau khi sử dụng bí bảo nội tình của Bạch gia mới có thể khôi phục. Nhưng bây giờ theo thời gian trôi qua, sắc mặt quán cũng dữ tợn. Bên cạnh hắn, thái phu nhân mặt không còn chút máu, khi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, ánh mắt sợ hãi cũng không thể lấn át được oán độc sâu trong mắt. Nếu nói trong đám người
ai hận Bạch Hạo nhất chính là thái phu nhân này. Đồng dạng người sợ hãi và tuyệt vọng nhất cũng là nàng. Nàng làm sao cũng không dự liệu được Bạch gia phải bỏ cái giá lớn như thế, cuối cùng vẫn bại, mà Bạch Hạo từ đó một bước lên trời. Toàn bộ Bạch gia lâm vào yên tĩnh. Trong đám người xung quanh có một nữ tử. Nữ tử này tướng mạo mỹ lệ, trong sắc mặt bất nhẫn, cũng có phức tạp. Khi thì ngẩng đầu nhìn bầu trời xa xa. Nữ tử này chính là Ngũ tiểu thư. Xem như là nàng cũng không nghĩ ra Bạch Hạo lại có địa vị như thế. Trong đám người còn có một lão già, ẩn ẩn có thể thấy được tộc lão chi mạch xung quanh đều lấy người này cầm đầu. Lão già này chính là đại tộc lão Pháp Đường. Trong thần sắc quán tràn đầy cảm khái. Lúc trước Bạch Tiểu Thuần mưu phản Bạch gia, hắn nhắm mắt lại cũng hiện hiện trước mắt. Đáng tiếc, Kỳ Lân tử chân chính của Bạch gia. Lão già thở dài. Hắn tuy là đại tộc lão nhưng không dám không theo lệnh của lão tổ. Hắn chỉ có thể làm là không tham gia và không xuất thủ với Bạch Hạo. Đúng lúc này, đại tộc lão Pháp Đường và Hình Đường biến sắc. Những tộc lão khác trong tộc trưởng Bạch gia cũng ít thở dồn dập. Trên bầu trời có tiếng nổ như sấm sét từ xa vọng tới. Ngay sau đó là sát ý kinh người bao phủ chân trời. Tới rồi. Không biết là ai mở miệng, toàn bộ Bạch gia vô cùng khẩn trương. Trong khẩn trương, bọn họ ngẩng đầu nhìn sang, lập tức nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần mang theo mây đen vô biên và khí thế khủng bố bay tới. Mấy vạn hồn tu cũng bay tới Bạch gia. Bạch Tiểu Thuần cất bước chậm rãi. Hắn mỗi bước đi như cây rùi đánh vào tim dòng chính Bạch gia. Sắc mặt người dòng chính Bạch gia tái nhợt, không còn chút máu. Thân thể tộc trưởng Bạch gia run rẩy, oán độc trong mắt thái phu nhân cũng biến thành sợ hãi. Ta không thích giết người. Thật là có chút thời điểm rõ ràng không thích, nhưng vẫn phải làm. Vì mình cũng tốt, vì người khác cũng được. Đúng cũng tốt, sai cũng được. Bạch Tiểu Thuần quát lớn, giết. Sau khi lên tiếng, Bạch Tiểu Thuần nâng tay phải chỉ vào dòng chính Bạch gia đang bị chi mạch bao vây. Hắn vừa chỉ xuống, Bạch Tiểu Thuần vẫn đứng đó như cũ, nhưng Trần Hải bên người hắn lại bộc phát sát khí kinh thiên. Vâng lệnh tổng quản. Trần Hải quát lớn còn mang theo máu tanh, giọng nói vang vọng. Hắn bước thẳng vào Bạch gia. Mấy vạn tướng sĩ sau lưng hắn cũng bộc phát sát khí. Mấy chục tên hồn tu nguyên anh hồn và luyện hồn sư đi theo đại quân, tất cả cường giả đều lao thẳng về phía Bạch gia. Giết chóc cực kỳ đột ngột, nhưng nằm trong dự liệu mọi người. Nó không cho người ta biết trước, giống như mưa to, nói đến là đến. Bạch Hạo, ngươi là nghịch tử. Tộc trưởng Bạch gia gào thét thảm thiết. Hắn cũng không nghĩ tới đối phương dứt khoát như thế. Không nói cái gì khác, cũng không bàn ân tình, phải biết mình là phụ thân của hắn. Hắn vốn định dùng ngôn từ đả động đối phương. Hắn cúi đầu thừa nhận sai lầm của mình, thừa nhận đối phương là người của Bạch gia. Bất kể như thế nào, vì Bạch gia cũng tốt, vì mình cũng được, trước trôi qua việc này đã. Nếu như về sau có cơ hội, lại nghĩ biện pháp báo thù, hiện tại tất cả tính toán của hắn đều thất bại. Bạch Tiểu Thuần dứt khoát vung đao chém xuống. Trong tiếng kêu gào, đám người Trần Hải đánh tới. Tiếng kêu thảm thiết, cầu xin tha thứ, thậm chí gào thét vang lên không dứt bên tai, lọt vào tai của Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần đứng giữa không trung, hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời. Không có ai biết hắn suy nghĩ gì, nhưng nếu như Lý Thanh Hậu hoặc là trưởng môn sư huynh của Bạch Tiểu Thuần ở nơi này, bọn họ nhất định sẽ giật mình nhìn ra Bạch Tiểu Thuần đã khác với trước kia. Bản tính của hắn mặc dù không thay đổi, nhưng thủ đoạn và phương pháp đối đãi với một ít chuyện lại dần dần thay đổi. Trên mặt đất, tộc nhân chi mạch trầm mặc, không ngăn cản, không trợ giúp, chỉ yên lặng nhìn tất cả. Ngũ tiểu thư cũng tốt, đại tộc lão Pháp Đường cũng được, đều là như vậy. Tộc nhân dòng chính Bạch gia kêu lên thảm thiết. Nữ thị nha hoàn đã từng nhục nhã Bạch Tiểu Thuần tuyệt vọng phun máu tươi, ngực bị lưỡi đao đâm xuyên tim. Còn có quản sự kia, ánh mắt quán tuyệt vọng không còn thần thái. Từng tộc nhân đã từng nhục nhã Bạch Hạo, dưới thủ đoạn đám người Trần Hải đều không thể phản kháng, tất cả đều ngã xuống. Còn có tộc lão dòng chính, những tộc lão mặc kệ lúc trước ra ngoại thành truy sát hoặc xuất thủ trong nội thành, giờ phút này dãy dội trong tuyệt vọng. Bốn tộc lão giống to muốn đào thoát bay ra ngoài. Bắn tên! Trần Hải cười lạnh. Hắn quát một tiếng,
Lúc này mấy vạn hồn tu đứng bên ngoài ngẩng đầu nhìn lên, mỗi người đều cầm trường cung, sau đó bắn mấy vạn mũi tên lên bầu trời. Bốn tộc lão bỏ chạy kêu lên thảm thiết, hồn phi phách tán. Bạch Tiểu Thuần không xem vào việc này, hắn vẫn nhìn bầu trời. Khi tới dòng chính tử vong không còn bao nhiêu người, đại tộc lão Hình Đường cười thảm, bị Trần Hải và hai hồn tu Nguyên Anh khác hợp lực đánh giết. Giờ phút này Nguyên Anh của dòng chính chỉ còn lại là tộc trưởng Bạch Gia mà thôi. Hắn nhìn vô số thi thể xung quanh, nhìn đại tộc lão Hình Đường thảm thiết, tộc trưởng Bạch Gia run rẩy như là phát cuồng, ngửa mặt lên trời gào thét. Không để ý thương thế, hắn hóa thành hào quang bay về phía Bạch Tiểu Thuần. Nghịch tử, cho dù ta chết cũng phải đồng quy vô tận với người. Tộc trưởng Bạch Gia giống to mang theo điên cuồng, hắn sùng lên, có rất nhiều hồn tu Nguyên Anh ngăn cản, hai bên oanh kích giữa không trung. Đã liều chết, tộc trưởng Bạch Gia giết ra con đường máu, thân thể đầy máu tươi, mắt thấy khoảng cách với Bạch Tiểu Thuần còn trăm trượng, ánh mắt hắn mang theo điên cuồng phóng đi, rất nhiều hồn tu Nguyên Anh tấn công. Dầm một tiếng, tiếng nổ quanh quẩn bốn phương, cảnh tượng vô cùng thê thảm. Tộc trưởng Bạch Gia phun máu tươi, mắt thấy còn cách Bạch Tiểu Thuần 50 mét, hắn run rẩy, sinh cơ trên người dập tắt, ngực lõm xuống, Nguyên Anh tóe diệt, thần thái trong mắt ảm đạm. Hắn đã dầu cạn đèn tắt, cho dù không tiếp tục xuất thủ hắn cũng không sống được mấy giây. Nhưng hắn điên cuồng đi từng bước về phía Bạch Tiểu Thuần. Để hắn đến đây đi. Hồn tu Nguyên Anh xung quanh buồn bực xấu hổ, đang muốn tiếp tục xuất thủ, Bạch Tiểu Thuần lên tiếng làm bọn họ dừng bước. Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần nhìn lên bầu trời, cũng nhìn xuống. Hắn nhớ tình cảnh Bạch Hạo trước khi chết, hắn chậm rãi cúi đầu nhìn tộc trưởng Bạch Gia đang đi tới gần. Hối hận sao? Bạch Hạo cũng là con của ngươi. Bạch Tiểu Thuần hỏi. Lão phù hối hận, hối hận năm đó không nên để cho mẫu thân của ngươi chết dứt khoát như vậy. Ta phải ngược đãi nàng tới chết. Càng hối hận năm đó sau khi sinh ngươi ra, lão phù nên bóp chết ngươi ngay lập tức. Tộc trưởng Bạch Gia đã điên rồi. Hồi quang phản chiếu cười như điên, quang mang trong mắt biến mất. Đến cuối cùng tiếng cười quán vẫn vang vọng, nhưng thân thể rơi xuống đất. Tộc trưởng Bạch Gia khí tuyệt bỏ mình. Tộc nhân chi mạch Bạch Gia im lặng nhìn tất cả. Mọi người cúi đầu, suy nghĩ nào cũng có, không biết là phức tạp hay là phiền muộn. Trên quảng trường, trừ thi thể chỉ có một người đang đứng đó, chính là Thái Phu Nhân. Toàn thân nàng nhiễm máu tươi, thân thể run rẩy, trong mắt mang theo oán độc cười như điên. Mẫu thân ngươi là tiện nhân, ngươi cũng là tiện trùng. Đến đây, ngươi không phải hận ta sao? Giết ta đi, ta chỉ hận lúc trước phái ngươi đi lại không giết được ngươi. Nàng vốn phải chết. Những hồn tu Nguyên Anh xuất thủ đều biết thù hận giữa Bạch Tiểu Thuần và Thái Phu Nhân cực lớn, cho nên những người này có chừng mực, chỉ thương không giết, lưu lại cho Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần không có nhìn Thái Phu Nhân đang điên cuồng, hắn nói với Trần Hải: những sát thủ do Thái Phu Nhân này phái đi cũng không phải một kẻ, ta muốn phần danh sách này. Nói xong, Bạch Tiểu Thuần cất bước rời đi, biến mất giữa không trung, lúc xuất hiện ở trong tiểu viện hoang phế của Bạch Gia. Tiểu viện có nhiều cỏ dại, trên đất còn có một ít đồ chơi bằng gỗ rơi vào trong bụi cỏ, đã mục nát tàn vỡ. Cách đó không xa còn có một cái giếng. Bạch Tiểu Thuần đứng ở chỗ này trầm mặc thật lâu, sau đó than thở: lão phu nhân, mối thù Bạch Hạo vật của ngươi ta đã báo xong rồi. Bạch Tiểu Thuần vung tay lên, cỏ dại xung quanh biến mất, những đồ chơi kia cũng hóa thành tro bụi. Cát bụi trở về với cát bụi. Làm xong việc này, Bạch Tiểu Thuần rời đi. Trước khi đi, ánh mắt hắn nhìn sang Ngũ Tiểu Thư. Ngũ Tiểu Thư cũng ngẩng đầu nhìn Bạch Tiểu Thuần. Sau khi hai người nhìn nhau, Bạch Tiểu Thuần lên tiếng: Ngũ tỷ, người tới làm tộc trưởng Bạch Gia đi, đại tộc lão sẽ phụ trợ Ngũ tỷ. Đại tộc lão Pháp Đường cảm khái nhìn Bạch Tiểu Thuần, hắn gật đầu sau đó ôm quyền cúi đầu với Ngũ Tiểu Thư. Rất nhanh, tộc nhân chi mạch thức tình khỏi huyết tình, từng người run rẩy bái kiến Ngũ Tiểu Thư. Bạch Tiểu Thuần đi, nội tình ngàn năm của Bạch Gia cũng bị hắn mang đi. Trên đường trở về, cự quỷ, tâm tình của hắn bình tĩnh. Trần Hải nhìn Bạch Tiểu Thuần một chút sau đó lên tiếng: đã hỏi ra danh sách, Thái Phu Nhân đã tự vẫn. Phiền Phước Thiên Hậu 3 ngày sau mang đầu người trong danh sách tới cho ta.
Bạch Tiểu Thuần lên tiếng, Trần Hải nghiêm túc gật đầu. Rất nhanh, đoàn người quay về thành Cự Quỳ. Khi trở về, chuyện Bạch Tiểu Thuần diệt sát dòng chính Bạch gia cũng truyền khắp tòa thành. Vô số người sau khi nghe xong liền hít sâu một hơi, nhưng không có ngoài ý muốn. Sâu trong nội tâm càng hiểu rõ Bạch Hạo lòng dạ ác độc, tâm ngoan thù lặt cỡ nào. Lần giết chóc này chẳng khác gì lập uy. Uy danh của Bạch Tiểu Thuần trong thành Cự Quỳ cực kỳ hiển hách, thành danh quán cũng lan truyền ra các nơi. Thế lực khắp nơi đều hiểu, hiện tại mạng của dòng chính Bạch gia tạo nên thanh danh của Bạch tổng quản. Vương ân quần quận, dưới một người trên vạn vạn người. Cho dù là thiên nhân như Vô Thường Công, tu vi tuy cao nhưng thanh danh vẫn bị Bạch Tiểu Thuần đè xuống. Dù sao địa vị quán trong lòng Cự Quỷ Vương không bằng Bạch Tiểu Thuần. Sau khi về tới thành Cự Quỷ, Bạch Tiểu Thuần sửa sang cảm xúc xa xút khi ở Bạch gia. Hắn không thích giết người, nhưng hắn dùng thân phận Bạch Hạo trải qua những việc như thế, hắn cảm nhận biệt khuất và khí giận thay cho Bạch Hạo. Cho nên hắn muốn làm chủ thay Bạch Hạo, muốn để Bạch Hạo khi còn sống tiếp nhận tất cả, hóa thành cái giá Bạch gia cần trả, cho dù dòng chính của Bạch gia bị hắn hạ lệnh tiêu diệt. Tâm tình bình tĩnh, sau khi về tới tòa thành, Bạch Tiểu Thuần nhìn bảo vật chồng chất trước mặt liền hoa mắt, hô hấp quán dồn dập, ánh mắt sáng ngời. Cho dù hắn không phải người tham lam, hắn cho rằng tiền tài và vật ngoài thân, nhưng đối mặt với tài phú mà người thường tích lũy một vạn đời cũng không có được, trái tim bất tranh khí vẫn đập rộn ràng. Vô số oan hồn, vô số hồn dược, một cái thiên nhân hồn và vô số pháp bảo luyện đình. Sau khi ánh mắt Bạch Tiểu Thuần đảo qua mọi vật, ánh mắt hắn dừng lại. Làm hắn động dung chính là bí bảo nội tình của ba đại gia tộc. Pho tượng linh ngọc của Thái gia, Trần gia cùng Bạch gia cũng có một bí bảo nội tình của mình. Trong đó bảo vật của Trần gia là bái bình màu đỏ. Trong bình ngọc này có một giọt máu tươi, nghe nói có thể giúp oan hồn khôi phục trí nhớ kiếp trước, có linh động và trở thành quỷ tu. Loại thiên tài địa bảo này vô cùng kỳ dị, toàn bộ man hoang cũng hiếm như là phượng mao lân giác. Dựa theo Trần gia chuẩn bị, vật này vốn dự định để lão tổ Trần gia vô vọng bước vào bán thần, thọ nguyên đoạn tuyệt, dùng vật này chuyển hóa thành quỷ tu che chở Trần gia. Đáng tiếc lão tổ Trần gia phản loạn thất bại nên bị giam giữ, tất cả chuẩn bị đều hóa thành hư vô. Về phần nội tình Bạch gia thì là đài sen bảy màu, trong đó vốn là bảy hạt sen, bây giờ chỉ còn lại hai hạt. Vật này càng thần kỳ, miễn là còn sống một hơi, mặc kệ bị thương nặng cỡ nào, thân thể bị tàn phá, có thể ăn một hạt sen là có thể sống lại, thân thể mọc ra như mới. Lúc trước tộc trưởng Bạch gia và lão tổ Bạch gia bị thương nặng, khôi phục chính là nhờ vào hạt sen này. Ba loại bí bảo này, bất cứ thứ gì cũng đủ oanh động bốn phương, có thể thấy nội tình ba đại gia tộc cực sâu. Ba đại gia tộc thực sự là quá giàu có. Bạch Tiểu Thuần liếm môi, hắn cầm một cái ngọc giản quan sát phối phương luyện hỏa của ba đại gia tộc, từ hỏa diễm một màu cho tới hỏa diễm 17 màu. Chỉ không có phối phương hỏa diễm 18 màu, hắn đục soát khắp ba đại gia tộc cũng không tìm được. Sau khi tìm hiểu, Bạch Tiểu Thuần cũng biết ba đại gia tộc không có phối phương luyện chế hỏa diễm 18 màu. Thậm chí, đừng nói là ba đại gia tộc, trong toàn bộ man hoang, gia tộc luyện hồn có được phối phương hỏa diễm 18 màu là cực hiếm. Thôi, sau này chỉ có thể tìm cơ hội, nói không chừng dùng phương pháp của Bạch Hạo cũng có thể thôi diễn ra. Bạch Tiểu Thuần thở sâu, hắn nhìn vô số tài bảo trước mặt, không bởi vì không tìm thấy phối phương luyện chế hỏa diễm 18 màu mà uể oải, ngược lại lại càng kích động. Lần này thực sự phát đạt, chỉ sợ cả đời ta dùng cũng không hết. Bạch Tiểu Thuần cao hứng, mặt mày hớn hở, khoa tay múa chân. Hắn càng thích việc xét nhà. Hắn phát hiện, so sánh với xét nhà, đoạt hồn tràng chỉ là chuyện nhỏ, về sau có cơ hội phải xét nhà nhiều hơn mới được. Bạch Tiểu Thuần cảm khái, đột nhiên hắn cau mày bất an. Không được, quá nhiều tài bảo, nếu ta nuốt một mình sẽ làm cho người ta đỏ mắt, đoán chừng Cự Quỷ Vương cũng không vui. Bạch Tiểu Thuần do dự, nhìn tài bảo trước mặt liền có quyết đoán. Ngoại vật tuy tốt, nhưng mạng nhỏ mới là căn bản. Bạch Tiểu Thuần càng nghĩ càng hiểu ra, bỗng nhìn trong đầu nhớ lại lúc ở trường thành, khi gặp phải vị thành chủ kia, nhớ tới cách làm của thành chủ thì đôi mắt của Bạch Tiểu Thuần sáng lên. Hắn vùng tay áo, lấy một ít tài bảo và đi ra ngoài. Bận rộn một phen, vào lúc hoàng hôn, Bạch Tiểu Thuần điều chỉnh hô hấp, đi thẳng tới chỗ vương cung Cự Quỷ Vương
trên đỉnh đầu pho tượng. Hắn đi tới bên ngoài vương điện và ôm quyền cầu kiến. Âm thanh truyền vào đại điện: Bạch Hạo cầu kiến vương gia. Trong vương điện hoàn toàn yên tĩnh. Bạch Tiểu Thuần chờ ở bên ngoài, qua chừng nửa nén hương mới có âm thanh truyền thấp vang lên: Vào đi. Bạch Tiểu Thuần thở ra. Trong lúc chờ nửa nén hương, hắn suy nghĩ bất định, đáy lòng nói thầm: Cảm thấy cự quỷ vương quá ưa thích trò chơi đế vương tâm thuật, lúc cảm khái và hoài niệm khi vỗ đầu cự quỷ vương. Đáng tiếc loại kích thích này chỉ có thể chôn sâu ở trong đáy lòng, hiện tại cho hắn một vạn lá gan hắn cũng không dám. Hiện tại nghe cự quỷ vương gọi vào, Bạch Tiểu Thuần thu hồi tâm tư, trên mặt tươi cười xu nịnh. Hắn đi vào vương điện và nhìn thấy cự quỷ vương đang ngồi trên vương tọa đầy uy nghiêm. Trở về rồi sao? Chuyến này ngươi có thu hoạch không nhỏ đâu. Cự quỷ vương không nhìn ra hỉ nộ, hắn vừa lên tiếng ngừng ý ở trong lời cũng lập tức nước đôi, làm cho người ta không hiểu là khuyến khích hay là không vui. Bạch Tiểu Thuần khẩn trương lo sợ nghi hoặc. Hắn phát hiện sau khi cự quỷ vương khôi phục tu vi thật đáng sợ, luôn luôn cho hắn một cảm giác nếu như nói sai một câu sẽ bị chặt đầu. Cự quỷ vương như vậy, Bạch Tiểu Thuần cũng suy nghĩ ra biện pháp đối phó. Sắc mặt hắn kích động, còn có phấn khích sùng kính cự quỷ vương. Quả nhiên vương gia đoán đúng, ba đại gia tộc này giàu tới cả chảy mỡ, oan hồn, hồn dược, pháp bảo, đủ loại vật phẩm đều nhiều vô số kể. Ba đại gia tộc không cam lòng sao ra, cho nên còn lừa gạt tỷ chức. Bọn họ không biết tỷ chức đã đoán ra từ lâu, lúc bái kiến vương gia, trên người có vương ân quần quận như biển, như là có thần trợ. Vừa liếc mắt đã nhìn ra tâm tư của bọn chúng, càng tìm được nơi bọn chúng giấu bí bảo. Bạch Tiểu Thuần lên tiếng, hắn nói như mình làm tất cả những điều may mắn là vì có cự quỷ vương. Cự quỷ vương mặt không biểu tình, nhưng trong mắt đầy bất đắc dĩ, nhìn Bạch Tiểu Thuần một chút. Hiển nhiên, hắn có chút lực chống cự khi Bạch Tiểu Thuần vuốt mông ngựa, cho dù trong lòng rất hưởng thụ. Trần gia cùng Bạch gia không nói, bí bảo nội tình của Thái gia thực sự quá kinh người. Đó là một pho tượng linh ngọc cao hơn một trượng, thần diệu vô biên, kinh thiên động địa, hào quang đầy trời, linh khí đập vào mặt, cực kỳ hiếm thấy ở trong man hoang. Bạch Tiểu Thuần vụng trộm nhìn cự quỷ vương, vừa nói vừa hưng phấn. Vừa mới lấy ra, linh khí đậm đặc bao phủ phạm vi ngàn trượng, đây chính là chí bảo truyền thừa gia tộc, nó có thể giúp người ta gia tốc tu hành. Bạch Tiểu Thuần khoa trương, hai tay vươn ra miêu tả pho tượng linh ngọc kia biến thành chí bảo thiên hạ độc nhất vô nhị. Theo người nói, đích thực là bảo vật không tệ. Cự quỷ vương vừa nghe vừa co mày, mặc dù hắn chưa thấy pho tượng linh ngọc, nhưng nghe nói qua bảo vật cùng loại, cho dù nói thế nhưng sắc mặt cũng không biểu tình. Bạch Tiểu Thuần vẫn cẩn thận dò xét cự quỷ vương. Sau khi nhìn thấy thần thái cự quỷ vương, Bạch Tiểu Thuần đi mấy bước và thấp giọng lên tiếng: Tỷ chức đã đặt pho tượng linh ngọc ở biệt viện phủ của ngài, ngài quay về cứ từ từ thưởng thức. Nghe Bạch Tiểu Thuần nói thế, cự quỷ vương cũng sửng sốt một chút, ánh mắt nhìn người Bạch Tiểu Thuần dần dần tươi cười. Đây là lần đầu tiên hắn cười ôn hòa với Bạch Tiểu Thuần trong vương điện, thực sự là vì Bạch Tiểu Thuần an bài làm hắn hài lòng, trong mắt còn tán thưởng: Tiểu hoạt đầu này cũng biết phần tắc, chẳng những có năng lực, càng không ăn một mình, lại biết phóng đoán tâm ý người khác. Cự quỷ vương nói thầm, lúc nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần càng thuận mắt, dường như nghĩ tới cái gì đó, nội tâm cự quỷ vương nóng lên và ho khan. Đúng rồi, bản vương trước đó nghe nói tộc trưởng Trần gia kia diễm phúc không cạn, phu nhân của hắn là quốc sắc thiên hương, càng có thể là phụ tu hiếm thấy. Cự quỷ vương nói tới đây, không đợi nói xong, Bạch Tiểu Thuần mắng trong lòng, trên mặt không lộ ra chút nào, hắn cười nói: Vâng ra, Trần phu nhân kia cũng đưa vào biệt viện của ngài, ngài quay về cứ từ từ thưởng thức. Cự quỷ vương nghe câu này liền vỗ lan can vương tỏa, trong mắt tức giận và quát lớn: Làm cản! Vị phu nhân kia là phu nhân của tộc trưởng Trần gia, bản vương thân là thiên vương, đường đường là bán thần, làm gì có cái chuyện như vậy. Nếu như chuyển ra ngoài, người trong thiên hạ nhìn bản vương sẽ như thế nào? Bạch Hạo, ngươi hồ đồ, lập tức đưa Trần phu nhân trở về. Cự quỷ vương thật tức giận, trong mắt dường như chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nhìn hầm hầm Bạch Tiểu Thuần. Dường như Bạch Tiểu Thuần không đưa Trần phu nhân trở về thì hắn sẽ đích thân ra tay, làm cho Bạch Tiểu Thuần hiểu
làm sai chuyện sẽ bị phạt. Bạch Tiểu Thuần ủy khuất, thầm mắng cự quỷ vương vô sỉ, đôi mắt nhìn cự quỷ vương, mặc cho cự quỷ vương tức giận thế nào còn không nhúc nhích, còn không đi. Cự quỷ vương nhìn Bạch Tiểu Thuần như thế, hắn vỗ ghế lần nữa và quát lớn. Biểu lộ Bạch Tiểu Thuần đau khổ, lúc này cũng không vuốt mông ngựa mà là thở dài một tiếng. Vương gia yên tâm, việc này trời biết đất biết, người biết ta biết, sẽ không có người thứ ba biết. Hiện tại bên ngoài đồn đãi Bạch Hạo ta ưa thích nàng, ta cướp Trần phu nhân, còn bước từ tộc trưởng Trần ra, cho nên không có người biết rõ nàng đang ở trong biệt viện của ngài đâu. Bạch Tiểu Thuần than thở nhìn cự quỷ vương, trong biểu lộ còn lộ ra vẻ ngươi đừng có đóng kịch nữa, không có ai biết đâu. Đôi mắt cự quỷ vương mở to, nhưng lực lượng không đủ. Hắn cho rằng Bạch Hạo còn giống dĩ vãng đi vuốt bông ngựa, sau đó mình sẽ cam chịu thừa nhận. Không ngờ đối phương lại trực tiếp làm rõ, nhất là biểu lộ ủy khuất kia rất là mãnh liệt. Cự quỷ vương xấu hổ cười cười. Hắn hiểu thanh danh của Bạch Tiểu Thuần bị hao tổn, nhưng cho dù như thế nào, bởi vậy càng không có người biết rõ chân tướng. Cự quỷ vương cảm thấy thoải mái, mở cờ ở trong bụng, lại dùng ánh mắt thưởng thức nhìn Bạch Tiểu Thuần. Đáy lòng càng cảm thấy Bạch Hạo thuận mắt, cảm thấy tiểu tử này làm quá đẹp, biểu hiện ra hắn còn giả vờ, ra vẻ rèn sắt không thành thép. Bỏ đi, bỏ đi, việc này lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Cự quỷ vương thở dài, dường như bất đắc dĩ mới nói như vậy. Da mặt Bạch Tiểu Thuần giật giật vài cái, đôi mắt nhìn sang cự quỷ vương, trong biểu lộ vẫn như cũ. Tại nơi này chỉ có hai ta, ngươi đừng có diễn nữa. Cự quỷ vương cũng nhìn ra ý trong mắt Bạch Tiểu Thuần, hai người mắt to trừng mắt nhỏ. Sau một lúc lâu, cự quỷ vương càng chột dạ, hắn ho khan và nói: chức tổng quản chỉ là hư chức, như vậy đi, bổn vương sắc phong ngươi thành cự quỷ giám sát sứ, ngươi có thể điều tra dấu hiệu phản loạn ở trong thành cự quỷ, ngươi có thể tiền trảm hậu tấu, không người có thể tra. Cự quỷ vương hất tay áo nói ra. Bạch Tiểu Thuần nghe được câu này, đôi mắt sáng ngời. Giám sát sứ không người có thể tra, đây là điều làm hắn kích động. Các bạn vừa nghe xong tập số 163 của bộ truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Thích Nghe Chuyện. Trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng, tập số 164. Các bạn nghe chuyện thì đừng quên like video, giúp Phong chia sẻ video cũng như comment cảm xúc của các bạn trong khi nghe chuyện nhé. Phong xin chân thành cảm ơn. Dạo gần đây thì mình làm video chất lượng hơi kém, cũng chẳng thường thì rất là vội, nên mình thu âm xong nên mình cũng up lên luôn, nên anh em nhìn cái những cái đằng sau như này nó hết sức thông cảm cho mình nhé, bởi vì cũng hơi vội. Có thời gian thì sẽ chăm chút cái video hơn, nhìn nó có thiện cảm hơn một chút. Ok, giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập truyện nhé. Nhất Niệm Vĩnh Hằng, tập 164. Nếu có người làm phản thì làm sao bây giờ? Bạch Tiểu Thuần không xác định hỏi lại một câu. Cự quỷ vương cười lạnh một tiếng. Sau khi trải qua chuyện phản loạn, hắn càng không tin người trong thành cự quỷ, nhất là việc này có liên quan tới cửu U vương. Nội tâm hắn sớm không vui, trong mắt có hàn quang xuất hiện. Hắn vung tay phải, một thanh trường thương màu đen xuất hiện ở trên tay Bạch Tiểu Thuần. Trong chốc lát, nó như tia chớp màu đen trực tiếp hiện ra trước mặt Bạch Tiểu Thuần, phát ra thanh âm vù vù. Trên trường thương này có 6 đạo kim văn. Sau khi Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy 6 đạo kim văn, liền há hốc mồm, đôi mắt nhìn chằm chằm vào trường thương. Luyện linh 16 lần, đây là trường thương của bản vương lúc trước, hôm nay ban thưởng cho ngươi. Nếu ngươi có phản kháng, nếu có người phản kháng, dùng thương này đâm chết. Cự quỷ vương lên tiếng, trong lời nói mang theo quyết đoán, khốc liệt và khắc nghiệt. Sau khi nhìn Bạch Tiểu Thuần, nhớ tới Bạch Tiểu Thuần đã từng lâm vào nguy cơ sinh tử nhưng không bỏ mình, lại nghĩ tới chí bảo và mỹ nhân trong biệt viện, vì vậy mở miệng lần nữa. Hành cung U Minh Công ở trên cánh tay pho tượng cự quỷ sẽ trở thành phù đệ của ngươi.
Lồng ngực Bạch Tiểu Thuần phập phồng, đôi mắt sinh ra hào quang, tâm thần hắn hưng phấn. Cự Quỷ Vương thăng quan cho mình, lại tặng chí bảo vào hành cung, tất cả cho thấy đối phương rất hài lòng về mình. Bạch Tiểu Thuần vui mừng ôm quyền cảm tạ. Tạ vương gia. Trên mặt Cự Quỷ Vương cũng vui vẻ, trong mắt mang theo tán thưởng và khích lệ vài câu. Hắn nhảy mắt với Bạch Tiểu Thuần, ý bảo hắn nhanh chóng rời đi. Bạch Tiểu Thuần biết rõ đúng mực, hắn hiểu lão sắc quỷ sốt ruột, vì vậy thu hồi trường thương ôm quyền rời đi. Vừa ra khỏi đại điện, Bạch Tiểu Thuần dừng bước. Hắn không nhịn được quay đầu lại hỏi Cự Quỷ Vương. Vương gia, chỗ của ngài có phương pháp điều chế hỏa diễm 18 màu không? Điều chế hỏa diễm 18 màu? Bổn vương không có thứ này. Chỉ có luyện hồn sư địa phẩm mới có. Cả Man Hoang chỉ có 3 luyện hồn sư địa phẩm, địa vị tôn quý, cho dù là lão phu cũng không thể chém giết. Cự Quỷ Vương nhìn Bạch Tiểu Thuần, hắn biết rõ Bạch Hạo có thiên phú luyện hỏa rất mạnh. Hắn cũng không nói láo về cách luyện chế hỏa diễm 18 màu, bởi vì thứ này quá hiếm. Hắn không kiên nhẫn vùng tay lên, thân thể bước đi, hắn biến mất khỏi đại điện. Lão sắc quỷ. Nội thâm Bạch Tiểu Thuần oán thầm vài câu, bước ra khỏi vương cung. Hắn hóa thành hào quang bay đi, cũng cầm tài bảo được lấy từ 3 đại gia tộc phân cho Trần Hải cùng Chu Nhất Tình. Lại bảo hai người cầm tài bảo phân cho mấy vạn hồn tu đi theo Bạch Tiểu Thuần tới 3 đại gia tộc. Loại chuyện này mỗi người đều có công lao. Bạch Tiểu Thuần còn không hiểu thì hắn sống phí mấy năm qua rồi, cũng không phải tính cách của Bạch Tiểu Thuần. Trần Hải rất cao hứng, Chu Nhất Tình cũng kích động không nhỏ. Sau đó bọn họ phân tài bảo cho mấy vạn hồn tu đi theo, lòng người càng hướng về Bạch Tiểu Thuần. Sau khi làm xong những việc này, Bạch Tiểu Thuần nhìn hành cung trên tay phải của pho tượng Cự Quỷ, chần chừ một lúc. Trên người hắn có quá nhiều bí mật, thực sự không muốn tới gần Cự Quỷ Vương. Bỏ đi, chỗ đó chỉ là hành cung của ta. Ta phân là đại tổng quản của thành Cự Quỷ, lại là giám sát sứ, tự nhiên không thể chỉ có một chỗ ở. Bạch Tiểu Thuần hất cằm, sau đó thì thào vài câu, sờ sờ túi trữ vật. Trong túi trữ vật có 10 đám hỏa diễm 15 màu. Những hỏa diễm này là chiến lợi phẩm thu từ 3 đại gia tộc. Mặc dù ta không thể luyện ra hỏa diễm 15 màu, nhưng nếu như có những thành phẩm này, ta nghịch hướng thôi diễn nghiên cứu vẫn có thể tìm ra biện pháp. Có hỏa diễm 15 màu cũng có thể giúp tu vi của ta đột phá Nguyên Anh, bước vào Nguyên Anh Trung Kỳ. Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới đây liền hưng phấn. Hắn tưởng tượng ra một khi mình luyện Linh Nguyên Anh, bên ngoài sẽ oanh động, trước mắt cả Man Hoang đang tìm mình. Cũng không thể bởi vì có người tìm ta, ta lại buông tha cơ hội tăng tu vi lên. Hừ, sợ cái gì chứ. Ta là đại tổng quản thành Cự Quỷ, lại là giám sát sứ, gánh vác nhiệm vụ tìm kiếm Bạch Tiểu Thuần, có cái gì mà phải sợ. Ngay cả ta cũng không tìm thấy Bạch Tiểu Thuần thì ai có thể tìm thấy chứ. Bạch Tiểu Thuần suýt xoa một phen, hắn cắn răng đi vào trong mật thất. Tới mật thất, hắn bố trí trận pháp, sau đó vận dụng lực lượng mặt nạ, xác định không ngại mới lấy quy văn nổi ra. Thở sâu, hắn ngồi xuống, Nguyên Anh bay vào trong quy văn nổi. Lại có hỏa diễm 15 màu bay vào bên trong quy văn nổi. Ngay lúc này, trên quảng trường thành Khôi Hoàng, trên tấm bia đá Minh Hoàng, con số phía sau tên Bạch Tiểu Thuần vốn là 14, ngay lúc này nó bộc phát kim quang sáng ngời. Tia sáng bao phủ bốn phương, oanh động cả thành Khôi Hoàng. Rất nhiều người trợn mắt há mồm phát hiện con số phía sau tên của Bạch Tiểu Thuần đã biến thành con số 15. 15? Bạch Tiểu Thuần lại luyện Nguyên Anh? Hắn đánh bạc tìm chết, không luyện mình chết thì không bỏ qua. Đây là kẻ hung ác. Ta đã có thể đoán trước, nếu Bạch Tiểu Thuần không chết, người truyền thừa Minh Hoàng... Có người nói lời tuyên đoán. Thành Khôi Hoàng oanh động lần nữa. Hồng Trần Nữ đang ngồi trong quân đoàn Cự Quỷ gào thét thảm thiết. Hận ý của nàng với Bạch Tiểu Thuần đã ngập trời. Khi Thành Khôi Hoàng oanh động, tin tức như mọc cánh truyền khắp bàn hoàng. Độ mạnh khi tìm Bạch Tiểu Thuần tăng lên rất nhiều. Cùng lúc đó, những thiên kiêu trong bàn hoàng đều nghiến răng nghiến lợi. Bọn họ cảm giác như bị nước tạt vào mặt. Tấm bia đá Man Hoàng lại bị tu sĩ thế giới thông thiên đứng đầu. Đây là điểm làm cho bọn họ phát điên. Bạch Tiểu Thuần, ta nhất định phải giết hắn. Đừng để ta tìm thấy người, nếu không ta nhất định nghiền xương ngươi thành tro. Từng tiếng gầm vang lên khắp Man Hoàng.
Bạch Tiểu Thuần hiện tại không biết tình huống bên ngoài, nhưng có thể đoán ra sau khi Nguyên Anh mở mắt liền bay ra khỏi Quy Văn Nổi, vội vàng thu hồi tất cả, cẩn thận tìm hiểu một lúc mới thở ra một hơi. Hừ, muốn diệt ta, các người tìm được ta rồi hãy nói. Nội tâm đắc ý, Bạch Tiểu Thuần cảm nhận tu vi tăng lên liền kích động. Hắn phát hiện tu vi trong người mênh mông như biển, Nguyên Anh trung kỳ cường đại vượt xa Nguyên Anh sơ kỳ, thậm chí hắn có xúc động muốn tìm nửa bước thiên nhân luyện tập một phen. Đáng tiếc bất tử cốt không thể tu luyện. Tu vi tăng lên, mặc dù Bạch Tiểu Thuần phấn chấn, hắn cảm thấy mình mạnh hơn một chút. Vừa nghĩ tới bất tử cốt, hắn liền cảm thấy phiền muộn không nhỏ. Khi tức cự quỷ vương ba động, Vô Thường Công sững sờ, thân ảnh hắn biến mất khỏi vương điện. Lúc xuất hiện đã đứng trên trời, hắn bước thêm vài bước đã xuất hiện tại luyện hồn hồ. Nhìn sương mù ngưng tụ thành đóa hoa màu đen, trong mắt cự quỷ vương xuất hiện hào quang. Sau khi nhìn thật kỹ luyện hồn hồ, hắn quay người biến mất không còn bóng dáng. Lúc xuất hiện đã ở trong vương điện. Vô Thường Công nhắm mắt trầm tư, sắc mặt âm tình bất định, nhìn về hướng thành Khôi Hoàng. Cùng một thời gian, trong hoàng cung thành Khôi Hoàng cách xa nơi này, tại một đại điện. Đại điện trống trải, chỉ thờ phụng 8 phiến toái cốt cũ kỹ. Vào lúc này trong đám toái cốt bỗng nhiên xuất hiện nhiều khí đen, khí đen ngưng tụ tạo thành một đóa hoa. Trong nháy mắt, khí đen hình thành đóa hoa, mấy lão nhân thủ hộ ở bên ngoài đại điện khoanh chân ngồi tĩnh tọa, đột nhiên sắc mặt đại biến, quay người tiến vào trong điện. Sau khi nhìn thấy đóa hoa liền kinh ngạc. Quỷ vương hoa nở. Mấy lão già nhìn nhau, lập tức lấy ra ngọc giản thông báo cho đại thiên sư trong hoàng cung. Luyện hồn hồ động, quỷ vương hoa nở, một trong 8 đại bí cảnh mở ra. Hoa này cực kỳ trọng yếu với cự quỷ vương. Trong thiên sư điện, đại thiên sư thành Khôi Hoàng mở mắt ra nhìn về hướng xa. Hướng hắn nhìn chính là vị trí luyện hồn hồ. Lúc trầm tư thì bên ngoài có người bẩm báo. Thiên sư, Hồng Trần tiên tử cầu kiến. Không gặp, thông chi một chút. Quỷ vương hoa, người có duyên có được. Đôi mắt đại thiên sư tỏa sáng, chậm rãi lên tiếng. Thời điểm quỷ vương hoa nở, khi đại thiên sư tuyên bố truyền khắp toàn bộ thành Khôi Hoàng, Bạch Tiểu Thuần đã hao phí 6 đóa hỏa diễm 15 màu, dần dần nắm giữ phương pháp luyện chế. Hắn kích động lấy hồn tháp và vỗ xuống, rất nhiều oan hồn bay ra vờn quanh bốn phía. Bạch Tiểu Thuần thở sâu ổn định tâm tình và bắt đầu luyện chế hỏa diễm 15 màu. Bạch Tiểu Thuần có phối phương hỏa diễm 15 màu thông qua thôi dưỡng nghịch hướng, nhưng thực tế đi luyện chế vẫn có độ khó, cần không ngừng thuần thục mới được. Cũng may hắn số lượng oan hồn đầy đủ, hắn tiêu xài. Giờ phút này bắt đầu bế quan luyện chế. Sau mỗi lần thất bại, hắn lại tổng kết kinh nghiệm, tìm kiếm nguyên nhân thất bại, lại đi hóa giải. Kể từ đó đi theo thời gian trôi qua, hắn càng luyện chế thành thạo. Nhiều nhất 10 lần, nhất định có thể triệt để nắm giữ. Bạch Tiểu Thuần phấn khích kích động, hắn lại cầm oan hồn ra luyện chế. Giờ phút này, trong thành Khôi Hoàng, bởi vì việc quỷ vương hoa nở, tứ phương vận động. Quỷ vương hoa nở. Nghe đồn trong luyện hồn hồ bí cảnh của hoàng tộc có một đóa quỷ vương hoa do Khôi Hoàng đời thứ nhất tự mình gieo xuống. Sau khi nuốt trái cây có thể chữa trị thần hồn để tự thân viên mãn, khu trừ tất cả ân tật. Việc này còn có tác dụng khác, còn giúp người ta hoán đổi tu vi, trọng hoán công pháp. Đây là thứ yếu. Ta còn nghe nói trái cây của quỷ vương hoa này có thể tái sinh vong hồn đấy. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thành Khôi Hoàng xôn xao, truyền ngôn gì cũng có. Những hạng người quyền quý trong thành Khôi Hoàng đều động tâm. Quỷ vương hoa có tác dụng lớn với cự quỷ vương, đối với bọn họ càng có tác dụng không nhỏ. Tiếng nghị luận vang lên liên tiếp, nhưng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Dù sao luyện hồn hồ thuộc hoàng tộc, tuy có pháp lệnh nói người có duyên có được, nhưng quy tắc cụ thể cần hoàng tộc chế định. Thời điểm thành Khôi Hoàng đang thảo luận và chờ đợi, một đạo pháp chỉ từ trong hoàng cung truyền ra. Luyện hồn hồ là một trong 8 đại bí cảnh hoàng tộc, lần này mở ra, tôn ý chỉ đại thiên sư, người có duyên có được. Trên Nguyên Anh trở lên không được vào, dưới Nguyên Anh không thể vào, chỉ có Nguyên Anh mới có thể lấy tạo hóa. Từ hoàng tộc cho tới chư hầu, bất kỳ phương nào thì chỉ có thể phái một người đi vào. Sau khi truyền pháp lệnh ra ngoài, các quyền quý trong thành Khôi Hoàng thay đổi tâm tư thật nhanh,
Sau khi tìm hiểu kỹ ý chỉ, cả đám như có điều suy nghĩ, tất cả đều cùng một thời gian nhìn về phía thành cự quỷ. Bọn họ biết đây không phải Khôi Hoàng hạ chỉ, mà là Đại Thiên Sư hạ chỉ. Thành Khôi Hoàng bây giờ, lời của Đại Thiên Sư còn uy nghiêm hơn Khôi Hoàng nhiều. Tuy quỷ dị, nhưng các quyền quý im lặng, dường như đang chờ đợi gì đó. Rất nhanh, khi ý chỉ Khôi Hoàng truyền xuống, việc này nhanh chóng lọt vào Cửu U Vương. Cửu U Vương ngồi trong vương điện thành Cửu U, thân ảnh hắn khôi ngô cao lớn, bên cạnh dựng chiến phù khổng lồ. Giờ phút này nhìn ngọc giản trong tay, hắn cười và lên tiếng: "Cự quỷ, người muốn đoá quỷ vương hoa này, lão phù hết lần này tới lần khác không để ngươi toại nguyện." Hắn có thù với Cửu U Vương từ nhiều năm qua, nếu không phải có một ít nguyên nhân làm hắn không thể xuất thủ, sợ rằng lúc cự quỷ vương suy biến kỳ, hắn cũng không phải chỉ cách không đánh một kích. Ba đại gia tộc có gan phản loạn cũng là vì hắn xuất thủ thăm dò. "Tuyền thế tử Chu Hoành tới gặp bản vương." Cửu U Vương cười lạnh, trong mắt đại càng lạnh lùng, giọng nói truyền bốn phương, lại dùng cốt giản truyền tới các quyền quý thành Cửu U cũng bàn giao một phen. Cùng một thời gian, trong thành Đấu Thắng, tại đỉnh núi, một nam tử trung niên mặc trường sam màu xanh, chắp tay sau lưng, đứng ở trên đỉnh núi. Thân thể hắn không khôi ngô bằng Cửu U Vương, hắn đứng tại nơi đó như là thân ảnh duy nhất trong thiên hạ, dường như uy áp trên người hắn bao trùm thiên địa. Nam tử áo xanh này là Đấu Thắng Vương. "Thú vị, quỷ vương hoa này đã hoa nở 4 lần, mấy đời cự quỷ vương trước đều thu hoạch thành công, như vậy lần này đối với cự quỷ vương thế hệ này thì vô cùng trọng yếu. Một khi hắn thu hoạch được sẽ hình thành cục ngũ hành, từ đây tai họa ngầm ở trong công pháp quán sẽ triệt để xóa đi, sẽ không còn suy biến kỳ. Như vậy lần này cho dù ai thu hoạch được đều có thể dùng vật này đổi lấy bảo vật làm cự quỷ vương đau lòng." Nam tử áo xanh nhắm mắt lại, trong đầu xuất hiện đan bình của cự quỷ vương có luyện hóa vạn vật làm đại dược. "Dịch Nhi tới gặp ta." Nam tử áo xanh trầm ngâm, mỉm cười nói ra. Cửu U Vương, Đấu Thắng Vương đều nổi tâm tư. Cùng lúc đó, trong thành Linh Lâm, Linh Lâm Vương trong 4 đại thiên vương cũng động tâm. Linh Lâm Vương có thân thể khôi ngô, hắn như núi thịt ngồi đó, thậm chí còn khoa trương hơn Trương Đại Bản năm xưa. Cả man hoang này, người dám trào phúng hắn hiếm như phương mao lần giác. Hắn ngồi trong vương điện, bốn phía có rất nhiều thị nữ vần quanh, trong tay cầm chén rượu, ánh mắt lộ ra hào quang. Cự quỷ vương thảm rồi, đoán chừng tất cả mọi người sẽ buồn nôn hắn, phải thừa dịp đánh cướp một phen, ta cũng muốn làm một lần. Linh Lâm Vương cười hà hà, đột nhiên ngẩng đầu hét lớn: "San San, con gái ngoan của bản vương, người không phải mỗi ngày tìm người đấu pháp sao? Phụ vương cho ngươi một cơ hội, đi luyện hồn hồ, người đánh ai cũng không sao, nhớ kỹ mang trái cây quỷ vương hoa về đây cho ta." Khi tiếng nói của hắn truyền vào biệt viện trong thành Linh Đầm, nơi đó có tiếng nổ vang lên, một bóng người bay lên cao, từ thi thế hiên ngang nhưng chiến ý bừng bừng. Hành động của ba đại thiên vương như trong chóng đo diều gió, cũng đưa tới phản ứng dây chuyền trong thành Khôi Hoàng. Rất nhanh, trong từng gia tộc quyền quý có mệnh lệnh truyền ra, một nhà chỉ có thể phái một người, việc này có thể đắc tội cự quỷ vương. "Thôi, 4 đại thiên vương phân tranh, Chu gia ta không tham dự vào." Cự quỷ vương là bán thần, nhưng Lý gia có thể giao hảo với Cửu U Vương, lại không thể không đi. Cũng được, kỳ lân tử của Lý gia ta sẽ mượn nhờ luyện hồn hồ để dương danh. Rất lâu không có tranh đoạt liên quan tới rất nhiều gia tộc, tiểu bối Nguyên Anh thế hệ này thừa cơ hội này quật khởi. Mặc dù sẽ đắc tội cự quỷ vương, nhưng có Đấu Thắng Vương tồn tại, chúng ta không sợ. Từng cảnh tượng như vậy truyền khắp man hoang, diễn biến khắp nơi. Sau khi thông qua vô thường công bố trí, ánh mắt tám phương nhanh chóng truyền tin tức về, sắc mặt hắn âm trầm đứng ở trong biệt viện. Không bao lâu sau khi hắn rời đi, trong vương điện có tiếng cự quỷ vương gầm giận dữ. Cự quỷ vương thở dốc đi xuống vương tọa, hàn quang trong mắt nồng đậm. Không cần vô thường công mật báo, hắn cũng có thể đoán ra quỷ vương hóa xuất hiện là nhắm vào hắn. Trên thực tế, sau khi hắn duy biến kỳ kết thúc trở thành cự quỷ, từ đầu đến cuối vẫn nhớ mong luyện hồn hồ, tính toán thời gian.
Hắn biết đóa quỷ vân hoa kia sắp nở lần thứ 5 rồi, cho nên hắn để vô thường công đi an bài. Cho dù nhìn chằm chằm mấy thiên vương khác hay là đi tìm đại thiên sư cầu thông, ý đồ để đại thiên sư đồng ý giao danh gạch luyện hồn hồ này chỉ cấp cho thành cự quỷ. Hiển nhiên đại thiên sư cự tuyệt, dù cự quỷ vương lấy nhân tình đi đổi cũng như thế. Hiển nhiên trong đó có ý gõ hắn. Việc này làm hắn tức giận không nhỏ, nhưng không có biện pháp gì. Thủ đoạn của đại thiên sư quá cao siêu, mang thiên tư hiệu lệnh chư hầu làm hắn cực kỳ kiêng kỵ. Đều biết quỷ vương hòa vô cùng trọng yếu với ta, bà lão bất tử này muốn đánh cướp ta, còn áp chế thế lực bên ngoài của ta, muốn các thế lực giao hảo với thành cự quỷ không tranh đoạt. Bà vương liên thủ là thứ yếu, thái độ của đại thiên sư mới là trọng điểm. Cự quỷ vương cắn răng, hắn không thể đi luyện hồn hồ, không quan hệ tới mệnh lệnh của đại thiên sư. Luyện hồn hồ cái đặc thù, thiên nhân và bán thần không được vào. Các người được lắm, bản vương không có chuẩn bị sao? Cự quỷ vương hừ lạnh một tiếng, trong đầu nhớ tới một người. Nghĩ tới người này, cự quỷ vương cười to. Tên tiểu hoạt đầu này cũng nên ăn chút đau khổ, đầu bản vương trông cậy vào hắn. Nghĩ tới đây, cự quỷ vương hạ chỉ, Triệu Bạch Hạo dẫn hắn tới gặp bản vương. Lúc cự quỷ vương triệu kiến truyền ra, Bạch Tiểu Thuần đang bế quan trong mật thất. Hắn đang luyện chế hỏa diễm 15 màu. Hắn đã thất bại hơn 10 lần, đôi mắt mang theo chấp nhất, hết sức chăm chú điều khiển hỏa diễm trong tay, thôn phệ oan hồn xung quanh, không dám có chút buông lỏng. Cho đến khi biển lửa bùng phát thôn phệ oan hồn, đôi mắt Bạch Tiểu Thuần đỏ rực. Hắn siết tay lại, bên trong oanh minh biển lửa khuếch tán tứ phương, trong nháy mắt ngưng tụ vào trong nắm tay quán. Trong sự kích động, Bạch Tiểu Thuần thở sâu. Hắn mở bàn tay ra, nhìn đóa hỏa diễm đang cháy trong lòng bàn tay, trên mặt của hắn kích động. Rốt cục thành công. Đám hỏa diễm có 15 màu, ẩn chứa ý cảnh thiên địa đại đạo nào đó. Đây là hỏa diễm 15 màu. Lúc luyện ra hỏa diễm này cũng đại biểu cho Bạch Tiểu Thuần không còn là luyện hồn sư hoàng phẩm, mà đã là huyền phẩm. Toàn bộ man hoang, luyện hồn sư huyền phẩm không nói hiếm như phượng mao lần giác, cũng không quá trăm người. Trước mắt Bạch Tiểu Thuần dựa vào bản thân mình tự nghiên cứu thổ diễn, rốt cục tấn thăng đến cấp độ này. Đang lúc đắc ý, bỗng nhiên bên ngoài nơi bế quan có tiếng nói vọng vào. Đại tổng quản, vương gia triệu kiến, bảo ngài đi nhanh lên đi. Bạch Tiểu Thuần sững sờ, hơi kinh ngạc, suy nghĩ vì sao vương gia mỗi lần tìm mình đều là lúc mình xuất quan. Không đúng, hắn có thể nhìn thấy ta. Bạch Tiểu Thuần khẩn trương hoảng hốt, hoài nghi nhìn bốn phía. Hắn thu hồi hỏa diễm 15 màu, biểu tình biến hóa một phen. Hắn cảm thấy khả năng này không lớn. Hắn do dự bay ra khỏi nơi bế quan. Bạch Tiểu Thuần lập tức nhìn thấy bên ngoài có hai tên thị vệ cung kính nhìn mình. Vương gia tìm bản tổng quản có chuyện gì? Bạch Tiểu Thuần nhìn thị vệ một chút, tùy ý hỏi một câu. Hai thị vệ do dự, biết Bạch Tiểu Thuần quyền thế che trời, không dám đắc tội. Bọn họ dùng tin tức quỷ vương hoa mà mình biết giải thích một chút, suy đoán có lẽ liên quan tới thứ này. Bạch Tiểu Thuần nghe xong thở ra một hơi. Toàn bộ thiên kiêu nguyên anh của man hoang đều đi, quá nguy hiểm. Nghĩ tới đây, Bạch Tiểu Thuần biến sắc, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Hắn lùi ra sau vài bước và buồn bã nói: ta tu luyện đường rẽ, các người trở về bẩm vương gia, bảo ta bế quan nửa năm chữa trị. Nói xong, Bạch Tiểu Thuần nhanh chóng quay về nơi bế quan. Phịch một tiếng, cửa lớn đóng chặt. Tất cả biến hóa quá nhanh, hai thị vệ trợn mắt. Thần thức của cự quỷ vương không thể mỗi ngày đều bao trùm thành cự quỷ, nhất là lúc hắn đang suy nghĩ kế hoạch của mình. Trong quá trình trị kiến Bạch Tiểu Thuần, hắn nói rõ kế hoạch của mình từ đầu tới cuối. Thực sự là vì trái cây quỷ vương hòa quá trọng yếu, mấy đời cự quỷ vương trước không thể chờ tới thời gian. Sau khi đến đời của hắn đã tích lũy được 4 quả, chỉ kém một quả cuối cùng liền có thể ngũ hành đầy đủ, hóa giải nhược điểm trong công pháp. Cho nên hắn không cho phép xuất hiện ngoài ý muốn, nhất định phải bảo đảm lần này mình phải hoàn thành, phải thu hoạch quỷ vương quả. Dù sao quỷ vương quả bị người khác lấy, mình muốn đổi lấy bị động không nói, thậm chí còn có thể xuất hiện khó khăn và ngoài ý muốn. Nếu có thể do mình thu hoạch mới là ổn thỏa nhất. Và lúc này hai thị vệ kia trở về,
ấp à ấp úng nói ra việc Bạch Tiểu Thuần tu luyện gặp đường rẽ, muốn tiếp tục bế quan nửa năm. Cự Quỷ Vương trừng mắt, hắn tức giận bốc khói. Hắn đứng lên và biến mất tại chỗ. Lúc xuất hiện đã đứng trước biệt viện của Bạch Tiểu Thuần, không nhìn trận pháp bế quan, trực tiếp đi vào bên trong mật thất bế quan của Bạch Tiểu Thuần. Cự Quỷ Vương vừa vào bên trong, hắn nhìn thấy sắc mặt Bạch Tiểu Thuần tái nhợt, hắn lại phun máu tươi, ánh mắt có chút mơ hồ. Lúc nhìn trong mật thất xuất hiện một người, sau khi sửng sốt, Bạch Tiểu Thuần miễn cưỡng đứng lên cúi đầu xuống. Tỳ trước bái kiến vương gia. Cự Quỷ Vương cũng sửng sốt, hắn nhìn Bạch Tiểu Thuần phun rất nhiều máu tươi, nhất là Bạch Tiểu Thuần lúc này suy yếu không ít, thần thức của hắn quét qua, hắn thấy tu vi trong người Bạch Tiểu Thuần hỗn loạn, sắc mặt trầm xuống. Tại sao lại như vậy? Cự Quỷ Vương trầm thấp hỏi. Vương gia. Bạch Tiểu Thuần cười thảm, đắng chát lắc đầu, hít sâu mấy hơi, cô nén phun máu tươi, hắn trả lời. Tỳ trước muốn xông pha khói lửa vì vương gia, bất đắc dĩ tu vi không đủ, bởi vì nóng vội đột phá nguyên anh sơ kỳ cho nên gặp rủi ro. Sắc mặt Bạch Tiểu Thuần trắng bệch, giọng nói vô cùng suy yếu, ánh mắt vô cùng kiên định. Vương gia yên tâm, chỉ cần cho ta thời gian nửa năm, ta nhất định có thể khôi phục thường thế. Bạch Tiểu Thuần cố gắng giơ tay lên vỗ ngực, hắn nằm ra tư thái vì vương gia, có chết cũng kiêu ngạo. Hắn lại vụng trộm quan sát Cự Quỷ Vương, đáy lòng suy nghĩ, cho dù mình đi nơi nào cũng gặp nguy hiểm, ở thành Cự Quỷ là an toàn. Cự Quỷ Vương nghiền ngẫm đánh giá Bạch Tiểu Thuần vài lần, da mặt co giật vài cái. Hắn không tin chuyện này trùng hợp như thế. Thời điểm Quỷ Vương hoa nở, gió nổi mây phun, một đám thiên kiêu đang tụ tập lại, Bạch Hạo tu hành xảy ra vấn đề, hắn cũng không có thời gian nói nhảm với Bạch Tiểu Thuần. Hắn nâng tay phải lên, trong bàn tay xuất hiện một viên đan dược. Đan dược màu trắng, nó sinh ra hào quang nhu hòa, trong đó ẩn ẩn có bóng chân long. Mùi thuốc kinh người, trong chớp mắt bao phủ tám phương. Sau khi Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy cũng hít khí lạnh. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy đan dược trong màn hoặc. Hắn thân là luyện dược sư, trong chớp mắt liền phân tích ra đan dược này là thánh dược chữa thương có hiệu quả tốt hơn cả thần khư đan, lại là đan dược hắn chưa từng nghe nói qua. Loại đan dược cũng hiếm thấy trong khu vực thông thiên hạ, càng không cần nói man hoang không có đan dược này, hiển nhiên là Cự Quỷ Vương chân tàng. Đan này tên là Phá Thiên Tạo Đan, cả đời chỉ có thể ăn 9 viên, suy biến kỳ của bản vương cũng ăn 9 viên mới có thể rút ngắn, mà những người khác chỉ cần một hơi thở, sau khi nuốt vào sẽ khôi phục trong nháy mắt. Ngươi phải nhớ kỹ, lần này ngươi xem như trọng thương, nhưng đi cũng phải đi, không đi cũng phải đi. Nếu ngươi không ăn đan dược này, nhiệm vụ của ngươi thất bại, lão phù cũng không làm khó ngươi. Sau khi ngươi ăn nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ. Cự Quỷ Vương lên tiếng, ẩn chứa uy nghiêm không cho phép cự tuyệt. Ánh mắt sáng ngời nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần, hắn bắn viên đan dược vào miệng của Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần bị hù dọa run người. Sau khi đan dược tới gần, hắn liền bắt lấy, vẻ mặt đau khổ nhìn Cự Quỷ Vương, nội tâm thầm mắng không thôi, nhưng lại không thể làm gì. Hắn nhìn ánh mắt kiên quyết của Cự Quỷ Vương, hắn hiểu được, đúng là đối phương nói không đi cũng phải đi, đi cũng phải đi. Nghĩ tới đây, Bạch Tiểu Thuần ủy khuất, sắc mặt hắn càng sáng ngời. Trong người sinh ra âm thanh kèn két, tu vi hỗn loạn khôi phục trong nháy mắt. Vương gia yên tâm, tỳ chức nhất định tận khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Bạch Tiểu Thuần lớn tiếng tuyên bố. Thương thế tốt rồi. Cự Quỷ Vương cười híp mắt nói ra. Vương gia, ngài không nói ta còn không phát hiện, thực sự là tốt rồi. Lần trước ta đột phá tu vi cũng bởi vì bái kiến vương gia. Hiện tại thương thế khỏi hẳn là lúc vương gia tới thăm. Vương gia thực sự là thần võ cái thế, long phi cửu thiên, một ánh mắt có thể sánh ngang thánh dược chữa thương. Bạch Tiểu Thuần mặt không đỏ, hơi thở không gấp, ánh mắt cuồng nhiệt vỗ một ngựa. Cự Quỷ Vương ho một tiếng, hắn càng hiểu rõ ra mặt của Bạch Tiểu Thuần, càng không quan tâm Bạch Tiểu Thuần láo cá, hắn nghiêm túc bàn giao một phen. Bạch Tiểu Thuần giữ vững tinh thần nghe. Sau khi nghe xong mọi việc, hắn ban đầu còn thở ra, cảm thấy mình lợi hại như vậy, ai dám chọc mình thì cứ việc xuất thủ chân áp. Lúc nghe xong, trái tim Bạch Tiểu Thuần đập mạnh, hắn trố mắt nhìn, nghĩ đến đây lần này tất cả mọi người liên thủ đối phó Cự Quỷ Vương, Bạch Tiểu Thuần cũng giật mình không nhỏ. Đây chính là mấy thế tử của các thiên vương khác phái ra,
còn có thiên kiêu của các nhà quyền quý trong thành Khôi Hoàng. Những người này có một ít là thiên thú hồn nguyên anh, huống hồ những người này liên thủ với nhau. Bạch Tiểu Thuần không ngừng hít thở thật sâu. Người tham gia việc này đều là thiên kiêu, mặc dù mình đợi hại, mãnh hổ không thể chịu nổi đoàn sói vây công, hơi sơ ý một chút sẽ nguy hiểm tới tính mạng nhỏ. Đáng chết, vì sao nhất định phải là nguyên anh đi? Là kết đan thì tốt biết bao nhiêu. Bạch Tiểu Thuần khóc không ra nước mắt. Mặc dù hắn cảm thấy mình rất mạnh, nhưng vẫn không có nắm chắc. Lại nhìn thấy cự quỷ vương kiên định như vậy, chỉ có thể kiên trì. Người cũng không cần áp lực quá lớn, có phối thương và phá thiên tạo hóa đan của bản vương, người vẫn có thể tự vệ. Huống hồ bản vương cũng sắp xếp, chỉ cần ngươi tiến vào trong luyện hồn hồ sẽ không có vấn đề. Cự quỷ vương nhìn Bạch Tiểu Thuần, sau khi trầm ngâm liền thở dài an ủi một phen. Mắt thấy Bạch Tiểu Thuần vẫn sầu mi khổ kiếm, cự quỷ vương khẽ quát một tiếng: "Ngươi đừng quên, giữa ngươi và ta còn có cấm chế, bản vương có thể nhìn ngươi đi chịu chết hay sao?" Câu nói này làm cho tâm tình Bạch Tiểu Thuần tốt hơn một chút. Trong đáy lòng đã suy nghĩ tốt, bản thân mình đi luyện hồn hồ không chọc ai, nghĩ đến lời như vậy cũng không có người quan tâm tới mình, lại dựa theo ý cự quỷ vương, dường như còn có giúp đỡ, từ đó nội tâm của hắn an ổn hơn không ít. Cự quỷ vương lại bàn giao một phen, trước khi đi cho Bạch Tiểu Thuần một bình đan dược, bên trong có phá thiên tạo hóa đan là 8 viên, tăng thêm một viên trước kia là 9 viên. Sau khi Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy, cũng kinh ngạc nhìn cự quỷ vương, nội tâm an ổn càng nhiều. Lúc làm xong việc này, cự quỷ vương mới mang theo Bạch Tiểu Thuần rời đi, trực tiếp bảo Vô Thường Công tự mình đi cùng Bạch Tiểu Thuần, cưỡi cự quỷ trù đi thẳng tới luyện hồn hồ. Trên bầu trời, một chiếc chiến thuyền màu đen dùng tốc độ kinh người phá không bay đi. Trên thuyền còn có pho tượng cự quỷ vương bộc phát hào quang màu đen, uy thế vô cùng kinh người. Đứng trên bong thuyền, Bạch Tiểu Thuần thở dài thở ngắn, ù mặt mày trâu, sầu mi khổ kiềm. Vô Thường Công lại hăng hái nhìn Bạch Tiểu Thuần, sau đó cười nói: "Bạch Tổng Quản, lúc trước ba đại thiên nhân truy sát cũng không thấy người nhíu mày, tại sao bây giờ lại đau khổ như vậy?" Đây không nói nhảm sao? Nội tâm Bạch Tiểu Thuần nói thầm, lúc ba đại thiên nhân truy sát, mình có rất nhiều át chủ bài, lại biết cự quỷ vương sẽ khôi phục trong mấy ngày cho nên mới liều mạng. Nhưng việc này bây giờ không giống lúc ba đại thiên nhân truy sát. Mặt ngoài Bạch Tiểu Thuần cảm thấy mình không yếu ớt sợ hãi, hắn ưỡn ngực vỗ vài cái. Vô Thần Công nhìn lầm, ta không phải nhíu mày, ta đang suy nghĩ sâu xa, cũng không có vẻ mặt đau khổ, ta đang tích lũy sát cơ đấy. Bạch Tiểu Thuần nói vô cùng nghiêm túc. Sắc mặt Vô Thường Công quái dị, hắn không cười không nói. Hai người không nói chuyện, tốc độ chiến thuyền cực nhanh. Thời gian dần qua, Bạch Tiểu Thuần phát giác trên mặt đất có vô số hồn chiều đang cùng bay tư hướng bọn họ. Mỗi lần luyện hồn hồ mở ra đều hấp dẫn rất nhiều oan hồn, chúng như bản năng bay vào bên trong. Vô Thường Công nhìn thấy ánh mắt Bạch Tiểu Thuần nhìn hồn chiều dưới đất, thuận miệng giải thích một câu. Bạch Tiểu Thuần giật mình, càng cảm thấy luyện hồn hồ không tầm thường. Lúc đang suy nghĩ an nguy của bản thân, thời gian một canh giờ qua đi, chiếc chiến thuyền này đã tới gần phạm vi luyện hồn hồ. Sắc trời lờ mờ, bầu trời vốn trong sáng cũng biến thành âm trầm. Trên bầu trời xa xa có ác vụ hình thành một đóa hồ quỷ vương hoa. Xung quanh quỷ vương hoa còn có vô số oan hồn lượn lờ, phô thiên cái địa, khí thế kinh người, xoay tròn hình thành phong bạo càn quét bốn phương. Từ đó không ai dám tới gần. Trước mắt Bạch Tiểu Thuần tới sớm, xung quanh không có người khác, dù sao bọn họ ở gần nên tới sớm hơn. Từ đó cũng tranh thủ thời gian cho Bạch Tiểu Thuần, hắn đi quan sát xung quanh. Hắn cũng nhìn thấy quỷ vương hoa và cái ấm lớn cao vạn trượng. Cái ấm có màu đen, cho người ta cảm giác tang thương. Từ trong miệng ấm có hắc vụ bay ra ngoài, không ngừng bay lên không trung, nhập vào quỷ vương vụ. Chính là luyện hồn hồ. Bạch Tiểu Thuần hít mấy hơi, nội tâm chấn động. Hắn lần đầu tiên nhìn thấy cái ấm này, hắn có cảm giác cái ấm này chính là pháp bảo. Trong luyện hồn hồ này có thiên địa, lai lịch bí ẩn, nghe đồn rất nhiều, còn nói đồ vật thiên ngoại, cũng nói là di bảo của Khôi Hoàng đời thứ nhất, đã không thể kiểm tra. Quỷ vương hoa kia nằm ở trung tâm bồn địa của cái ấm. Sau khi ngươi đi vào, mặc dù bên trong rất khổng lồ, ngươi chỉ cần bay tới trung tâm liền có thể tìm thấy bồn địa kia.
Dựa theo ghi chép, mỗi lần vụ hoa xuất hiện trước, bản thể quỷ vương hoa chân chính phải qua một đoạn thời gian mới thành thục. Vô Thường Công giải thích với Bạch Tiểu Thuần: lần này chỉ cần ngươi thu hoạch quả của quỷ vương hoa, sau khi ra ngoài, lão phù sẽ bảo hộ ngươi. Nếu có người dám xuất thủ cướp đoạt ở bên ngoài, vương gia sẽ tự mình tới đây. Vào bên trong phải nhờ vào chính ngươi rồi. Vô Thường Công căn dặn một phen. Bạch Tiểu Thuần nghe xong liền phát sầu, suy nghĩ chính mình cẩn thận một chút sẽ không gặp phải vấn đề lớn. Lúc này ở phương xa có mấy đạo hào quang bay tới. Phương hướng của những người này đều tới từ thành Khôi Hoàng, có tới từ thành trì của ba thiên vương khác, thông qua truyền tống trận đến gần, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất đi tới nơi này. Sắc mặt Vô Thường Công hơi động, ngẩng đầu nhìn lên. Bạch Tiểu Thuần cũng nhìn theo. Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần đảo qua, hai đạo hào quang bay đầu tiên có tốc độ nhanh nhất, từng thanh âm phá không vang lên chói tai. Trong nháy mắt, hai đạo ảnh xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Một người trong đó là một lão già mặt mũi nhăn nhẻo, mặc một bộ trường sa màu đen, đôi mắt mơ hồ, bộ dạng không có tinh thần, nhưng hắn đứng ở nơi đó lại dung hợp với thiên địa, thậm chí dùng thần thức dò xét cũng không phát hiện sự tồn tại của người này. Ánh mắt của hắn nhìn sang Bạch Tiểu Thuần, hắn lại mỉm cười với Vô Thường Công, hai người ôm quyền chào nhau. Bên cạnh lão già là một thanh niên. Thanh niên này mặc một thân trường bào màu tím, thần sắc kiệt ngạo, có vẻ uy nghiêm vô hình, nhất là đôi mắt của hắn cực kỳ sắc bén. Một thân tu vi nguyên anh đại viên mãn bao phủ bốn phía, phối hợp khí thế trên người hắn không khác gì thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ, có thể phá hủy tất cả ánh mắt nhìn hắn. Hắn cũng nhìn sang Bạch Tiểu Thuần, cười lạnh, sau đó không nhìn lại quay sang nhìn Luyện Hồn Đồ, trong mắt có hào quang lập lòe. Hai người vừa xuất hiện đã đưa tới Bạch Tiểu Thuần coi trọng. Vô Thường Công nhìn sang, sau đó truyền âm cho Bạch Tiểu Thuần: đây là thế tử cửu U Vương Chu Hoành, kẻ này lãnh khốc, giết chóc rất nhiều. Bạch Tiểu Thuần nuốt nước bọt. Hắn cũng không biết thế nào, khi nhìn sang Chu Hoành có loại cảm ứng kỳ dị, biết hắn là thiên thú hồn Nguyên Anh. Bạch Tiểu Thuần suy nghĩ có lẽ quan hệ với thiên đạo Nguyên Anh. Hiện tại như có điều suy nghĩ, chỉ thấy Chu Hoành có khí thế kinh người, lại thân là thế tử, tất có bí pháp bán thần, nhìn bộ dạng không thể chọc, rất phù hợp với định nghĩa thiên kiêu trong lòng hắn. Đơn độc đánh nhau ta cũng không sợ hắn, gia hòa này có phụ thân tốt, không nên chọc hắn. Bạch Tiểu Thuần hạ quyết tâm. Vào lúc đang suy nghĩ, nơi xa có hào quang bay tới, cũng là hai đạo hào quang, trong nháy mắt tới gần liền hóa thành hai nữ tử. Hai nữ tử này một già một trẻ, lão ấu mặc trường bào rộng thủng thình, sắc mặt bình tĩnh, thiếu nữ mặc cạnh nàng lại ngang ngược, trong mắt có chiến ý giạt rào. Trên ngọc thủ mang bao tay màu tím, nàng rất đẹp nhưng có phần bạo lực, từ vẻ ngoài ai cũng có thể nhìn ra. Lúc thiếu nữ tới nơi này, Chu Hoành nheo mắt, dường như có kiêng kỵ, càng không dám nhìn dáng vẻ của nàng. Bạch Tiểu Thuần hít khí lạnh và kinh hãi khi phát hiện ra điểm này. Quân chúa của Linh Lâm Vương Hứa Sàn, nàng có tính cách bạo lực, một lời bất hòa sẽ nổi giận xuất thủ. Vô Thường Công truyền âm bên tai Bạch Tiểu Thuần: thiên kiêu man hoàng đều có dáng vẻ bạo lực sao? Hứa Sàn cũng là thiên thú hồn đại viên mãn, dường như nhục thân rất mạnh. Mí mắt Bạch Tiểu Thuần nhảy mấy lần. Hắn nhìn Hứa Sàn, suy nghĩ tính tình của nàng không tốt, ngay cả Chu Hoành cũng kiêng kỵ, thì bản thân mình nên cẩn thận nhiều hơn. Lúc muốn thu hồi ánh mắt, bỗng nhiên ánh mắt Hứa Sàn trừng một cái, nhìn sang Bạch Tiểu Thuần, dường như kích động, chiến ý trong mắt cực mạnh. Cũng may lão ẩu bên cạnh nàng ho khan một tiếng, Hứa Sàn mới có hơi buồn bực lùi ra phía sau mấy bước, ánh mắt còn mang theo chiến ý rõ ràng. Bạch Tiểu Thuần choáng váng thầm nghĩ, chính mình đâu có đắc tội bạo lực nữ trước mặt, tại sao đối phương vừa nhìn đã muốn xuất thủ? Nơi này quá là dã man, man hoàng không thích hợp với ta. Bạch Tiểu Thuần cảm khái, lúc này phía trước có hơn 10 người bay tới, đều là thiên kiêu của thế lực trong man hoàng. Bên cạnh bọn họ có người hộ đạo, mặc dù không bằng bốn đại thiên vương an bài thiên nhân hộ đạo, nhưng cũng là cường giả nửa bước thiên nhân. Sau khi đáp xuống nơi này, những người kia lập tức tản ra, có đến bên người Chu Hoành, có người đến bên cạnh Hứa Sàn, còn có một số đơn độc tụ tập với nhau, thi thoảng nhìn lên bầu trời đang chờ người nào đó. Tiểu Lăng Thần, Lý Thiền Thắng, Triệu Đông Sơn, Diệu Lâm Nhi.
Lúc những thiên kiêu này xuất hiện, Vô Thường Công giới thiệu từng người cho Bạch Tiểu Thuần biết. Mỗi khi nói một cái tên, Bạch Tiểu Thuần liền thuận theo ánh mắt của Vô Thường Công nhìn sang, càng ngày càng kinh hãi. Tiểu Lăng Thần là thanh niên mang theo sát cơ trên mặt rất rõ ràng, ánh mắt cực kỳ hung tàn. Về phần Lý Thiên Thắng, tuy tốt một chút nhưng sắc mặt âm lãnh cũng làm Bạch Tiểu Thuần cảm nhận được người này không thể sống chung. Còn có Triệu Đông Sơn, đó là một đại hán cực kỳ khôi ngô, dường như có một phần huyết mạch thổ dân. Hắn đứng đó như là ngọn núi nhỏ, trong tay cầm một cây nhang la bổng khổng lồ, rất bưu hãn. Trong hơn 10 người này, phần lớn là nam tử, nữ tử không nhiều. Trong đó có một nữ tử làm Bạch Tiểu Thuần chú ý vài lần. Nàng là Diệu Lâm Nhi trong miệng Vô Thường Công. Quần áo nữ tử này quá lộ bạo, dáng người càng thướt tha. Nàng đứng đó nhưng thương thơm ngạt ngào tỏa ra khắp xung quanh, không ít thiên kiều dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn sang. Dường như nàng không ngại chút nào, khi thì tươi cười xinh đẹp, phong thái tuyệt đại. Nhất là sau khi chú ý tới ánh mắt của Bạch Tiểu Thuần, nàng che miệng cười một cái. Đôi chân nàng giao thoa, hai đùi ngọc trắng nõn xê dịch nhẹ một chút. Triệu Đông Sơn đứng bên cạnh hít thở dồn dập. Nữ tử của Man Hoàng ăn mặc lớn mật, còn kém Tống Quân Uyển không ít. Bạch Tiểu Thuần vụng trộm nhìn sang, nội tâm bình phẩm từ đầu tới chân một phen, đồng thời đáy lòng gõ trống. Mặc dù những người này đều là tuấn nam tuấn mỹ, nhưng trên người có sát khí, hiển nhiên là chém giết không ít, nhất là chỗ đứng của bọn họ, đại biểu của thế lực. Ta đại biểu Cự Quỷ Vương, thế lực Cự Quỷ Vương ở đâu? Tại sao không ai đứng bên này? Bạch Tiểu Thuần ẩn ẩn cảm thấy có chút không đúng. Chẳng lẽ còn không đến, hoặc là không có người nào? Bạch Tiểu Thuần kinh nghi, ánh mắt đảo qua đám người, đáy lòng đoán là ai là người Cự Quỷ Vương an bài giúp đỡ. Nhưng hắn nhìn thật lâu cũng không nhìn ra, nội tâm có chút hoài nghi. Rất nhanh, lại có bóng dáng từ xa bay tới, dần dần càng ngày càng nhiều. Trong đó một nửa đều là người hộ đạo, phần lớn bọn họ trầm mặc không nói, chỉ có không nhiều đang nói chuyện với nhau. Về phần một nửa khác đều là thiên kiêu nguyên anh muốn đi vào luyện hồn hồ. Lúc Bạch Tiểu Thuần dò xét bọn họ, ánh mắt bọn họ cũng quan sát Bạch Tiểu Thuần, trong thần sắc có khinh miệt, có hàn băng, còn có người cảm thấy hứng thú. Hiển nhiên trước khi tới đây bọn họ đã tìm hiểu tin tức, cho nên cũng biết về Bạch Tiểu Thuần. Nội tâm Bạch Tiểu Thuần càng khẩn trương, nhìn ra ánh mắt của những người này không có bao nhiêu thiện ý. Vào lúc tâm thần bất định, bỗng nhiên đám người xung quanh an tĩnh, ánh mắt Vô Thường Công ngưng trọng nhìn về nơi xa. Khi chỉ thấy một đạo hào quang từ xa bay tới, tốc độ nhanh chóng, chỉ trong nháy mắt đã tới gần. Người đến chỉ là một người, không có người hộ đạo đi theo, một thần khí thế kinh thiên, dường như sự xuất hiện của hắn trấn áp tất cả thiên kiêu. Đó là một thanh niên mặc trường sam màu xanh, thần sắc lạnh nhạt, giống như thiên địa này khó có thứ gì làm hắn động dung. Hắn bước đi từng bước, thiên kiêu bốn phía cúi đầu bái kiến, nhất là những người đơn độc tụ tập với nhau cùng đi lên. Bái kiến Tiểu Thắng Vương. Âm thanh chập trùng truyền khắp tứ phương. Thanh niên này không quan tâm, hắn đứng ở nơi đó, hai mắt nhắm nghiền, từ đầu tới cuối hắn không thèm nhìn Bạch Tiểu Thuần. Trong mắt Chu Hoành mang theo không phục, nhưng lại nhịn xuống. Thành Linh Đâm Hứa Sàn sinh ra chiến ý rào rạt, dường như nàng hứng thú với Tiểu Thắng Vương vượt xa Bạch Tiểu Thuần. Người này là con của Đấu Thắng Vương, được vinh danh là Tiểu Thắng Vương Công Tôn Dịch. Vô Thường Công ngưng trọng truyền âm. Bạch Tiểu Thuần thở dài, Tiểu Thắng Vương này đã vượt qua đại viên mãn, sợ rằng cách nửa bước thiên nhân một tia mà thôi. Và lúc muốn hỏi Vô Thường Công trợ thủ của mình ở nơi nào, ở nơi xa có ba người bay tới. Ba người này lại làm người ta chú ý nhất. Đi đầu là một nam một nữ, nam tuấn lãng phi phàm, nữ tuyệt mỹ vô song. Hai người xuất hiện lập tức làm mọi người nhìn sang. Nhị hoàng tử, đó là đệ tử đại thiên sư Trần Mạn Giao. Đám người truyền âm với nhau, Vô Thường Công cũng giới thiệu cho Bạch Tiểu Thuần biết. Đầu óc Bạch Tiểu Thuần chấn động, giống như không nghe được gì cả. Trong mắt hắn chỉ có dung nhan tuyệt mỹ phong hoa tuyệt đại kia. Nữ tử tiến đến chính là Trần Mạn Giao. Nàng mỹ lệ giống hệt nữ tử trong trí nhớ của Bạch Tiểu Thuần, da thịt thổi qua sẽ bị sứt, dáng người hoàn mỹ, còn có mái tóc dài. Cả người nàng giống như tiên tử, người ta sau khi nhìn thấy trái tim sẽ đập thình thịch.
Trong mắt nàng còn có một tia ưu sầu không tan, làm cho nàng nhìn rất yếu ớt. Một tia yếu ớt này càng làm mỹ lệ hơn trước. Trần Mạn Giao, Bạch Tiểu Thuần phức tạp. Hắn đi vào Man Hoang lâu như vậy, đây là lần đầu tiên nhìn thấy người quen cũ. Trần Mạn Giao, đệ tử Nghịch Hà Tông, lại theo Bạch Tiểu Thuần đi Tinh Không Đạo Cực Tông. Sau khi đi tới Trường Thành liền biến mất không thấy tung tích. Bạch Tiểu Thuần cũng đoán được nàng là phải đi, nhưng hôm nay tận mắt nhìn thấy, trong lòng vô cùng hoảng hốt. Ký ức Nghịch Hà Tông hiện ra ở trong lòng. Các bạn vừa nghe xong tập số 164 của bộ truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào khán giả thân mến của kênh Thích Nghe Chuyện. Hôm nay Tiến Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng, tập số 165. Các bạn nghe chuyện thì đừng quên like video giúp Phong, comment cảm xúc, cũng như là chia sẻ giúp Phong video những tập đầu tiên của bộ truyện này, để cho thêm nhiều người biết hơn đến kênh của Phong. Hiện tại thì kênh của mình đã đạt được, kênh mới này đã đạt được 9.000 sub rồi. Thì rất mong em hãy ủng hộ và tiếp tục ủng hộ để kênh có thể nhanh chóng đạt được 10.000 sub và nhiều hơn nữa. Thực ra thì kênh phát triển lại như thế này nó cũng rất là khó khăn. Thì rất mong anh em ủng hộ nhé. 10.000 sub, đấy là bước kế tiếp. Hy vọng anh em có thể giúp Phong. Cảm ơn các bạn. Bây giờ thì xin mời mọi người vào nghe tập số 165. Nhất Niệm Vĩnh Hằng, tập 165. Hắn lờ mờ nhớ lại, nàng chính là người làm ra sự kiện thư tình hầu tiểu muội Tống Quân Uyển bất mãn. Còn nhớ rất rõ Hứa Bảo Tài hâm mộ Trần Mạn Giao. Tu vi của Trần Mạn Giao hoàn toàn khác với trí nhớ của Bạch Tiểu Thuần. Một thân khí tức nguyên anh cực kỳ thâm hậu, hiển nhiên trở lại Man Hoang có được tạo hóa không cạn. Trần Mạn Giao xuất hiện đã khơi gợi ký ức của Bạch Tiểu Thuần. Trong chớp mắt, hắn vô hạn nhớ Nghịch Hà Tông. Cuối cùng hắn vẫn trở về hiện tại. Hắn tại Man Hoang, cách Nghịch Hà Tông quá xa. Các vị đạo hữu, người đã đủ rồi. Lão phu ngoại trừ hộ tống nhị hoàng tử tới đây ra, còn nhận lệnh đại thiên sư phụ trách mỏ luyện hồn hồ. Lúc Bạch Tiểu Thuần đang hoảng hốt, người thứ ba sau lưng nhị hoàng tử và Trần Mạn Giao lên tiếng. Đây là nam tử trung niên, mặt không biểu tình, trong mắt lạnh nhạt, ngay cả âm thanh cũng khàn khàn, mang theo hàn băng quanh quẩn bốn phương. Bạch Tiểu Thuần thở sâu, hắn thức tỉnh từ trong hoảng hốt, sau đó phức tạp nhìn Trần Mạn Giao. Bạch Tiểu Thuần bình tĩnh trở lại. Vô Thường đạo hữu, Vân Sơn đạo hữu, còn có Hồng La đạo hữu, xin trợ giúp lão phu một ít sức lực. Tu sĩ trung niên lên tiếng. Hắn ra một bước tới trước luyện hồn hồ. Cùng lúc đó, Vô Thường Công cùng hai nam nữ hộ tống Chu Hành, Hứa Sàn cũng gật đầu đi ra. Bốn người đứng trên bầu trời luyện hồn hồ, sau đó bấm niệm phát quyết. Thiên nhân chi lực giáng lâm, hình thành gợn sóng bao phủ luyện hồn hồ. Rất nhanh, tiếng nổ ngập trời vang lên. Đột nhiên luyện hồn hồ chấn động, từ trong miệng ấm có rất nhiều hắc vụ bay ra ngoài. Chúng không ngừng lan ra khắp thiên địa. Các người còn thời gian một nén hương chuẩn bị. Sau một nén hương, chúng ta sẽ mở luyện hồn hồ. Các người lập tức bước vào luyện hồn hồ. Bốn người chúng ta chỉ có thể mở ấm này ở trong nửa nén hương. Cho nên trong nửa nén hương nhất định phải đi vào toàn bộ. Trong quá trình đó khó mà đi ra, chỉ là sau khi hoa nở, luyện hồn hồ mới tự động mở ra. Các người phải trong một canh giờ đi ra ngoài, bằng không sẽ gặp nguy cơ. Nam tử trung niên chủ trì mở luyện hồn hồ lên tiếng. Đám thiên kiều xung quanh gật đầu. Bọn họ vận chuyển tu vi, yên lặng chờ đợi, sau đó âm thầm truyền âm với nhau. Bạch Tiểu Thuần nhìn luyện hồn hồ kia, đáy lòng suy nghĩ nên lề mề như thế nào. Nhưng cho dù lề mề thế nào cũng khó kéo dài nửa nén hương. Thôi thôi, Bạch Tiểu Thuần phiền muộn. Đột nhiên cảm giác có được một chút không đúng. Ẩn ẩn phát giác của ánh mắt nhìn mình đã vượt qua mấy chục đạo. Hắn nhìn bốn phía, vừa nhìn đã làm Bạch Tiểu Thuần cảnh giác. Hắn nhìn thấy thiên kiêu bốn phía đang nhìn mình, ánh mắt dò xét nhưng không mang theo hảo ý. Xem như Chu Hoành, Hứa San và Công Tôn Dịch cũng như vậy. Bạch Tiểu Thuần nói thầm không ổn.
Quả nhiên là bọn chúng liên thủ với nhau. Bạch Tiểu Thuần hít thở dồn dập. Đây là cục diện hắn lo lắng nhất. Đám người này đồng loạt ra tay, Bạch Tiểu Thuần suy nghĩ mình có mạnh hơn cũng vô dụng. Đây là hơn trăm người, nếu họ thi triển đòn sát thủ, chỉ sợ thiên nhân cũng không thể làm gì. Những người này quá ghê tởm, bọn chúng thật to gan. Ta lợi hại như vậy, là vạn phu trưởng thành thanh danh hiển hách, đường đường là đại tổng quản thành cự quỷ, ta dám xuất thủ với thiên nhân, ta cũng dám trói bán thần, há sợ bọn chúng. Bạch Tiểu Thuần cảm thấy mình không thể thua khí thế người ta, tự an ủi mình. Ta không khi dễ các ngươi. Thân phận của ta quá cao, lại là thiên đạo nguyên anh, không chấp vặt với bọn họ. Lần này ta phải khiêm tốn, sau khi đi vào thì cũng phải cẩn thận, không đi tranh đoạt với đám thiên kiều kìa. Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới đây, hắn cảm thấy tâm cảnh của mình vượt qua đám thiên kiều trước mặt. Hắn lập tức nở nụ cười thân thiện với đám thiên kiều xung quanh. Nụ cười thiện ý của hắn không có tác dụng, những ánh mắt không có hảo ý kia chẳng những không giảm bớt, thậm chí đám người Chu Hoành, Triệu Đông Sơn càng xem thường và mỉa mai. Ánh mắt này làm Bạch Tiểu Thuần tức giận. Hắn cảm thấy mình quá lợi hại, đã chủ động biểu đạt thiện ý, đám người này lại làm ra biểu lộ không biết điều, quá phận. Thôi, chốt chuyện nhỏ này, ta không tính toán với bọn họ. Bạch Tiểu Thuần nhìn đối phương người đông thế mạnh, buồn bực nhịn xuống, đang muốn thu hồi ánh mắt thì tâm thần hắn rung động. Không đúng, lần này hắn nhìn thấy sát cơ trong mắt một số người. Không phải tất cả thiên kiêu nơi đây giỏi ẩn giấu, bên trong có một ít có lẽ cảm thấy không cần thiết ẩn giấu. Sát cơ trong mắt bị Bạch Tiểu Thuần phát giác. Bọn chúng là muốn giết ta? Nội tâm Bạch Tiểu Thuần chấn động. Đây chỉ là một lần tranh đoạt quỷ vương hoa mà thôi. Hắn đại biểu cự quỷ vương, tuy hắn biết có nguy hiểm, nhưng từ đầu chỉ cho rằng chính mình cũng cần không tham dự cướp đoạt thì nguy hiểm không dám lầm. Nhưng bây giờ đám người kia lại sinh ra sát cơ, Bạch Tiểu Thuần lập tức cảnh giác. Trên thực tế, Bạch Tiểu Thuần cảm nhận không sai. Mặc dù không phải toàn bộ thiên kiêu này đều như vậy, nhưng có một ít vẫn có sát ý, cũng không phải là nhằm vào Bạch Tiểu Thuần, bởi vì bọn họ biết thân phận Bạch Tiểu Thuần không phải hoàng thân quốc thích gì đó, chỉ là thủ hạ của cự quỷ vương mà thôi. Đương nhiên bọn họ dám giết người như vậy. Mà giết Bạch Tiểu Thuần là phương pháp giải quyết vấn đề đơn giản nhất. Chỉ cần Bạch Tiểu Thuần vừa chết, như vậy đại biểu cự quỷ vương không thể tranh đoạt quỷ vương hòa, trừ khi cự quỷ vương có an bài khác. Về phần cuối cùng bị vương gia nào thu hoạch được đã không trọng yếu, tất cả sẽ dùng trao đổi với cự quỷ vương. Mà phương thế lực dưới trướng vương gia nào cũng có thể cầm thứ tốt, ai có thể cướp được sẽ lập xuống công đầu, chỗ tốt cầm lớn nhất mà thôi. Việc này tất nhiên sẽ đắc tội cự quỷ vương. Nếu đổi lại là lúc khác, những quyền quý kia sẽ có lo lắng này. Hiện tại ba đại thiên vương liên hợp thao tác, có ba người bọn họ bảo hộ, cho dù cự quỷ vương có tức giận thế nào thì cũng không thể phát tác được. Tất cả chỉ là một hồi nhân quả. Dù sao tất cả mọi người biết được bốn đại thiên vương không hợp nhau, từ mấy lần man hoang xuất hiện bí bảo đều là như vậy. Bốn đại thiên vương cướp đoạt đều bị cự quỷ vương bá đạo đắc thủ. Cho nên bây giờ quỷ vương hoa cực kỳ trọng yếu với cự quỷ vương. Ba đại thiên vương hiếm có hình thành nhận thức chung, phải thừa dịp này ngăn cản cự quỷ vương. Phương diện bán thần đấu pháp đối với mấy thiên kiêu mà nói là quá xa xôi, Bạch Tiểu Thuần chỉ là tiểu nhân vật tùy thời có thể bóp chết. Nhị hoàng tử trong đám người, bên tai cũng có người truyền âm. Thần sắc hắn bình tĩnh, không có cự tuyệt, nội tâm càng cười lạnh. Bây giờ trong man hoang, khôi hoàng thế yếu, đại thiên sư mang thiên tử hiệu lệnh chư hầu, bốn đại thiên vương không liều mạng giữ gìn khôi hoàng, bọn họ chỉ chú ý lợi ích và củng cố thế lực của mình mà thôi. Như tám đại bí cảnh vốn thuộc về hoàng tộc này, đại thiên sư chỉ nói một câu đã tách ra khỏi hoàng tộc, biến thành thứ người có thể cướp đoạt. Mà thân hắn là người hoàng tộc, hắn đều có hận ý với đại thiên sư hay bốn đại thiên vương. Trước mắt bốn đại thiên vương nổi loạn, hắn tự nhiên vui lòng. Lúc nhìn sang Trần Mạn Giao bên cạnh mới có ánh mắt phức tạp. Trần Mạn Giao đứng bên cạnh nhị hoàng tử, thần sắc đạm mạc, giống như không có hứng thú với những tính toán kia. Lần này nàng phụng mệnh tới đây thu hồi quỷ vương hoa, là ai cướp đoạt thì đều sẽ là kẻ địch của nàng. Thời gian nửa nén hương trôi qua nhanh chóng,
Bạch Tiểu Thuần đang hãi hùng khiếp vía. Hắn đã rất xác định có một ít người đã động sát cơ với mình. Cũng may là không phải toàn bộ, chỉ là một bộ phận mà thôi. Huống hồ ta chết đi, cự quỷ vương cũng phải chết. Cự quỷ vương sẽ không để ta chết đâu. Bạch Tiểu Thuần cau mày. Đúng lúc này, thời gian nửa nén hương đi qua, tiếng nổ lớn quanh quẩn, sương mù không bay ra khỏi miệng luyện hồn hồ nữa, chỉ còn lại một lối đi tối tăm xuất hiện. Nam tử trung niên chủ trì luyện hồn hồ lên tiếng: "Còn không đi vào?" Âm thanh truyền ra, đám người Công Tôn Dịch cùng với Chu Hành đồng loạt bay vào trong thông đạo. Những người khác cũng bay vào. Bạch Tiểu Thuần thở dài bay theo. Sau khi tiến vào trước tê liệt bọn chúng, không cho bọn chúng cơ hội liên thủ, như vậy liền có chút an toàn. Bạch Tiểu Thuần cắn răng, hắn ra tốc độ bay vào miệng luyện hồn hồ. Lúc tiến vào thông đạo liền bay lên phía trước. Miệng thông đạo luyện hồn hồ nhìn như rất dài, nhưng trên thực tế khi đi vào thông đạo đã biến mất. Trong chớp mắt, người kia và Bạch Tiểu Thuần đều xuất hiện ở trong luyện hồn hồ. Đây là thế giới độc lập, bầu trời tối tăm mờ mịt, đại địa màu tím, bốn phía có sương mù màu đen bao phủ các nơi. Trong sương mù kia dường như ẩn giấu vô số lệ quỷ, những con du tàu trong sương mù, ánh mắt ẩm lãnh. Đám người đã xuất hiện bên trong luyện hồn hồ. Cảm giác đè nén từ sương mù bao phủ xung quanh, thậm chí có một ít lệ quỷ trong sương mù, làm bọn hắn cảm thấy nguy hiểm. Xuyên thấu qua sương mù, có thể nhìn thấy từng dãy núi trên mặt đất. Nơi xa xôi, tại khu vực dãy núi hội tụ, là một bồn địa lớn lõm xuống. Trên bồn địa có vô số sương mù ngưng tụ, chúng vần quanh một thứ giống như đúc quỷ vương vụ hoa ở bên ngoài, còn chưa mở ra triệt đề, cần một ít thời gian mới mở hoàn toàn. Vào lúc đám người nhìn quỷ vương vụ hoa tại bồn địa, Bạch Tiểu Thuần nhanh chóng nhìn xung quanh, lại nhìn quỷ vương vụ hoa kia. Hắn thống hận, hắn muốn thận trọng lui ra sau, nhưng đột nhiên trên người hắn lại xuất hiện hào quang màu trắng cực kỳ đột ngột. Tia sáng này căn bản không cách nào che đậy, trực tiếp bay lên người Bạch Tiểu Thuần, xuyên thấu quần áo, khiến làm cho hắn biến thành dễ thấy nhất trong nơi âm u này. Bạch Tiểu Thuần sững sờ, hắn không biết đã xảy ra tình huống gì. Đám người xung quanh vừa tới đây đều nhìn quỷ vương hoa. Về phần Bạch Tiểu Thuần, tuy bọn họ có sát cơ, nhưng lại không phải tất cả mọi người nhất định sẽ sớm ra tay giết hắn. Có không ít thiên kiêu tính cách kiêu ngạo, chỉ cần Bạch Tiểu Thuần không tranh đoạt với bọn họ cũng không ra tay. Còn không đợi đám người tản ra, hào quang trên người của Bạch Tiểu Thuần thu hút người khác nhìn sang. Trong nháy mắt, hơn 100 ánh mắt đã nhìn mình. Tâm thần Bạch Tiểu Thuần không yên tâm. Hơn 100 người này đều là tu sĩ Nguyên Anh, trong đó yếu nhất đều là Nguyên Anh Trung Kỳ. Ánh mắt của bọn họ hình thành uy áp, để Bạch Tiểu Thuần giật mình lên tiếng: "Mọi người đừng có xúc động, ta Bạch Hạo đại biểu cho cự quỷ vương từ bỏ quyền lợi tranh đoạt quỷ vương hoa này. Các người yên tâm, ta sẽ không cướp đoạt đâu." Bạch Tiểu Thuần cố gắng ra vẻ chân thành một ít, sau đó nói với đám người xung quanh. Lời này làm cho mọi người xung quanh giật mình, từng ánh mắt bắt đầu biến hóa khi nhìn Bạch Tiểu Thuần. Còn không chờ bọn họ mở miệng, đột nhiên quang mang trên người Bạch Tiểu Thuần mạnh hơn trước, thậm chí che thân thể hắn lại. Ánh sáng, ánh mắt mọi người ngưng trọng. "Bạch Hạo, ngươi muốn làm gì?" Bạch Tiểu Thuần khóc không ra nước mắt. Hắn vội vàng khi nhìn đám người xung quanh, sắc mặt biến hóa. Hắn đã tìm ra thủ phạm đặt cấm chế lên người hắn. Hào quang trong người hắn tới từ cấm chế cự quỷ vương. Nội tâm Bạch Tiểu Thuần rung động, thầm hô không ổn. Hào quang màu trắng trên người chỉ có một tia kết nối với hắn, tuyệt đại đa số lại thoát ly thân thể hắn, bay về phía bồn địa cách đó không xa. Sự việc diễn ra đột ngột, sắc mặt đám người xung quanh thay đổi. Tốc độ hào quang cực nhanh, trong nháy mắt đã tới bồn địa. Ngay sau đó tiếng nổ sinh ra, nó lập tức bao phủ quỷ vương vụ hoa vào bên trong. Cùng lúc đó, hào quang xuất hiện vòng xoáy khổng lồ. Vòng xoáy sinh ra hấp lực cực lớn, nó đang gia tốc quỷ vương vụ hoa nở rộ. Có thể tưởng tượng, hào quang và hấp lực có tác dụng hút trái cây khi quỷ vương hoa nở rộ và mang đi. Sắc mặt đám người biến hóa và ngây dại. Bạch Tiểu Thuần trố mắt nhìn, thân thể quán run rẩy, nội tâm quán rung động. Rốt cuộc hắn nhiều vì sao cự quỷ vương bảo mình tới đây lại tự tin như vậy? Cự quỷ vương khốn khiếp, căn bản là không giúp đỡ ngươi. Sắc mặt Bạch Tiểu Thuần tái nhợt, lúc này hắn đã hiểu mình bị cự quỷ vương gài bẫy.
Sở dĩ cự quỷ vương nói chỉ cần hắn tới nơi liền không có vấn đề gì, đó là bởi vì nhờ vào cấm chế của cự quỷ vương. Cấm chế này mới là đòn sát thủ của cự quỷ vương, hắn dựa vào cấm chế thu hoạch quỷ vương quả. Bạch Tiểu Thuần kêu to không tốt. Lúc hào quang bay ra ngoài, tu vi của mình hắn phát tiết ra, qua một lát đã rút đi phần nửa. Nội tâm hắn cả kinh, hắn lập tức lui ra sau, da đầu hắn sắp nổ tung, cảm giác nguy cơ sinh tử rất mạnh. Hắn hiểu phiền toái của mình tới rồi. Cự quỷ vương đáng chết! Bạch Tiểu Thuần tức giận hồn hển. Lúc hắn muốn bỏ chạy, đám người xung quanh hít sâu một hơi, ánh mắt từng người mang theo lửa giận. Nhất là trong đám người có kẻ la thất thanh, đám người khác càng tức giận hơn trước. Đây là hư không nguyên thần cấm, chỉ cần cấm chú không chết, trừ phi phá là bán thần, nếu không sẽ chẳng có ai mở ra được. Ngay cả đám người Công Tôn Dịch và Chu Hoành cũng tức giận. Mặc dù bọn họ không nhận ra cấm chế này, nhưng có thể nhìn ra cấm chế này không phải Nguyên Anh có thể mở ra. Chỉ có một biện pháp mở ra, đó chính là giết cấm chú, mà cấm chú chính là Bạch Hạo. Nhất là trên người Bạch Tiểu Thuần còn có một tia hào quang đang hô ứng với cấm chế, sát ý của đám người bộc phát hoàn toàn. Bạch Hạo, người muốn chết! Đáng chết! Vừa rồi ngươi nói từ bỏ, đảo mắt đấy như vậy, nhận lấy cái chết đi! Giết hắn! Chỉ có giết hắn cấm chế mới biến mất, bằng không chúng ta sẽ thất bại. Trong tiếng quát tức giận ngập trời, Bạch Tiểu Thuần biến thành mục tiêu công kích. Đám người bộc phát tu vi bao phủ Bạch Tiểu Thuần. Tạo oan uổng, các người nghe ta giải thích. Bạch Tiểu Thuần bị dọa không còn chút máu, nội tâm bi phẫn. Hắn vừa lên tiếng thì xung quanh có bóng người tới gần. Trong bốn người có đại hán Khôi Ngô, Triệu Đông Sơn. Đạo hữu nghe ta giải thích. Bạch Tiểu Thuần nhanh chóng hô to. Trên mặt Triệu Đông Sơn mang theo lửa giận tấn công Bạch Tiểu Thuần. Giết! Trong nháy mắt hét to, Triệu Đông Sơn cùng ba người sau lưng tiến thẳng về phía Bạch Tiểu Thuần. Trong nháy mắt xuất thủ, có pháp thuật ba động xuất hiện. Cự quỷ vương, ngươi là vương bát đàn! Bạch Tiểu Thuần gào to đầy đau đớn. Đang lúc muốn lui lại, phía sau hắn có 7-8 thân ảnh mang theo sát cơ bày tới. Nội tâm Bạch Tiểu Thuần rung động rất mạnh, hô hấp trì trệ. Hắn biết mình không thể dừng lại, một khi dừng lại sẽ bị nhiều người vây công hơn. Hắn không chút do dự vận dụng hám sơn tràng, tốc độ nhanh chóng. Chỉ trong nháy mắt tới gần Triệu Đông Sơn, Triệu Đông Sơn cười dữ tợn, trong tay cầm lang nha bổng đập thẳng vào người Bạch Tiểu Thuần. Tiếng nổ vang lên, trong nháy mắt tiếng nổ truyền khắp bốn phương. Thiên kiều màn hoàng xung quanh Bạch Tiểu Thuần biến sắc, nhất là những người tương đối gần khiếp sợ không nhỏ. Chỉ thấy tiếng nổ vừa vang lên, Triệu Đông Sơn có huyết mạch thổ dân phun máu tươi, thân thể bay ra xa như diều đất dây. Hắn không ngừng lùi lại. Bạch Tiểu Thuần vốn nên bị hắn ngăn cản lại, xông ra ngoài. Hắn không dừng lại, lập tức gia tốc bay đi xa. Điều này sao có thể? Triệu Đông Sơn có lực lượng nhục thân số 1 số 2 trong chúng ta, gần với bạo nữ Hứa Sản kia, không ngờ hắn bị đụng bay. Bạch Hạo này, lực lượng nhục thân của hắn quá cường đại. Đám người xung quanh sợ hãi và truy kích, lần lượt từng bóng người bay theo Bạch Tiểu Thuần. Và lúc này Bạch Tiểu Thuần đang hái hùng khiếp vía. Cự quỷ vương thật quá phận, ta không phải chỉ vỗ đầu ngươi vài cái sao? Ta không phải lấy ngươi làm tấm chắn thôi sao? Ta đã cứu ngươi, thế mà ngươi lại lừa ta. Ta mà chết thì ngươi cũng không có xong đâu. Bạch Tiểu Thuần ủy khuất, nhất là sau khi phát hiện cấm chế trên người không biến mất, nó vẫn tồn tại như cũ. Hắn hiểu, cho dù với thủ đoạn của cự quỷ vương, hắn đã sớm có chuẩn bị. Cấm chế có uy lực này, một khi mình chết thì cũng không làm cự quỷ vương tử vong, nhưng nhất định sẽ trọng thương. Việc này rất rõ ràng, cự quỷ vương đang ép mình đánh cược, cược chính mình có thể kiên trì được, kiên trì đến thời điểm nở hoa kết trái. Hiện tại Bạch Tiểu Thuần nhớ tới đan dược, cự quỷ vương đưa cho mình thanh trường thương và 9 viên đan dược. Cự quỷ vương cho ta 9 viên đan dược, hắn nói một người cả đời chỉ ăn được 9 viên. Thanh trường thương là pháp bảo mạnh nhất mà ta có thể sử dụng được. Lúc Bạch Tiểu Thuần gặp nguy cơ, trong thành cự quỷ, trong vương điện, sắc mặt cự quỷ vương âm trầm bất định, nhìn về phía hướng Luyện Hồn Hồ. Trong lòng hắn vô cùng khẩn trương. Cự quỷ vương quá trọng yếu với hắn. Đúng như Bạch Tiểu Thuần đoán trước, cả đời người chỉ có thể ăn 9 viên đan dược kia mà thôi. Thanh trường thương luyện đinh 16 lần cũng là pháp bảo duy nhất Bạch Tiểu Thuần có thể sử dụng. Tất cả đều là kế hoạch của hắn.
từ sau khi Bạch Tiểu Thuần xuất hiện ngoài ý muốn, từ sau khi hắn khôi phục tu vi, thì cự quỷ vương đã có chuẩn bị. Hắn ta muốn đánh cược một lần, cược bản sự đào mệnh của Bạch Tiểu Thuần. Điểm này cự quỷ vương vẫn còn nắm chắc, nhất là nghĩ tới cảnh Bạch Tiểu Thuần mang theo chính mình thoát khỏi tay của ba thiên nhân và rất nhiều nguyên anh, nội tâm hắn an ổn một ít. Bản lĩnh đảo mệnh của Bạch Hạo là mạnh nhất ta từng thấy qua, hy vọng hắn có thể kiên trì tới lúc đó. Bạch Hạo, chỉ cần ngươi giúp bản vương đoạt quỷ vương quả, như vậy sau này bản vương sẽ đối đãi ngươi như thân nhi tử, quyết không để ngươi chịu ủy khuất. Cự quỷ vương thì thào. Lúc này trong luyện hồn hồ có tiếng nổ vang bao phủ tám phương, sương mù xung quanh quay cuồng, trong đó ánh mắt của từng lệ quỷ đầy tham lam, dường như khí huyết của đám thiên kiêu là đại bổ với đám lệ quỷ. Bạch Tiểu Thuần ủy khuất, hắn lập tức phá vòng vây, muốn xung phong liều chết đi ra ngoài. Tù vì trong cơ thể cấm chế hút đi, đám thiên kiêu vô cùng đông đảo. Lúc này có 7-8 người bay tới muốn chém giết Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần nhíu mắt, một người trong đó chính là nguyên anh đại viên mãn Chu Hoành. Trong mắt Chu Hoành mang theo sát cơ, dùng tư thái bao quát con sâu cái kiến nhìn hắn. Bạch Tiểu Thuần tức giận, đôi mắt đỏ rực, thân ảnh như nộ long bay thẳng về phía trước. Hắn bộc phát khí thế kinh thiên động địa, mọi người chỉ bị đụng trúng là bay ra phía sau, khí huyết quay cuồng. Bạch Tiểu Thuần mạnh như thế, sắc mặt Chu Hoành biến hóa, mấy thiên kiều khác cũng kinh hãi. Tốc độ Bạch Tiểu Thuần quá nhanh, bọn họ phán đoán sai lầm cho nên không thể ngăn cản. Khí thế Bạch Tiểu Thuần càng mạnh hơn nữa, lúc này đã sớm nổi giận không nhẹ. Hắn lao tới, lực lượng thân thể bộc phát, tu vi sinh ra, khí thế thiên đạo nguyên anh biến hắn trở thành chiến tiền. Những nơi đi qua không ai có thể cản bước hắn. Hắn không dám dừng lại, thần thông đang bay ra sau lưng hắn, cho dù là hắn cũng ái hùng khiếp vía, chỉ có thể không ngừng lao về phía trước. Tay phải hắn cầm trường thương luyện linh 16 lần, hắn xung phong liều chết, lại phối hợp với tốc độ. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn dũng mãnh phi phàm như thiên thần. Dầm một tiếng, Bạch Tiểu Thuần muốn lao ra khỏi đám người đang vây quanh bốn phía. Bỗng nhiên lúc này có tiếng hừ lạnh từ phía trước Bạch Tiểu Thuần vang lên, chính là Công Tôn Dịch. Hắn đứng ở nơi đó, tay phải bấm niệm pháp quyết điểm về phía Bạch Tiểu Thuần. Dưới một chỉ này mang theo lực lượng phong ấn đáng sợ, nó hóa thành vô số phù văn hư ảo bao phủ Bạch Tiểu Thuần, sau đó biến thành tâm lưới lớn bao lại. Tâm lưới vừa thu lại liền nổ tung, bản thân Bạch Tiểu Thuần không thể né tránh, trực tiếp đụng lên phía trên. Bởi vì tu vi trong người bị hút quá nhiều, hắn lại không thể phá hủy phong ấn ngay lập tức, cho nên hắn bị tâm lưới này quấn chặt. Cho dù như thế, sắc mặt Công Tôn Dịch cũng thay đổi liên tục, nội tâm rất giật mình. Hắn đang muốn gia cố phong ấn, thân ảnh Bạch Tiểu Thuần như bị ngăn cản. Phía sau xuất hiện 10 thân ảnh, thậm chí phía sau 10 thân ảnh còn có rất nhiều thiên kiêu đang tới gần. Không chút do dự, những người này liên tục ra tay, từng thần thông pháp thuật đòn sát thủ bay thẳng về phía Bạch Tiểu Thuần. Sắc mặt Chu Hoành âm trầm, hắn đánh ra một đạo kiếm quang đáng sợ chém tới. Còn có Tiểu Lang Thần, người này gào rú và thân thể biến hóa, hắn hóa thành nửa sói nửa người, bộc phát tốc độ cực nhanh bay thẳng về phía Bạch Tiểu Thuần. Lý Thiên Thắng, người này âm độc, lúc mọi người ra tay hắn cười lạnh, sau đó nâng tay phải điểm xuống một chỉ. Lúc này khói độc năm màu bay tới, hắn còn cười khằng khặc thuấn di biến mất tại chỗ. Những người này đều là tu sĩ nguyên anh, trong đó mặc dù không ít đều là nguyên anh sơ kỳ, cũng có rất nhiều nguyên anh trung kỳ. Đám người Tiểu Thần Lang, Lý Thiên Thắng đều là nguyên anh hậu kỳ. Về phần Chu Hoành, hắn là nguyên anh đại viên mãn, bọn họ là thiên kiêu cực mạnh, công pháp cường đại, liên thủ một kích cho dù là thiên nhân thì cũng phải động dung. Đối mặt với nguy cơ sinh tử đáng sợ, tâm thần Bạch Tiểu Thuần rung động mạnh. Tuy lúc trước hắn có chuẩn bị, nhưng biết tình thế không thể nghịch chuyển, hắn đã tức giận thật sự. Khinh người quá đáng. Nội tâm Bạch Tiểu Thuần bi phẫn, hắn ngửa mặt lên trời gào to, trực tiếp cầm Vĩnh Dạ Tán ngăn cản. Tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa sinh ra, phía sau hắn có tiếng quát lớn vang lên. Thân ảnh Hứa Sàn bay tới gần Bạch Tiểu Thuần, nàng nâng tay phải đánh ra một quyền. Trở về cho ta! Hứa Sàn quát lớn như kim loại va vào nhau, ra tay có thể dung chuyển thiên địa. Lực lượng thân thể trong một quyền này cực mạnh. Bạch Tiểu Thuần toàn lực ngăn cản phong ấn, nội tâm gấp gáp, cho nên hắn tức giận, đưa lưng về phía Vĩnh Dạ Tán, sau đó đánh ra một quyền. Hai người ra tay cách tâm lưới phong ấn, nắm đấm va chạm vào nhau.
Cùng lúc đó rất nhiều pháp thuật thần thông đánh vào Vĩnh Dạ Tán. Tiếng nổ mạnh rung trời vang lên, hào quang chói mắt làm hư vô sụp đổ. Hứa Sàn rút lui, ngay cả Công Tôn Dịch cũng biến sắc, hắn lập tức tránh đi, khí thế đám người ra tay quá mạnh. Khóe miệng Bạch Tiểu Thuần chảy máu tươi, hắn cầm Vĩnh Dạ Tán ngăn cản vô số pháp thuật thần thông sau lưng, sau đó bị đánh bay ra rất xa, hắn bay vào trong sương mù màu đen. Hình ảnh này làm đám người rung động, mọi người không ngờ Bạch Hạo lại khó chơi như thế. Nhiều người cũng ra tay, chỉ có thể đánh hắn bị thương mà không thể giết hắn. Đúng vào lúc này, Diêu Lâm Nhi mở to mắt, nàng rung động không nhỏ, đôi môi khẽ nhúc nhích và sinh ra một gợn sóng. Gợn sóng khuếch tán làm tâm thần người ta bị rung động, trực tiếp quấn quanh bên người Bạch Tiểu Thuần. Nghe được bên tai có thanh âm hấp dẫn tâm thần, nó đang kêu gọi hắn. Tâm thần của Bạch Tiểu Thuần hưng phấn, thường thế trong người lại bộc phát toàn diện một cách quỷ dị, căn bản không thể áp chế nổi. Hắn phun máu tươi, thân thể lảo đảo lùi lại vài bước. Cùng lúc đó, đôi mắt Chu Hoành bộc phát hàn quang sáng ngời. Hắn nâng tay phải lên, tay phải bắn ra một đạo hắc quang. Hắc quang vừa xuất hiện mang theo thiên nhân ý chỉ. Mọi người vô cùng kinh hãi nhìn thấy Chu Hoành ra tay với Bạch Tiểu Thuần. Hắc quang bay đi với tốc độ cực nhanh, dường như nó có thể xuyên thấu hư vô, trực tiếp xuất hiện trước mặt Bạch Tiểu Thuần. Còn chưa chờ hắn tới gần, đột nhiên trong người Bạch Tiểu Thuần có hắc quang bạo phát ra ngoài. Đó chính là Quy Văn Nổi. Tiếng nổ vang lên, hắc quang sụp đổ, Quy Văn Nổi lại dung nhập vào trong cơ thể Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần mượn lực rút lui, hắn không chút do dự nuốt một viên phá thiên tạo hóa đan. Tốc độ không giảm mà còn nhanh hơn, hắn lập tức tiến vào trong sương mù. Không thể để hắn bỏ chạy, Bạch Hạo không chết, cấm chế không tàn. Mọi người vội vàng, đám người Công Tôn Dịch, Chu Hoành, Hứa Sàn lập tức đuổi theo. Tiểu Lăng Thần cắn răng đi theo. Lúc này mọi người truy sát tiến vào trong sương mù. Nhị hoàng tử cười lạnh nhìn tất cả, không truy kích, và Trần Mạn Dao cũng không truy kích. Nàng hít thở dồn dập nhìn thân ảnh Bạch Tiểu Thuần biến mất trong sương mù. Trong mắt xuất hiện hào quang kỳ lạ, trước kia nàng không chú ý, lúc này nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần ra tay, nàng ẩn ẩn cảm giác hình bóng quen thuộc trên người của đối phương. Tốc độ Bạch Tiểu Thuần cực nhanh, hắn bay nhanh trong sương mù. Trong người hắn nóng rực, thường thế trên người hắn khôi phục mấy hô hấp. Nội tâm Bạch Tiểu Thuần cũng được an ủi. Tu vi vẫn bị hút đi, lại nghĩ tới chính mình bị Cựu Quỷ Vương gạt, Bạch Tiểu Thuần phiền muộn, càng nghĩ càng tức, càng giận thì càng ủy khuất, nhưng không dám dừng lại, hắn bay đi cực nhanh. Tốc độ hắn quá nhanh, đám người phía sau phải mất thời gian không ngắn mới đuổi kịp. Khoảng cách kéo giãn ra, hơn nữa thế giới ở trong điện hồn hồ có sương mù nồng đậm, bên trong còn có lệ quỷ. Mọi người tiến vào những lệ quỷ kia lập tức bay tới gần bọn họ. Những lệ quỷ này gào rú, chúng trùng kích cực nhanh. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người lập tức rối loạn, từng tiếng kinh hô vang lên. Hết lần này tới lần khác, không có lệ quỷ nào ngăn cản Bạch Tiểu Thuần, làm như không nhìn thấy hắn, tùy ý hắn bỏ chạy ở trong sương mù. Việc này làm đám người đuổi giết không thể nào đuổi kịp Bạch Tiểu Thuần. Hừ, lão tử có mặt nạ, các người đừng có mơ đuổi kịp ta. Bạch Tiểu Thuần hừ lạnh, tốc độ nhanh hơn. Qua mấy canh giờ, phía sau hắn an tĩnh, không còn người nào đuổi theo. Bạch Tiểu Thuần đáp xuống mặt đất một sơn mạch, hắn ngồi tại chỗ, sau đó nuốt thêm một viên phá thiên tạo hóa đan. Cảm nhận tu vi trong người bị hút đi, rốt cục giảm mất, sau đó dần dần dừng lại, không hề hấp thu tu vi mình nữa. Bạch Tiểu Thuần lại nuốt một viên phá thiên tạo hóa đan mới khôi phục đến đỉnh phong. Hắn nhìn xung quanh, nhớ lại chuyện vừa rồi, liền tức giận. Nhiều người truy sát ta như vậy, lúc trước chúng ta không có thù, các ngươi khinh người quá đáng, quá phận, có bản lĩnh thì đơn đả độc đấu với ta. Còn Cự Quỷ Vương, cái lão bất tử kia, lão tử vì cứu ngươi mà lâm vào cảnh tử, ngươi đã đối xử với ta như vậy. Khốn kiếp, không được, ta muốn báo thù. Bạch Tiểu Thuần càng nghĩ càng tức giận, hắn cảm thấy ngực mình khó chịu, không xả ác khí này thì không được. Dường như lá gan cũng lớn hơn một chút, hắn lập tức cắn răng hạ quyết định. Ta muốn báo thù. Bạch Tiểu Thuần vô cùng tức giận, hắn nắm chặt nắm đấm, trong đầu không ngừng sinh ra các biện pháp báo thù. Giết người thì không được. Bạch Tiểu Thuần không ngốc, hắn biết rõ thân phận của mình tại Man Hoang rất mẫn cảm. Nếu hôm nay giết những thiên kiêu này, một ít còn khá tốt, nếu như nhiều thì tương lai đắc tội cả Man Hoang. Đến lúc đó cho dù Man Hoang lớn hơn nữa, hắn cũng khó mà đi nửa bước.
Nếu chỉ giết một đám, Bạch Tiểu Thuần không cam lòng cho lắm. Huống hồ giết người cũng không quan hệ lớn với cựu quỷ vương. Mặc dù biết không liên quan gì với hắn, dù sao cũng không phải hắn giết người. Đến lúc đó lão gia hỏa cựu quỷ vương trở mặt không nhận tình, tương đương ta tự chôn vùi bản thân mình. Không được, cần phải nghĩ biện pháp. Tốt nhất là có thể báo thù, lại có thể làm cựu quỷ vương cực khổ không nhỏ. Bạch Tiểu Thuần vò đầu bứt tai, hai mắt đỏ rừng rực, minh tư khổ tưởng. Sau nửa ngày ngồi suy nghĩ, bỗng nhiên hắn mở to mắt, thần thái sáng ngời. Có rồi. Tinh thần Bạch Tiểu Thuần vô cùng phấn chấn, trong đầu có một ý niệm rõ ràng. Ta không giết người, ta sẽ trói tất cả thiên kiêu lại một chỗ, sau đó đưa đến chỗ cựu quỷ vương. Đến lúc đó hắn phải đối lý vì dám động tay động chân, làm các thế lực khác bất mãn. Sau đó những thiên kiêu kia rơi vào tay hắn, như vậy các quyền quý càng có lý do bới móc. Nếu hắn thả sẽ ảnh hưởng tới mặt mũi quán thật lớn. Nếu hắn không thả, các quyền quý man hoang sẽ liên hợp lại mà đi tìm hắn. Những thiên kiêu này chính là củ khoai lang nóng vòng tay. Đến lúc đó cựu quỷ vương có khổ thì cũng khó nói thành lời. Cho dù cựu quỷ vương bá đạo cũng không dám dùng những thiên kiêu này ra vơ vét tài sản gia tộc của bọn họ. Loại hành vi trước ăn gian sau lại vơ vét tài sản sẽ làm nhiều người nổi giận. Bạch gia gia ta có thể không sao cả, cựu quỷ vương thì không được. Một khi hắn làm thì sẽ gặp phải mối họa to lớn. Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới đây liền ngửa mặt lên trời cười to. Hắn cảm giác mình quá thông minh, biện pháp tốt như thế cũng có thể nghĩ ra. Hắn cảm khái vì mình quá thông minh. Vì muốn kế hoạch này hoàn mỹ hơn, Bạch Tiểu Thuần hít sâu và cân nhắc một lúc. Ta cũng phải phòng bị thật tốt. Vạn nhất tiểu tử cựu quỷ vương không muốn trở mặt, trực tiếp thả người ra, đây không phải là việc không có khả năng. Ai, Bạch gia gia tôi muốn cựu quỷ vương thả người cũng phải trả cái giá lớn mới được. Bạch Tiểu Thuần vô cùng hưng phấn, trong đầu suy nghĩ nên báo thù như thế nào. Sau nửa ngày, hắn đã trải vuốt kế hoạch một cách cẩn thận, trong mắt còn xuất hiện thần thái chờ mong. Cự quỷ vương, người không thể oan ta, là ngươi lừa ta trước thì đừng có trách ta bẫy người. Vừa vặn lão tử mượn cơ hội này tu thành bất tử cốt. Bạch Tiểu Thuần hít sâu mấy hơi, ánh mắt hắn bắn ra thần quang quyết đoán. Cho dù kế hoạch này có một ít khuyết điểm nhỏ, Bạch Tiểu Thuần cũng bất chấp nhiều như vậy. Chỉ cần không xuất hiện vấn đề là tốt rồi. Báo thù không cách đêm, ta sẽ đi ngay bây giờ. Thân ảnh Bạch Tiểu Thuần lập tức nhảy vào trong sương mù, lợi dụng mặt nạ che giấu khí tức. Những lệ quỷ trong sương mù không nhìn thấy hắn, giống như hóa thân u linh vô thành vô tức xuyên qua sương mù. Trong sương mù luyện hồn hồ có rất nhiều lệ quỷ, vô số ăn hồn kéo cả đàn cả lũ bay ngang qua. Bạch Tiểu Thuần tiến lên rất nhanh, hắn thấy oan hồn dừng đành múa vuốt bay ngang qua người thì kinh hãi không nhỏ. Nhất là nhìn thấy bên trong có không ít lệ quỷ hung ác đã mọc một sừng ở bên đầu, thậm chí thân thể hư ảo nhưng lúc lại biến thành chân thật, điểm này càng làm choán giật mình. Luyện hồn hồ quá quỷ dị, oan hồn bên trong lại càng quỷ dị. Đám oan hồn lệ quỷ trong nơi này hung tàn hơn bên ngoài, thậm chí có một ít người có thể thi triển thần thông pháp thuật mang theo tử khí. Thường thường nhìn thấy người sống sẽ lao thẳng tới, một khi chúng tới gần sinh cơ sẽ ảm đạm, thậm chí lúc chúng chui vào trong người tính mạng chi hỏa cũng thập phần không yên. Nếu đổi thành tu sĩ khu vực thông thiên hạ, nhìn thấy đám oan hồn này nhất định sẽ luống cuống chân tay. Cho dù những thiên kiêu man hoang, mỗi khi đối phó lệ quỷ như vậy thì cũng phải dùng thủ đoạn đặc biệt. Thậm chí bản thân chính là luyện hồn sư, cho dù đối mặt với đám oan hồn lệ quỷ ở trong luyện hồn hồ thì cũng phải kiêng kỵ không nhỏ. Có thể không đối kháng chính diện sẽ không chạm mặt. Nội tâm bọn họ biết rõ, luyện hồn hồ đặc thù, mặc dù có thể bắt lấy oan hồn lệ quỷ ở trong nhưng lại khó thu phục được để mình sử dụng. Cho nên một khi gặp được, hoặc là diệt đi, hoặc là né tránh. Trước mắt đám oan hồn lệ quỷ không ngừng trùng kích, những thiên kiêu đối giết Bạch Tiểu Thuần đều phân tán ở xung quanh, từng người chiến được phân tán loạn các nơi. Bọn họ tránh né oan hồn lệ quỷ, lại vừa dùng thủ đoạn của mình tìm kiếm tung tích của Bạch Tiểu Thuần. Một khi tìm được bọn họ sẽ hô to để mọi người cùng hợp lực giết hắn. Bạch Hạo đáng chết, nếu hắn không chết chúng ta sẽ không có cơ hội đoạt được quỷ vương quả. Thời gian cấp bách rồi. Và lúc mọi người phân tán ra xung quanh, mỗi người đều sinh ra sát ý ngập trời với Bạch Tiểu Thuần. Lúc này có một thanh niên mặc trường bào màu lam,
sắc mặt âm trầm đang lao nhanh trong sương mù. Phía sau hắn có một đám oan hồn gào thét đuổi giết. Tốc độ của đám oan hồn không bằng thanh niên nên khoảng cách dần dần bị kéo ra. Người này chính là Tiểu Lang Thần, một thần tu vi nguyên anh hậu kỳ. Cho dù hắn vào trong sương mù cũng có thể bảo trì tốc độ như cũ. Chỉ cần không gặp phải hồn triều quy mô lớn hoặc gặp phải lệ quỷ cường đại, hắn có thể tùy ý tung hoành ở trong sương mù. Bạch Hạo trốn quá nhanh, bên phe ta có nhiều người tìm kiếm như thế, ta cũng không tin hắn có thể trốn quá lâu. Nội tâm của Lang Thần tức giận. Mục đích của hắn đi vào luyện hồn hồ lần này là dựa vào lực lượng bản thân đánh giá danh tiếng bản thân. Cho dù không đạt được quỷ vương quả cũng muốn phải phụ tá thế tử. Từ đó cho dù không hoàn thành nhiệm vụ gia tộc, sau khi trở về cũng có bàn thưởng. Tất cả tính toán lần này lại bị Bạch Hạo phá hủy cấm chế xuất hiện, làm cho mọi người và cả hắn cũng hiểu. Bọn hắn lần này bị Bạch Hạo đùa nghịch. Người này không chết, tương đương bọn họ vô duyên với quỷ vương quả. Mặc dù chúng ta không có thù, nhưng người nhất định phải chết. Tiểu Lăng Thần cười lạnh một tiếng, tốc độ nhanh hơn, thần thức bao phủ xung quanh và tìm kiếm cẩn thận. Thời gian trôi qua, nửa canh giờ sau, Tiểu Lăng Thần nhìn phía trước đột nhiên xuất hiện mấy trăm oan hồn. Đám oan hồn cũng phát hiện Tiểu Lăng Thần, ánh mắt bọn chúng xuất hiện hào quang, hung tàn và lao về phía Tiểu Lăng Thần. Tiểu Lăng Thần không thèm nhìn, hắn không đặt mấy trăm oan hồn vào trong mắt, chẳng những tốc độ không giảm bớt mà còn tiến lên nhanh hơn. Hắn trực tiếp lao vào bên trong đám oan hồn đang gào thét. Trong nháy mắt, hắn xông vào bên trong, bỗng nhiên sắc mặt Tiểu Lăng Thần thay đổi. Đột nhiên tâm thần hắn xuất hiện cảm giác nguy cơ to lớn, càng không hiểu tại sao tu vi yếu đi 3 phần, tu vi vận hành không lưu loát, thậm chí tu vi vận hành chậm chạp như bị cái gì đó ảnh hưởng. Không đúng. Không kịp suy nghĩ quá nhiều, thân thể Tiểu Lăng Thần nhanh chóng chui ra sau. Lúc hắn chui ra sau, lại nghe tiếng cười lạnh vang lên bên tai, sau đó có tiếng nói quanh quẩn trong tai hắn. Muộn rồi. Khi âm thanh vang lên, một thân ảnh xuất hiện nhanh như tia chớp. Thân ảnh này đã giấu trong oan hồn từ trước, cho dù dùng mắt thường hay là thần thức dò xét cũng giống nhau. Hắn xuất hiện đột ngột và dùng tốc độ nhanh áp sát Tiểu Lăng Thần, không có nửa điểm do dự. Hắn vung tay phải lên, lực lượng thân thể và tu vi dung hợp oanh kích một quyền. Và lúc nguy cơ trước mắt, Tiểu Lăng Thần gào thét. Hắn không thích bộc phát tiềm lực bản thân, nhưng muốn hóa thành bộ dạng nửa người nửa sói. Chưa chờ hắn kịp biến thần, nắm đấm của Bạch Tiểu Thuần đã giáng xuống. Oanh một tiếng, tiếng nổ vang vọng bốn phương, sóng xung kích càn quét xung quanh và đẩy đám oan hồn ra xa. Tất cả quá đột ngột, Tiểu Lăng Thần rung động. Hắn muốn né tránh nhưng không thể làm được, muốn phản kích cũng có cảm giác khó làm được, chỉ có thể mặc nắm đấm của Bạch Tiểu Thuần như núi giáng vào trong ngực, cảm nhận thân thể mình bị lực lượng cực lớn đánh trúng. Hắn phun máu tươi và bay ngược ra sau thật nhanh. Trong lúc bay ngược ra sau còn phun thêm vài ngụm máu tươi, tu vi trong người tán loạn, thân thể sắp nổ tung, ngay cả xương cốt cũng đã gãy thật nhiều. Bạch Hạo! Tiểu Lăng Thần kêu lên thảm thiết, da đầu run lên. Hắn vô cùng hoảng sợ, cả đời này hắn chưa từng gặp qua một quyền nào lại cuồng bạo như sóng to gió lớn như lần này. Hắn bị đánh ngu người, nội tâm hoảng sợ, máu tươi chảy ra không ngừng. Bạch Tiểu Thuần hiện tại không giống lúc trước, hắn mạnh tới mức Tiểu Lăng Thần không dám tin tưởng. Chỉ một quyền đã đánh thân thể hắn gần sụp đổ, thương thế nghiêm trọng, đôi mắt của hắn mơ hồ, nguyên anh suýt đỡ xuất khiếu, thậm chí còn kém hồn phi phách tán. Ngay cả thần thông biến cũng bị một kích vừa rồi cắt ngang, thân thể như diều đứt dây bay ra sâu hơn 100 trượng. Cho người biến thần, lần trước người đánh ta rất sùng sướng có đúng không? Biến thần, ta đánh chính là kẻ biến thần. Bạch Tiểu Thuần hừ lạnh một tiếng, hắn vượt qua khoảng cách 100 trượng. Bạch Hạo ở chỗ này. Tiểu Lăng Thần suy yếu tới mức tận cùng, triệt để mất đi sức chiến đấu. Lúc Bạch Tiểu Thuần tới gần, đôi mắt hắn đỏ rực, không để ý thường thế liền giống to cầu cứu. Đáng tiếc không chờ hắn nói xong, Bạch Tiểu Thuần vung tay phải phong ấn Tiểu Lăng Thần và ném hắn vào trong túi chữ vật. Làm xong tất cả liền quay người đi vào trong sương mù. Sau khi Bạch Tiểu Thuần rời đi không lâu, tại nơi hắn giao thủ với Tiểu Lăng Thần có 7-8 người bay tới gần. Sau khi nhìn thấy pháp thuật chấn động của Tiểu Lăng Thần lưu lại nơi đây, xung quanh còn có rất nhiều máu tươi văng tung tóe, sắc mặt mọi người biến hóa, sau đó truyền âm với nhau, cũng phân tán nhìn xung quanh tìm kiếm tung tích của Bạch Tiểu Thuần. Và lúc này Bạch Tiểu Thuần bay nhanh trong sương mù, hắn vừa bay vừa liếm môi, trong đôi mắt còn mang theo điên cuồng,
Tiểu Lăng Thần không phải thiên kiêu hắn bắt được đầu tiên. Trước Tiểu Lăng Thần hắn đã bắt tới 7-8 người. Ta đánh kẻ biến thân như người trước. Bạch Tiểu Thuần hừ lạnh. Tiểu Lăng Thần không phải là người hắn bắt đầu tiên, hắn cũng đã ra tay với mấy lần trước đó. Có thể nói đây là lần Bạch Tiểu Thuần ra tay chính thức sau khi trở thành Thiên Đạo Nguyên Anh. Hắn cũng cảm giác được Thiên Đạo Nguyên Anh phi phàm cỡ nào. Thiên Đạo Nguyên Anh có thể áp chế Nguyên Anh khác. Mấy người trước lúc ta ra tay cũng bị suy yếu. Bạch Tiểu Thuần cân nhắc một phen. Hắn nhớ tới trận chiến trước đó, tu vi của Tiểu Lăng Thần thực sự bất ổn. Nghĩ tới đây, Bạch Tiểu Thuần cân nhắc đi nghiệm chứng thêm vài lần. Vì vậy hắn bay đi thật nhanh. Không bao lâu, sắc mặt hắn hơi động và cải biến phương hướng. Hắn lao vào khu vực bên phải, nơi này đã có hai thiên kiêu man hoang đang bị nhiều oan hồn đuổi giết. Mượn hai người này thí nghiệm một chút. Bạch Tiểu Thuần cười hăng hắc, tốc độ không giảm còn bay nhanh hơn. Hắn lao thẳng về phía hai người kia. Chỉ trong chốc lát, hai thiên kiêu man hoang đã nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần. Bọn họ biến sắc, đang muốn mở miệng đã thấy Bạch Tiểu Thuần phất tay áo, đánh ra một đạo cuồng phong. Hai người bọn họ muốn ngăn cản, bằng vào tu vi Nguyên Anh trung kỳ của bọn họ, làm sao có thể là đối thủ của Bạch Tiểu Thuần. Cho nên bọn họ bị pháp thuật của Bạch Tiểu Thuần đánh trúng. Tu vi của bọn họ bị áp chế nghiêm trọng, vận chuyển chậm chạp và có xu thế tán loạn. Không đợi nghĩ ra biện pháp giải quyết, bọn họ nghe tiếng nổ tung, sau đó phun máu tươi bay ngược ra sau. Bạch Tiểu Thuần bước tới một bước, hắn dùng hai tay nâng hai người lên như nâng chân con gà. Tiện tay phong ấn hai người ném vào trong túi chứa vật. Bạch Tiểu Thuần vô cùng vui sướng. Lần này hắn trọng điểm quan sát tu vi hai người này biến hóa. Hiện tại hắn tin tức Thiên Đạo Nguyên Anh của mình có thể áp đảo Nguyên Anh khác, tâm thần phấn chấn không nhỏ. Trời ạ, thì ra là mạnh như thế. Bạch Tiểu Thuần mang theo kích động rời đi. Cứ như thế, những thiên kiêu man hoàng đang phân tán trong điện hồn hồ đã biến thành con mồi ở trong mắt Bạch Tiểu Thuần. Mà hắn là thợ săn, thân ảnh biến mất quỷ dị, mỗi lần xuất hiện là có thiên kiêu bị hắn bắt như là diều hâu bắt gà con. Nếu nhân số khá nhiều, hắn rất thối lui, gặp được một người sẽ đổi giết như là gió bão. Mỗi lần ra tay đều rất ngắn, sau đó hắn lại chạy đi thật nhanh, cho nên mọi người khó có thể tạo thành xu thế vây công hắn. Các bạn vừa nghe xong tập số 165 của bộ truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện.